Lại còn đổi tên thành Tập Lý Chính Quy, đây không phải là đặt theo tên của anh ta hay sao? Không phải là của anh ta rồi à? Thật vô liêm si, nhưng mà đây chính là phong cách làm việc của tập đoàn Tam Tinh. Không vô liêm si thì không phải làm tập đoàn Tam Tỉnh nữa rồi. Ngày hôm đó, tập đoàn Minh Cường tổ chức mở cuộc họp tuyên bố, công ty chính thức đổi tên thành Tập Lý Chính Quy, chức chủ tịch do Đoàn Hoành Nghị đảm nhiệm. Đoàn Hoành Nghị là một người tỉnh quốc, vốn chỉ là một nhân viên kỹ thuật cho tập đoàn Minh Cường. Trực tiếp vượt 7-8 cấp, ngồi lên vị trí đứng đầu tập đoàn. Đây không phải là do Lý Chính Quy đang điều khiển thì là gì nữa. Anh ta không quan tâm đến các quyết sách nội bộ tập đoàn Minh Cường, nhưng anh ta lại đưa một con rối lên. Bây giờ chủ tịch đều nghe lời anh ta. Tương đương với việc công ty đang nằm trong tay anh ta. Bọn Lý Tử Nhiệm rất tức giận, nhưng lại không làm được gì. Chỉ duy nhất một chỗ được lợi đó chính là bảo vệ được công ty, không làm rối loạn 10 vạn người. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp tục đây, việc chĩa mũi nhọn của Lý Chính Quy mới chính thức bắt đầu. Ở kinh thành, Tiêu Thấm và Khương Di Quân đã ngơ ngác mà để cho người khác bắt đi, chủ yếu là nhà họ Khương chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không những thế, bạn học của Diệp Lâm Quân, huynh gia Mẫn cũng bị bắt đi. Thậm chí cả Chí Nam Yến nhà họ Chí ở Hải Phòng cũng bị bắt đi. Ngay cả nhà họ Chí cũng không dám tìm. Nghe nói đã bị cảnh cáo rồi. Lúc bọn Tiêu Thấm, Khương Di Quân tỉnh lại, đã phát hiện bọn họ bị bắt đi mất rồi. Trước mặt bọn họ có một người đàn ông cao lớn, vô cùng khôi ngô tuấn tú, khóe miệng vẽ lên một độ cong. Lý Chính Quy ra tay với bọn họ. Dựa theo điều tra của tôi, trừ Lý Tử Nhiệm ra thì các người chính là những người phụ nữ có quan hệ tốt nhất với Diệp Lâm Quân. Nếu như có ai động vào các người, Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ đi cứu các người. Lý Chính Quy cười lạnh nói. Anh muốn làm gì? Khương Di Quân lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, mấy người các người chính là nô lệ của tôi, chỉ cần đánh dấu lên cơ thể, cả đời này các người cũng không thể thoát đi được. Phùng Ngọc Hân vừa định chửi, giọng nói của Lý Chính Quy đã vang lên, còn có bọn Lý Tử Nhiệm cũng không chạy thoát được đâu. Chị Oánh tôi sẽ bán đến một khu ổ chuột ở châu Âu. Sẽ bị một đám người dã man chia sẻ. Còn Lý Tử Nhiệm tôi sẽ gả cô ta cho một ông già thô tục. Con gái của Diệp Lâm Quân tôi sẽ bán đấu giá cho mấy gã biến thái. Lý Chính Quy sắp xếp cho mỗi người phụ nữ ở gần Diệp Lâm Quân ai ai cũng có một kết cực thê thảm. Nghĩ đến đây, Lý Chính Quy lộ ra một nụ cười đầy hưởng thụ. Hèn hạ vô liêm si. Tại sao anh không dám đến lúc anh rể tôi ở đây? Tiêu Thấm nhìn anh ta chằm chằm tức giận nói. Đúng, tóm lại thì anh là một tên nhỏ mọn, vĩnh viễn không là gì cả. Vâng, tập đoàn Tam Tinh không hổ là một công ty thấp kém, chỉ có những cái này. Đúng là buồn cười. Mọi người giễu cợt nói. Không biết những cái này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào với Lý Chính Quy. Ngược lại Lý Chính Quy càng ngày càng cười cực kỳ càn rỡ. Các người nói những cái này có tác dụng chắc. Đúng, tôi tiểu nhân thế đấy. Đáng tiếc là Diệp Lâm Quân chết rồi. Tôi tra tấn người phụ nữ của anh ta, con gái anh ta, mẹ anh ta có thể làm gì được tôi? Lý Chính Quy hỏi ngược lại. Anh, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Người không cần mặt mũi đến mức này, còn có thể có cách nào sao? Kể cả anh rể tôi không có ở đây, nhưng anh cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng thôi. Tiêu Thấm nhìn chòng chọc vào Lý Chính Quy. Có một ngày chính nghĩa sẽ rơi từ trên trời xuống thôi. Mấy người phụ nữ cùng nói. Dù sao các người đều phải ở lại bên cạnh tôi làm nô lệ, vậy các người cứ nghĩ mà xem làm sao tôi có thể bị chính nghĩa trên trời rơi xuống chúng. Lý Chính Quy cười lạnh nói. Lúc này đàn em của anh ta chạy tới nói, cậu chủ, bên phương Tây đã liên hệ được rồi. Có thể đem Chí Oánh bán đến khu ổ chuột rồi. Không cần chúng ta ra tay cô ta cũng sẽ bị giày vò đến mức sống không bằng chết. Tên đàn em cười hắc hắc nói. Mặt khác, khoảng đêm nay ngài William chủ tịch tập đoàn Hắc Đồng nước Hùng Ô sẽ đến Giang Bắc. Ngài William đã không dằn nổi mong muốn cưới Lý Tử Nhiệm về. Lý Chính Quy sau khi nghe được, cười lạnh, tên háo sắc này. Nhiều năm như vậy, gây họa cho bao nhiêu người phụ nữ rồi. Không phải mấy trăm thì cũng mấy nghìn rồi. Hay đúng vậy, vợ cũng lấy mấy người rồi. Hành hạ chết cũng không ít nha đối với tên này, Lý Chính Quy cứ nghĩ đến là buồn nôn. Được rồi,
ban đêm còn phải đón tiếp ông ta. Lý Chính Quy nhốt mấy người Tiêu Thấm lại, chờ buổi tối đến. Buổi tối, Lý Chính Quy tự mình đến sân bay đi đón William tập đoàn Hắc Đồng. Địa vị của ông ta ở nước Hùng Ô ngang bằng với địa vị của tập đoàn nhà họ Lý ở tỉnh Quốc. Cho nên anh ta cũng không dám lạnh nhạt. Rất nhanh chóng, anh ta đã gặp được một đoàn người tập đoàn Hắc Đồng ở sân bay. William cần mấy người đi cùng xuống lúc máy bay hạ cánh. Mặt mũi ông ta hèn mòn, vẫn để kiểu tóc Địa Trung Hải, đôi mắt tam giác sắc nghị vừa đi vừa đánh giá mọi thứ. Há miệng ra là thấy răng vàng làm cho người ta thấy buồn nôn. Đây chắc chắn là người xấu nhất, bị ổi nhất mà Lý Chính Quy từng gặp. Nhưng quản gia và đàn em của anh ta từ đầu đến cuối đều phải tươi cười chào đón. Ai bảo ông ta quyền thế ngập trời, dầu nứt đồ đổ vách đâu. Ngài William, Lý Chính Quy chào hỏi. Đúng rồi, cậu Đoàn, tôi không chỉ muốn vợ của Diệp Lâm Quân, tôi còn muốn cả mẹ và con gái cậu ta. Còn có cả em gái cậu ta, tôi muốn cùng tất cả ở một chỗ chơi đùa, cậu cứ ra điều kiện đi. Tôi muốn tất cả. William cười hắc hắc, cả người đã vội vã không nhịn nổi. Nghe nói Lý Chính Quy còn muốn xử lý những người phụ nữ khác, ông ta nghĩ muốn chiếm toàn bộ làm của riêng. William nói lên yêu cầu này, Lý Chính Quy không cảm thấy kỳ quái. Ông ta vẫn luôn như thế, loại chuyện này anh ta cũng không thể đồng ý dễ dàng được. Được thôi, nhưng con gái Diệp Lâm Quân thì tôi muốn tổ chức một buổi đấu giá. Tin tức thả ra rồi cần làm hình thức. Lý Chính Quy nói. Được thôi, đến lúc đó tôi tham gia đấu giá. William cười to nói. Lý Chính Quy cười lón, nói, điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn một phần tư quyền khai thác sản nghiệm dâu mỏ ở vùng Tây Bắc nước Hùng Ô các người. William lưỡng lự. Không nghĩ đến Lý Chính Quy lại đòi hỏi quá đáng như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến chỉ một lần đã đoạt được vợ, con gái, mẹ của chiến thần Côn Luân. Cơ hội như thế này chắc trăm năm cũng không có một lần. Được, tôi đồng ý. William cắn răng đồng ý. Lý Chính Quy nở nụ cười. Không những có thể hành hạ được Diệp Lâm Quân. Còn có thể lấy được quyền khai thác đầu mỏ. Thực sự là một mũi tên trúng hai con chim. Giao dịch của hai bên đã hoàn thành. William bị Lý Chính Quy đưa đến chỗ ở. Cậu Đoàn, đêm nay cậu có thể. William đi đến Từ Đại Dương đối diện, chỉ để vui chơi. Ông ta không muốn đợi một giây phút nào. Lý Chính Quy cười nói, ngài William hãy chờ thêm chút nữa, đợi đến đêm mai, mọi người đã tụ tập đông đủ, cùng nhau đến không phải tốt hơn sao? William suy nghĩ một lát, đành phải nhịn xuống. Nhưng đó chính là những người phụ nữ liên quan đến chiến thần Côn Luân đấy. Người đàn ông đã đánh cho hàng trăm nước không thể ngóc đầu dậy, người phụ nữ của anh lại để cho ông ta tùy ý xử trí. Vừa nghĩ đến như vậy, thực sự là vô cùng sung sướng. Trong lòng Lý Chính Quy và William đều cảm thấy rất sảng khoái. Trước giờ chưa từng có loại cảm giác được trả thù này. Bên phía Lý Từ Nhiệm tạm thời chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà đột nhiên không liên lạc được với Phùng Ngọc Hân. Chị Oánh vội vàng chạy đến, Lê Nguyên, không tốt rồi, con bé Nam Yến bị bắt đi rồi. Chính là do tập đoàn Tam Tỉnh làm, bọn họ tuyên bố muốn ra tay với chúng ta còn muốn đưa bé Quân đi đấu giá nữa. Gì cơ, Lý Tử Nhiệm tức giận đến sắp nổ tung rồi. Đem con của cô đi đấu giá, cô làm sao có thể nhịn được, nhưng đối phương là tập đoàn Tam Tỉnh. Sức mạnh vô cùng lớn. Mẹ, chúng ta thu đọn rồi chạy đi, không thể ở lại đây nữa. Trước mắt chúng ta không đấu lại được tập đoàn Tam Tinh. Bọn họ vô cùng mạnh. Trong đầu Lý Tử Nhiệm nảy ra ý định chạy trốn. Không được, lúc mẹ vừa quay lại, phát hiện chỗ chúng ta đã bị phát hiện rồi. Chúng ta không ra được nữa rồi. Vẻ mặt của Trí Oánh đầy tuyệt vọng. Bây giờ chỗ này đã bị tập đoàn Tam Tỉnh bao vây, làm cho cô không thể ra được nữa. Tập đoàn Tam Tinh đây là không muốn bỏ qua cho chúng ta mài. Lý Tử Nhiệm chỉ có thể xin cứu trợ với ông cụ. Lê Nguyên, ông cũng rất muốn cứu cháu và bé Quân. Nhưng tập đoàn nhà họ Lý ông không thể trêu vào được, ngay cả Diệp Minh Thiên cũng phải cúi đầu khom lưng. Vì sự an toàn của nhà họ Lâm, ông chỉ có thể bỏ mặc cháu thôi. Ông cụ Lâm cúp điện thoại. Đối với ông cụ mà nói, tập đoàn nhà họ Lý giống với nhà họ Bắc An, đều không thể trêu vào. Có thể sẽ dẫn đến mối họa diệt môn. Vẻ mặt Lý Tử Nhiệm hoàn toàn tuyệt vọng. Ai có thể cứu được họ đây?
chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều tuyệt vọng. Lúc này bé Quân cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, gọi cho ba, bảo ba đến cứu chúng ta. Mặc dù bé Quân còn nhỏ, nhưng gần đây vẫn liên lạc với Diệp Lâm Quân. Cho nên cô bé trực tiếp gọi điện. Bên kia điện thoại đã được bắt máy, bé Quân, ba đây. Lập tức bé Quân khóc nức nở, ba mau đến đây đi. Có người muốn bắt nạt bọn con, nhanh chóng đến cứu bọn con đi. Bé Quân con chờ ba, ba sẽ nhanh chóng đến. Đừng khóc, đợi ba đến. Một cuộc điện thoại của con gái liền làm cho. Diệp Lâm Quân không khỏi sốt ruột. Bé Quân con gọi điện cho ba làm gì hả? Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh thở dài. Bây giờ nói cho Diệp Lâm Quân cũng vô dụng. Anh cũng không thể cử động được. Làm sao mà cứu bọn họ được? Thật ra mọi hành động của Lý Chính Quy Diệp Lâm Quân đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc đầu anh không có cách. Nhưng hôm nay Chấn Thiên Điện anh nắm giữ trong tay. Cấp dưới trướng vô số cao thủ. Bảo vệ mấy người Lý Tử Nhiệm thì không thành vấn đề. Đừng nhìn hiện tại Lý Tử Nhiệm bọn họ bị tập đoàn Tam Tinh khống chế, nhưng những chiến sĩ ẩn trong Chấn Thiên Điện vẫn nhìn chòng chọc vào. Nếu xảy ra vấn đề gì, những chiến sĩ của Chấn Thiên Điện sẽ giết chết không luận tội. Không chỉ có như vậy. Tiêu Thấm ở bên cạnh Diệp Lâm Quân cũng là đã được sắp xếp. Chỉ có điều khi biết mọi chuyện đã quá muộn, Tiêu Thấm đã bị họ bắt đi. Nhưng vẫn có người ở trong tối nhìn chằm chằm, nếu Tiêu Thấm gặp chuyện không may, liền có cao thủ Chấn Thiên Điện cứu họ ra. Cho nên tình huống ở đây đều nằm trong tay Diệp Lâm Quân. Điểm này tập đoàn Tam Tĩnh dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc đầu chuyện này Diệp Lâm Quân giao cho những người khác ở Chấn Thiên Điện giải quyết. Bởi vì lúc này anh đang ở nước lâu, vừa mới tiên chiến thân Diêm La về quê cũ của anh ta an táng. Nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại của bé Quân, anh liền không nhịn được. Chuyện này anh muốn đích thân giải quyết. Tiểu Tây, Tiểu Bắc, trở về Việt Nam Diệp Lâm Quân lạnh mặt nói. Giọng nói của bé Quân vẫn quanh quẩn ở bên tai không ngừng. Tập đoàn Tam Tỉnh đã chọc tới anh. Đại quân sư đảo Đông ca ca anh dám giết. Tập đoàn Tam Tỉnh anh không dám động sao. Điện chủ, Lý Chính Quy đã hoàn toàn khống chế tập đoàn Minh Cường. Đồng thời tổ chức buổi họp báo đưa tin đổi tên thành tập Lý Chính Quy. Tây Thiên Vương ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Lễ nào có cái lý ấy? Diệp Lâm Quân tức giận nói. Không thể không nói mỗi việc Lý Chính Quy làm đều đâm trúng điểm giới hạn của Diệp Lâm Quân. Chỉ là anh ta căn bản sẽ không ngờ Diệp Lâm Quân còn sống. Còn mạnh hơn so với trước kia kinh khủng hơn. Trong nháy mắt liên đến buổi tối. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh hoảng loạn cả ngày. Lại không làm sao được. Căn bản không biết đi đâu cầu cứu, chạy cũng không thoát. Lẽ nào số mệnh của chúng ta đã định sẽ kết thúc như vậy sao? Lý Tử Nhiệm rất không cam lòng, đời này gả cho Diệp Lâm Quân cô không thể nào làm người thường. Nhưng giải quyết như vậy, cô không chấp nhận được. Bà nội, mẹ, hai người yên tâm, ba sắp trở lại cứu chúng ta rồi. Bé Quân nắm tay thành quả đấm nhỏ, vẻ mặt chờ mong. Trẻ con ngây thơ, nhưng chúng càng tin tưởng vào một lời cam kết. Chuyện người lớn đã đồng ý. Cô bé cảm thấy sẽ làm được. Diệp Lâm Quân băng lòng tới cứu cô bé, vậy chắc chắn sẽ tới. Ba là chiến thần, còn lợi hại hơn so với siêu nhân. Bé Quân gào to. Lý Tử Nhiệm không muốn phá vỡ ảo tưởng của con nên không nói gì. Sau đó không lâu, người của tập đoàn Tam Tỉnh đưa Lý Tử Nhiệm đi. Địa điểm là ở hội quán Giang Bắc số 1. Đây là một phòng đấu giá tư nhân. Lúc này, chỗ ngồi bên trong đã ngồi đầy người. Có người tới đấu giá, cũng có người tới xem náo nhiệt. Lý Chính Quy ngồi ở hàng thứ nhất, William bên cạnh đã không nhẫn nại nổi. Hành hạ như thế nào ông ta đã nghĩ xong? Chỉ chờ người xuất hiện. Mục đích của tôi rất đơn giản, làm cho toàn thế giới nhìn thấy kết cục khi đắc tội với tập đoàn tư bản nhà họ Lý chúng tôi. Cho dù là chiến thần Côn Luân, đắc tội nhà họ Lý chúng tôi cũng sẽ có kết quả này. Lý Chính Quy vừa là trả thù, vừa để ra oai. Anh ta muốn tuyên bố với toàn thế giới, ngay cả người nhà của chiến thần Côn Luân tôi cũng dám đụng, đừng nói là những người khác. Dẫn người lên. Lý Chính Quy ra lệnh một tiếng, Lý Tử Nhiệm bị ba người đưa tới giữa sân. Sau khi thấy William nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng. Vợ và mẹ của Diệp Lâm Quân thuộc về ngài William, tiếp theo là vấn đề sở hữu con gái của Diệp Lâm Quân.
đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 350 tỷ. 3.500 tỷ. Ngay lập tức có một tên nhà giàu ở phía dưới hưởng ứng, hô giá cả. Tôi ra 7.000 tỷ. Mọi người nhìn thấy bé Quân, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thứ nhất, tất cả mọi người đều có niềm đam mê với việc này. Thứ hai, đây chính là con gái của Diệp Lâm Quân. Cho nên mọi người đều tranh giành điên cuồng. 10.000 tỷ, 15.000 tỷ, 30.000 tỷ. Mấy tên nhà giàu tranh nhau hô giá. Tôi cũng đến giúp vui, 70.000 tỷ. Người nói ra câu đó chính là thành viên của Đảng Thái Tử ở Hải Phòng, Cố Hạn Vũ và Hồ Minh Long, cùng với đám người Kiều Nguyên Thu. Gia tộc bọn họ cũng đã từng là nô lệ của Diệp Lâm Quân. Tay của Cố Hạn Vũ đã bị tàn phế. Mối thù này anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Ra 70.000 tỷ đi. Không ai có thể tưởng tượng được Kiều Nguyên Thu hận Diệp Lâm Quân. Tôi cũng đến giúp vui, 300.000 tỷ, tôi nhất định phải có được con gái của Diệp Lâm Quân. Người hô lên giá này làm đám Kameda Ichiro. Lúc trước anh ta bị Diệp Lâm Quân đuổi ra khỏi Hải Phòng, sau khi Diệp Lâm Quân gặp sự cố, anh ta lại quay trở về. Còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của thủ lĩnh các tộc ở Hải Phòng. Nhìn thấy cảnh tượng kịch liệt như vậy, Lý Chính Quy cũng vô cùng vui vẻ. Những người này đều là những người bị Diệp Lâm Quân đuổi ra nước ngoài, bây giờ từng người xuất hiện. Còn vô cùng mong muốn tra tấn những người phụ nữ của Diệp Lâm Quân. Trong lòng anh ta vô cùng sảng khoái. Những người khác cũng vô cùng sảng khoái. Mấy người Lý Tử Nhiệm tức giận nói, súc vật, mộ đám súc vật. Lý Tử Nhiệm cô đoán cuối cùng con gái cô bán được bao nhiêu nào? Lý Chính Quy cười lạnh. Mày chết không được tử tế đâu. Lý Tử Nhiệm đã nổi lên ý định giết người rồi. Lý Tử Nhiệm, cô vẫn chưa biết sao. Tôi còn chưa nhốt con gái cô vào lồng đâu đấy, cô lại còn chửi tôi sao? Ngay từ đầu Lý Chính Quy muốn nhốt bé Quân vào trong lồng sắt để đấu giá. 500.000 tỷ. William đã không còn kiềm chế được nữa, giơ cao bảng. Lý Tử Nhiệm, cô không ngờ được đúng không? Con gái của OO lại có giá trị đến thế cơ đấy. Lý Chính Quy cười lớn nói. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh tức giận đến phát khóc. 600.000 tỷ. Không ngờ đến vẫn còn tiếp tục. Có thể thấy rằng mong muốn trả thù của bọn họ lớn đến nhường nào. 700.000 tỷ. 1 triệu đô la. Cuối cùng William hô lên giá 1 triệu đô la. Anh ta liếc nhìn xung quanh. Không thấy ai hô giá với anh ta nữa. 1 triệu đô la lần một. 1 triệu đô la lần hưu. 1 triệu đô la lần ban. Quyền sở hữu Đoàn Lê Quân, con gái của Diệp Lâm Quân đã thuộc về ngài William Sổ. Cuối cùng, chúc mừng ngài William, giành được mẹ, vợ, con gái, em họ và em vợ của Diệp Lâm Quân. Thật ngưỡng mộ ngài William, buổi tối cố gắng tận hưởng đi nhé. Cuối cùng William đã giành được. Tất cả mọi người đều hướng về phía ông ta mà chúc mừng. Khuôn mặt William có chút đỏ, vừa nghĩ đến buổi đêm, ông ta liền vui mừng không ngớt. Đây sẽ là đêm khó quên nhất của đời ông ta. Diệp Lâm Quân, mày ở dưới địa ngục cũng có thể mỉm cười rồi, gia đình mày đã có ngài William chăm sóc giùm rồi. Mày yên tâm, ngài ấy vô cùng dịu dàng. Lý Chính Quy cười nói. William cũng cười lớn. Khuôn mặt xấu xí kia làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Bọn mày là một đám súc vật, không bỏ qua cho một đứa trẻ. Sớm muộn gì bọn mày cũng phải xuống địa ngục thôi. Lý Tử Nhiệm chửi tất cả mọi người. Nhưng đổi lại chỉ có những nụ cười tàn nhãn. Những người ở đây một là đến để trả thù, hai là đến để xem trò vui. Kết cục của người nhà Diệp Lâm Quân như thế này làm cho mọi người đều cảm thấy sung sướng. Mẹ ơi, đừng có lo. Ba đã xuất hiện rồi. Bé Quân chỉ ra cửa lớn. Diệp Lâm Quân sẽ xuất hiện. Con của cô cũng quá ngây thơ rồi đó. Ba của mày đã chết rồi, sao còn có thể xuất hiện? Lý Chính Quy vô tình vạch trần lời nói của bé Quân. Chuyện Diệp Lâm Quân chết không ai không biết. Bé Quân cũng quật cường trừng mắt nhìn Lý Chính Quy, chú nói bậy. Ba còn sống, tôi còn gọi điện với bé. Hừ, những người xấu mấy người chờ đấy. Ba tôi sẽ tới ngay lập tức, sẽ thu thập mấy người. Bé Quân hung dữ nhìn mọi người. Nhưng không ai xem lời cô bé ra gì. Lý Tử Nhiệm cô lại dạy con gái nói những lời nói dối như vậy. Rõ ràng Diệp Lâm Quân đã chết rồi, nhưng nó nói còn sống. Có ý gì?
Lý Tử Nhiệm vừa chuẩn bị nói, giọng trẻ con của bé Quân lại vang lên, mấy người là đám ngu xỉ, thực ra ba không hề chết, vẫn luôn cố ý lừa mấy người. Hửm. Nghe vậy, Lý Chính Quy ngẩn người, anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Lý Tử Nhiệm chừng mọi người một cái, bé Quân con đừng nói nữa, mẹ sợ con nói tiếp sẽ dọa sợ bọn họ. Chồng tôi còn sống, anh ấy sẽ tới tìm mấy người. Nghe vậy sắc mặt mọi người thay đổi. Thậm chí có vài người đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Diệp Lâm Quân còn sống, đó chính là sự uy hiếp. Họ liền gặp nguy hiểm. Chị Oánh thuận thế nói, không sai, con tao còn sống. Mấy người không ngờ phải không? Đợi nó tìm được mấy người sẽ biết thứ gì là ác mộng. Mọi người càng bối rối, sắc mặt trắng bệch. Lỡ như là thật thì sao? Lý Tử Nhiệm cô nói bậy bạ gì đó. Người đâu, tách bọn họ ra, chỉ để lại đứa con nghiệt chủng của Diệp Lâm Quân. Lý Chính Quy quát lên. Cấp dưới liền tách hai người Lý Tử Nhiệm và bé Quân ra. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh lập tức khóc ra thành tiếng. Bà nội, mẹ không cần lo lắng, ba sẽ tới cứu con ồ. Vẻ mặt bé Quân bình tĩnh. Cuối cùng hai bên bị cưỡng ép tách nhau ra. Hai người Lý Tử Nhiệm bị đưa tới nơi khác, giữa sân chỉ còn lại bé Quân. Mặc dù đã giải quyết màn kịch vừa rồi, nhưng rất nhiều người vẫn đang thở gấp. Diệp Lâm Quân còn sống, mọi người cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí ngay cả trán của Lý Chính Quy cũng toát ra mồ hôi lạnh, anh ta lấy tay ra lau. Một đứa bé nói lung tung, nhìn xem mấy người sợ tới thế nào kìa. William khinh thường nhìn mọi người. Quỳnh. Nhưng giây tiếp theo, tiếng vang kinh thiên động địa vô căn cứ vang lên, toàn bộ hội quán lay động dữ dội. Mọi người bị lắc tới nghiêng ngả. Mọi người lui về phía sau nhìn lại. Rầm rầm. Cửa lớn trực tiếp bị một cú đá đá vỡ. Bịch. Đáng sợ hơn là một mặt tường cũng hoàn toàn sụp đổ, có người bên ngoan trực tiếp san bằng một mặt tường. Quá chấn động. Tất cả mọi người đắm chìm trong sự khiếp sợ. Một giây kế tiếp, mọi người chỉ thấy được một đoàn người mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Cả người màu đen. Đao thời đường. Đeo mặt nạ nửa thiên sứ nửa ác ma. Đối với những người này, mọi người vừa quen thuộc mà lại xa lạ. Trấn Thiên Điện, là người của Trấn Thiên Điện. Lý Chính Quy là người đầu tiên nhận ra, không khỏi hô lên kinh ngạc. Cho dù là Trần Hữu Đạo đã thắng Trấn Thiên Điện, nhưng Trấn Thiên Điện vẫn để lại cho mọi người một bóng ma. Người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Người của tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc liền vội vàng bảo vệ Lý Chính Quy. Cao thủ tập đoàn Hắc Đồng cũng lập tức cảnh giác, đứng nghiêm chỉnh. Những người khác hoàn toàn hoảng loạn, kinh ngạc nhìn những người Trấn Thiên Điện với khí thế ngút trời. Là ba tới cứu con, kia. Bé Quân nhảy cẳng hoan hô. Vụt, vụt, vụt. Không chỉ có như vậy, mà ở hội trường đấu giá từng cao thủ của Trấn Thiên Điện xuất hiện. Họ đã sớm mai phục ở đây, chỉ đợi thời cơ này. Bọn Lý Chính Quy trợn tròn mắt. Không thể nghĩ đến được, khắp nơi ở chỗ bán đấu giá đều có nguy hiểm. Ở đây lại có nhiều cao thủ của Trấn Thiên Điện đến vậy. Bọn họ không hề cảm nhận được điều quan trọng nhất. Bịch, bịch, đột nhiên phía trên sân khấu, xuất hiện ra vài cao thủ, đánh bay toàn bộ cao thủ đang coi chừng bé Quân. Tham kiến cô chủ, mấy người Lý Chính Quy đều hãi hùng khiếp vía. Cả người toát đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Đôi mắt căng thẳng mà run rẩy. Cạch cạch cạch. Bức tường phía trước bị đạp đổ, lộ ra rất nhiều bóng dáng của cao thủ Trấn Thiên Diện. Sau đó Tứ Đại Thiên Vương đã xuất hiện. Sau đó Tứ Đại Thiên Vương đứng dẹp sang hai bên, một bóng người chậm rãi đi đến. Ba ba ba. Lúc bé Quân nhìn thấy người đó, lập tức hoa chân múa tay reo hò nhảy nhót. Hả? Mấy người Lý Chính Quy đều sững sờ. Khi nhìn thấy được Diệp Lâm Quân, rốt cuộc bọn họ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân còn sống. Diệp Lâm Quân vô cùng khỏe mạnh. Vốn dĩ mấy người Lý Tử Nhiệm đã không nói siêu trẻ con không cố kỵ. Một đứa bé sẽ không bao giờ nói dối. Ba của bé không những còn sống, mà còn quay lại cứ bé. Diệp Lâm Quân lộ ra biểu cảm vô cùng âm u, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Anh bước từng bước giống như Tu La đã bước ra từ địa ngục. Toàn thân tỏa ra đầy sát ý, từng đợt xâm nhập vào trong cơ thể của từng người. Da đầu của mọi người đều trở nên tê dại,
một hơi lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Toàn bộ người ở đó đều tự động tránh ra một đường, cho dù là tập đoàn nhà họ Lý của Tinh Quốc hay là tập đoàn Hắc Đồng của nước Hùng Ô cũng trở nên ngây ngẩn khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Đến thở mạnh cũng không dám. Người đàn ông này mang đến ác mộng cho rất nhiều người rồi. Diệp Lâm Quân đi thẳng lên sân khấu, ôm lấy bé Quân. Sát ý và sự hung ác lúc này đều đã tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ tươi cười. Bé Quân, ba đến rồi, không phải sợi. Bé Quân cười, bé Quân không thèm sợ đâu, con biết ba sẽ đến cứu con mày. Diệp Lâm Quân, sao mày vẫn còn sống? Lý Chính Quy nhìn thấy anh, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Đây là chuyện được quân sư Đỗ Thiên Nhất của đảo Đông Ca xác nhận là đúng sự thật. Anh không thể nào còn sống được. Mấu chốt vấn đề anh còn là chủ nhân của Trấn Thiên Diện. Không đúng. Tất cả mọi chuyện bày đều là bẫy. Cái bẫy do Trấn Thiên Điện bày ra. Diệp Lâm Quân nhìn anh ta một cái, nếu không mày cảm thấy tại sao Trấn Thiên Điện chỉ thua ở Lạc Việt. Sao cơ, Trấn Thiên Điện cố ý thua Trần Hữu Đạo. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Rất nhanh đã sắp xếp mọi sự việc một cách rõ ràng. Cái chết của Diệp Lâm Quân chính là cái bẫy do anh bày ra, hiển nhiên bọn họ đã rơi vào bẫy rồi. Âm mưu vô cùng kinh khủng. Lý Chính Quy vô cùng kinh ngạc, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Sợ là chuyện anh ta đến Lạc Việt ra tay với Lý Tử Nhiệm sẽ bị người khác biết được. Toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tay Diệp Lâm Quân. Sở dĩ bây giờ Diệp Lâm Quân có thể xuất hiện là do anh còn chưa làm ra chuyện gì quá giới hạn. Những người khác cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc này. Đáng sợ thật, đáng sợ hơn nữa sau khi biết được Trấn Thiên Điện là vì Diệp Lâm Quân mà cố ý để cho Trần Hữu Đạo đánh bại, lại càng cảm thấy sợ hãi. Trấn Thiên Điện vẫn mạnh như lúc trước. Bất khả chiến bại. Bọn tôi. Cố Hạn Vũ, Hồ Minh Long và Kiều Nguyên Thu bọn họ sợ đến mức run cầm cập. Chưa từng dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyện quan trọng nhất là bọn họ cũng đã bước vào trong này rồi. Điện chủ. Nên xử lý những người này như thế nào đây? Bắc Thiên Vương hỏi. Người nào tham gia, giết. Người nào góp vui, phế. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Không, Diệp Lâm Quân mày không được động đến tao. Ngay lập tức giọng nói của Lý Chính Quy vang lên. Không những không được đụng vào tao, mà cũng không được đụng đến ngài William. Sổ sức mạnh của tập đoàn nhà họ Lý và tập đoàn Hắc Đồng bọn tao mày cũng biết rồi đấy. Mày mà đông vào bọn tao, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. William cũng ngay lập tức hùa theo nói, đúng vậy, không sai. Bọn tao không ngại ngồi xuống nói chuyện đâu. Mày muốn cái gì bọn tao đều sẽ cố gắng đồng ý mày. Ví dụ như tiên, hay là khai thác dầu mỏ vậy. Chỉ cần là mày nói ra, bọn tao đều có thể thỏa mãn mày. Lý Chính Quy cũng nói, đúng, mọi người làm bạn với nhau, hợp tác thì có phải là tốt hơn không? Đừng làm mất hòa khí, con mẹ bọn mày đã bán đấu giá con gái tao rồi. Ba mày đây còn muốn giữ hòa khí với bọn mày. Bị ngu à, não tàn, đột nhiên Diệp Lâm Quân tức giận quát. Dọa cho mọi người có mặt ở đây đều sợ hãi. Trong ấn tượng đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Quân ăn nói hung bạo như vậy. Lý Chính Quy sợ hãi. William cũng sợ hãi. Giải quyết bọn chúng đi. Diệp Lâm Quân bế bé Quân quay người rời đi. Không. Diệp Lâm Quân mày không thể động vào bọn tao được, nếu như mày giết tao, người nhà tao sẽ điên cuồng mà báo thù. Cho dù là mày đi nữa. Đúng vậy, bên người bọn tao cũng không có ít cường giả cấp bậc tông sư đâu, mày thực sự cảm thấy có thể dễ dàng giết chết bọn tao sao? Lý Chính Quy và William đang vùng vẫy trước khi chết. Tao không ngại xóa tên tập đoàn nhà họ Lý và tập đoàn Hắc Đồng khỏi thế giới này đâu. Câu nói của Diệp Lâm Quân làm cho hai người giật mình sợ hãi, cơ thể run bần bật. Anh giết cả đảo Đông Ca, giết cả Quỷ Kiếm, lấy được đầu của Đỗ Thiên Nhất. Hình như là anh thực sự dám làm. Giết, trong mắt Diệp Lâm Quân hiện lên sát ý. Giết, cao thủ của Trấn Thiên Điện ra tay. Suýt TL, Cố Hạn Vũ ngã xuống. Kiều Nguyên Thu ngã xuống. Hồ Minh Long ngã xuống. Kameda Ichiro cũng ngã xuống. Những người này không hề có cơ hội mà vùng vẫy. Ai có thể chống lại được Trấn Thiên Điện cơ chứ? Cho dù ở bên cạnh Lý Chính Quy và William có không ít cường giả cấp tông sư và cường giả cấp thần bảo vệ. Nhưng một mình Bắc Thiên Vương có thể giải quyết sạch được bọn chúng. Lại càng không kể đến hàng loạt cao thủ Trấn Thiên Điện.
bọn họ căn bản không thể bảo vệ được mấy người Lý Chính Quy. Mặc dù cấp tông sư đều cùng loại như nhau hết, ngay cả chân hữu đạo cũng không được, thì làm sao đánh được Bắc Thiên Vương? Mấy người kia phó thần minh còn chống cứ được chút ít. Xoẹt, xoẹt, hai người này cũng nhanh chóng xuống địa ngục. Mấy tên nhà giàu biến thái cũng lần lượt theo sau. Mặc khác những người đến xem náo nhiệt cũng bị phế. Phong cách làm việc của Trấn Thiên Điện không hề dây dưa. Rất nhanh đã xử lý tất cả mọi người có mặt ở đó. Sự tức giận của Diệp Lâm Quân cũng mới được tan biến. Nếu không ôm bé Quân, anh cũng muốn tự mình ra tay. Mấy tên khốn đó, mấy tên xúc xin hát đó, đến phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Thật sự là không bằng cầm thú mà. Còn muốn bán đấu giá con gái anh, chiếm lấy vợ anh. Tự tìm cái chết mà. Ba, bệnh của ba đã khỏi chưa? Bé Quân trốn trong lòng Diệp Lâm Quân, nhỏ giọng hỏi. Ba đã khỏi rồi, bé Quân không cần lo cho ba đâu. Bé Quân hoa chân múa tay, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vậy chúng ta đi gặp bà và mẹ đi. Bọn họ đều tưởng rằng ba chưa khỏi bệnh, còn không cho con gọi điện cho bét sợ ba lo lắng. Bé Quân tuy nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Ha ha, ba không sao đâu. Ba vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ con mài bé Quân không cần lo lắng đâu nhé. Lúc Diệp Lâm Quân ôm bé Quân định đi ra sau. Có mấy người xuất hiện. Chẳng lẽ là bọn họ? Trong lòng Diệp Lâm Quân nổi lên nghi ngờ. Vệ binh Viêm Long, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Bái kiến chiến thần Côn Luân, những vệ binh Viêm Long hô lên. Diệp Lâm Quân cười, hiện tại tôi đã không còn là chiến thần nữa. Không, ngài mới là chiến thần Côn Luân. Điều này trong lòng tất cả mọi người đều rốt vệ binh Viêm Long cười. Bé Quân vỗ tay, đúng vậy, ba là chiến thân. Diệp Lâm Quân cười xoa đầu con gái. Mấy người tới đây là vì chuyện gì? Diệp Lâm Quân hỏi thẳng. Tới để truyền mệnh lệnh, vẻ mặt vệ binh Viêm Long nghiêm lại. Được, nói đi, chiến thân, mệnh lệnh rất đơn giản, ngài có thể lấy thân phận khi còn sống xuất hiện, nhưng không thể để cho bên ngoài biết thân thể ngài đã hồi phục. Ngài phải ngồi xe lăn, bởi vì gần đây xảy ra một loạt chuyện khác thường. Đã có người đang suy đoán có phải ngài còn sống hay không? Vệ binh Viêm Long nói. Diệp Lâm Quân gật đầu, tôi cũng thấy vậy. Mục đích chủ yếu là một số kẻ gian còn chưa bại lộ, cần ngài dùng Trấn Thiên Điện quét sạch một lượt. Một lần tóm gọn, chiến thần, ngài cũng biết rõ, cơ hội này khó mà có được. Có thể để ngài nằm trong tối đi điều tra để xử lý, điều này trước đây cũng không dám nghĩ tới. Vệ binh Viêm Long kinh ngạc nói. Đây là hy vọng của Việt Nam. Cũng không phải là trong tối không có cao thủ xử lý. Nhưng con trời giống như Diệp Lâm Quân thì chưa từng. Khả năng xử lý mọi chuyện của anh đương nhiên là mạnh hơn so với người kia nhiều. Quan trọng nhất là trong cơ hội này, Diệp Lâm Quân không còn là chiến thần. Diệp Lâm Quân hiểu rõ, Việt Nam muốn mượn lúc anh gặp rủi ro, để anh âm thầm quét sạch những người có thể gây hại với Việt Nam. Trước đó không lâu những kẻ anh giải quyết chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Những kẻ còn chưa nổi lên mặt nước vẫn còn nhiều. Ví dụ như tại sao Huyết Vương Điện ngóc đầu trở lại, Đỗ Thiên Nhất cho dù có chết cũng che gấu. Chuyện này vẫn luôn là tai họa ngầm. Cần xử lý. Đương nhiên còn có những việc khác. Diệp Lâm Quân đương nhiên đồng ý. Chỉ cần vì Việt Nam, anh không tiếc bất cứ giá nào. Huống chỉ còn có thể ở cùng với người nhà. Bảo vệ bọn họ. Ngoài sáng, anh có thể giết địch trên chiến trường, càn quét nghìn quân. Trong tối, anh có thể điều tra những kẻ ác, quét sạch nguy hiểm. Đây cũng là Diệp Lâm Quân. Chỉ cần có lợi cho Việt Nam, cho dù nhiều nghiệt ngã, anh cũng sẽ đồng ý. Chiến thần Côn Luân, sẽ có người liên lạc với ngài trong tối, cung cấp nhiệm vụ tiếp theo cho ngài. Chiến thần Côn Luân, mệnh lệnh này là mệnh lần cấp cao nhất. Cần ngài giữ kỹ bí mật. Vệ binh Viêm Long nhìn thoáng qua bé Quân. Được, tôi hiểu rồi. Vâng, tiếp theo chúng tôi sẽ sắp xếp thân phận còn sống của ngài để tiến hành. Vệ binh Viêm Long truyền lệnh xong, nhanh chóng rời đi. Diệp Lâm Quân nhìn bé Quân nói, bé Quân, đồng ý với ba, chuyện đêm nay phải giữ bí mật. Đợi lát nữa về không thể nói cho mẹ con và bà nội. Bởi vì đây là mệnh lệnh cấp cao nhất của Việt Nam. Diệp Lâm Quân cũng không thể làm trái. Dù nói thế nào, anh là chiến sĩ của Việt Nam. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chiến sĩ vâng,
Ba, bé Quân biết rồi. Bé Quân bảo đảm. Sau đó, Diệp Lâm Quân hôn bé Quân một cái, đưa cô bé về. Bé Quân yên tâm, ngày mai ba sẽ về tìm con. Diệp Lâm Quân phất tay một cái. Mấy người Lý Tử Nhiệm nghĩ rằng đêm nay xong rồi, không ngờ có người cứu họ. Nhưng họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tập đoàn tư bản nhà họ Lý buông tha bọn họ sao? Dường như không có khả năng này. Có người cứu bọn họ. Rất nhanh, bé Quân được đưa đến trước mặt họ. Bé Quân con nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tử Nhiệm gấp gáp hỏi. Mẹ ơi, không có việc gì. Bé Quân ấp úng trả lời. Điều quan trọng là Diệp Lâm Quân đã nói với cô bé, tạm thời phải che giấu. Cô bé đã hứa với ba. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh vừa liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề. Bé Quân, không được phép nói dối. Con hẳn hoi nói xem là đã có chuyện gì xảy ra. Lý Tử Nhiệm mặt lạnh hỏi. Đừng vậy, nói dối không phỉa đứa bé ngoan Chí Oánh nhắc nhở. Con, bé Quân do dự, rơi vào trong sự phân vân. Một phần muốn làm đứa trẻ ngoan, một phần lại muốn tuân thủ lời hứa với Diệp Lâm Quân. Xin chào bà Oánh, cô Nguyên. Chuyện tối nay là chúng tôi xử lý. Đúng lúc này phía trước có mấy người đi tới. Hả? Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh đều sững sờ. Không chỉ có như thế. Trước đó ngài Diệp Lâm Quân là bị hãm hại, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Hiện tại chúng tôi hủy bỏ lệnh cấm của ngài Diệp Lâm Quân, cho phép ngài ấy tiến vào Lạc người kia nói. Lý Tử Nhiệm lập tức hiểu ra đây là người nào. Cảm ơn mọi người, xin hỏi chồng tôi ở đâu? Lý Tử Nhiệm gấp gáp hỏi. Trước mắt vẫn còn ở bên ngoài, ngày mai có thể trở về. Chúng tôi còn muốn nói cho mọi người một tin tức tốt nữa, cơ thể ngài Diệp đã tốt hơn một chút rồi, không đến mức phải nằm im một chỗ nữa, có thể ngồi xe lăn. Thật là tốt quá, chỉ cần anh ấy trở về là tốt rồi. Người kia lại nói, còn phải cảm ơn mấy người ông Tần, Tần Bắc Sơn, là bọn họ khiến cho ngài Diệp chuyển biến tốt đẹp, vậy anh ấy có hy vọng khôi phục hay không? Ánh mắt Lý Tử Nhiệm lấp lóe, vẻ mặt chờ mong. Trước mắt mà nói thì có hy vọng. Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh vẻ mặt mừng rỡ. Thật ra cái này cũng là một bộ phận trong kế hoạch của vệ binh Viêm Long. Muốn truyền ra tin tức Diệp Lâm Quân có thể bình phục ra bên ngoài. Kẻ thù sau khi nghe thấy tin này sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn sẽ không để Diệp Lâm Quân khôi phục. Cho nên chỗ thế lực kẻ thù ở phía sâu bên dưới sẽ trôi mặt nước. Dù sao trước đó mấy cái kia đã bị Diệp Lâm Quân xử lý sạch sẽ. Ví dụ như thế lực liên quan đến Huyết Phương Điện xuất hiện, dù sao một loại độc mạnh như vậy cũng không làm Diệp Lâm Quân bị thương. Cho nên mới cố ý thả ra tin tức Diệp Lâm Quân chuyển biến tốt đẹp. Ở chỗ tối, Diệp Lâm Quân và mấy người Bắc Thiên Vương đang nhìn nhau. Tiếp theo điện chủ sẽ phải đóng vai một người tàn phế, anh có cảm thấy oan ức không? Bắc Thiên Vương hỏi. Để Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, giả làm người tàn phế. Vừa nghĩ thôi là anh ta lại cảm thấy khó chịu. Diệp Lâm Quân lắc đầu, không, vì Lạc Việt, tôi nguyện ý làm. Một chút nhỏ oan ức đấy không tính là gì. Điều quan trọng là lần này ngài giả chết khiến cho rất nhiều kẻ địch nổi lên trên mặt nước, quá là có hiệu quả, cho nên lần này Lạc Việt mới để cho ngài tiếp tục đóng vêu. Tây Thiên Vương nói. Diệp Lâm Quân gật đầu. Đúng là như thế, tiếp theo sẽ có nhiệm vụ mới, mọi người chuẩn bị đi. Ngày hôm sau, Diệp Lâm Quân ngồi xe lăn, được đưa về Giang Bắc. Tin này cấp tốc được truyền đi khắp mọi nơi. Điều đáng sợ hơn là sau khi Diệp Lâm Quân được bác sĩ Tần Bắc Sơn chữa trị xong, cơ thể xuất hiện tình huống chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu anh chỉ có thể nằm im trên giường không rộng đậy, bây giờ có thể ngồi xe lăn. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới sôi trào. Nếu để cho Diệp Lâm Quân khôi phục lại như trước, mọi người không có cách nào tưởng tượng nổi. Có một người vừa mới đánh bại Trấn Thiên Điệt, Trương Phúc Long. Lại đến một Diệp Lâm Quân thời kỳ toàn thịnh. Hai thứ này là sự uy hiếp quá lớn đối với mọi người. Cho dù là ai cũng không muốn thấy. Trong lúc nhất thời, ở các chỗ tối trên toàn thế giới đều có dị động. Bao gồm cả Lạc Việt. Diệp Lâm Quân được đưa về nhà. Mấy người Lý Tử Nhiệm vui đến phát khóc. Diệp Lâm Quân nhìn người nhà của mình, trong lòng rất vui vẻ. Cho dù có ngồi xe lăn, anh cũng có thể bảo vệ mọi người. Cuối cùng anh cũng có thể lấy danh nghĩa là một con người sống để ở bên cạnh người nhà của mình rồi.
dù cho có ngồi xe lăn. Đêm hôm đó Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn. Bé Quân được Diệp Lâm Quân ôm trong lòng. Ba ba, bí mật của ba ba và bé Quân con không có nói với người ngoài. Nhưng mà mẹ nói nếu như con nói dối thì con sẽ là đứa trẻ hư. Bé Quân chu chu mỏ, gương mặt oan ức. Trông rất dễ thương đáng yêu. Diệp Lâm Quân cười nói, tối hôm qua cuộc nói chuyện của ba ba và mấy chú con đã nghe thấy rồi sao? Dạ, nghe thấy rồi. Bé Quân gật gật đầu. Tại vì ba ba và các chú đang làm việc tốt, cho nên bé Quân giữ bí mật cũng là đang làm việc tốt, thế nên bé Quân vẫn là đứa trẻ ngoan. Diệp Lâm Quân cười cười. Dạ bé Quân biết rồi. Gương mặt nhỏ xinh của đứa bé mới bắt đầu thả lỏng, nở nụ cười. Bầu không khí gia đình tràn ngập niềm vui. Sau bữa cơm tối, Lý Tử Nhiệm cười nói, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng của người bình thường. Thật tốt, những ngày tháng bị dị đối với họ mà nói là rất khó có được. Dù cho bây giờ Diệp Lâm Quân như vậy. Chẳng qua, tin tức Diệp Lâm Quân quay về đã truyền khắp thế giới, tin nóng không được như trước nữa. Trần Hữu Đạo sau khi biết, lại cười lớn, ha ha, tốt rồi, nghe nói sức khỏe của Diệp Lâm Quân đang trong thời gian hồi phục tốt. Tôi đợi anh sau khi hoàn toàn hồi phục thể lực, lại đánh với anh một trận. Nè sư phụ phải đánh thắng Diệp Lâm Quân một lần nữa, tất cả mọi người đã phục rồi sẽ càng phục sư phụ hơn. Tất cả mọi nghi ngờ đều có thể đánh tan hết. Phá Quân cười nói. Mặc dù bây giờ tôi không cần thắng Diệp Lâm Quân để chứng minh bản thân mình nữa, nhưng mà ở trong lòng tôi luôn có một chấp niệm, tôi nhất định phải thắng Diệp Lâm Quân một lần nữa. Trần Hữu Đạo nét mặt tự hào. Từ sau khi đánh bại được Bắc Thiên Vương, lòng tin của ông ta đã dâng lên gấp bội. Không để xem ai ra gì vốn dĩ còn có chút kiêng kỵ với Diệp Lâm Quân, nhưng mà ngày hôm nay Diệp Lâm Quân trong mắt ông ta chỉ là kẻ bại trận. Diệp Lâm Quân tuyệt đối không thể hồi phục thể lực được nữa, nếu anh ta hồi phục thể lực, đó chính là họa. Đúng, như vậy mà vẫn không chết được. Mạng của anh ta cũng lớn thật. Chính là anh ta đã ngăn cản kế hoạch của chúng ta, anh ta nhất định phải chết. Cần phải giết anh ta trước khi anh ta hồi phục lại. Phía bên hải ngoại nghe được tin tức Diệp Lâm Quân vẫn còn sống, đâu đâu cũng lan truyền tin tức này. Lúc này, tức giận nhất là tập đoàn Tam Tinh. Tinh quốc tài đoàn nhà họ Lý tại trang viên xa hoa. Các vị cao cấp nhà họ Lý tức muốn nổ tung. Thái tử của bọn họ lại chết mất rồi. Là ai làm vậy? Lập tức điều tra. Phải báo thù cho cháu nội của tôi. Bất luật là nhân vật Việt Nam nào, tinh quốc nhà họ Lý của chúng ta vẫn sẽ giết. Hắc đồng tài đoàn của Hùng Ô Quốc cũng có ý như thế. Điều tra ra, báo thù. Bất luận là phải trả giá lớn đến đâu cũng phải báo thù. Đáng sợ nhất là môn phiệt Bắc An, đã nhận được tin tức mất tích của Phó Thần Minh cùng với 4 người đệ tử. Triệt để điều tra chuyện này, người của môn phiệt Bắc An lại chết trong thế tục, truyền ra ngoài, danh tiếng phiệt môn của chúng ta sẽ thối rửa mất. Môn phiệt Bắc An phát ra một mệnh lệnh. Theo đó, môn phiệt Bắc An đã phái đi mấy nhóm người tiến vào cái gọi là thế tục. Lần trước phiệt môn cũng phái một nhóm người như thế thâm nhập vào thế tục, là vào khoảng 200 năm trước. Thế lực tiềm ẩn im lặng suốt 200 năm này rốt cuộc cũng không chịu nổi. Ngoài mặt nhìn vào gió yên biển lặng, thật ra là âm thầm nổi dậy. Tất cả mọi thứ này đều là vì sự trở về của Diệp Lâm Quân. Anh tái xuất, bão táp nổi lên. Có điều đây cũng điều mà anh và vệ binh Viêm Long vừa hay mong muốn. Những kẻ thù sâu hơn mời dần dần xuất hiện ra. Tiếp theo sau đây, Diệp Lâm Quân có hai chuyện. Một là, đợi nhiệm vụ của vệ binh Viêm Long. Hai là, đợi có người đến tìm anh. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành là nhà đầu tiên nhận được tin Diệp Lâm Quân trở về. Cái gì, tên nhãi này còn có thể khôi phục, Diệp Minh Thiên kinh hãi. Nếu Diệp Lâm Quân bình phục, anh nhất định sẽ đến. Rốt cuộc, nhà họ Diệp đã làm quá nhiều việc ác. Vậy thì chỉ có thể hoàn toàn diệt trừ Diệp Lâm Quân trước khi nó trở về. Trong mắt Diệp Minh Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Một nhà họ Diệp trên dưới đều đồng ý. Một khi Diệp Lâm Quân khôi phục lại như trước, nhà họ Diệp sẽ biến mất. Bây giờ thằng nhóc này vẫn là một tên vô dụng, chúng ta muốn giết nó dễ như ư trở bàn tay. Trước đây không làm là vì ngại mặt mũi. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu chúng ta không giết nó,
nó sẽ giết chúng ta. Nhà họ Diệp quyết tâm giết chết anh, dù sao Diệp Lâm Quân vẫn là tên vô dụng trong mắt bọn họ. Bây giờ tốt nhất là nên giết nó. Cái gì, anh ta, ta? Long Thanh Tình nghe xong, sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Bộ dạng của bà ta thật đáng sợ, ngay cả Diệp Minh Thiên cũng hít sâu một hơi lạnh. Trong miệng lại luyên thuyên một đống từ khiến người ta nghe không hiểu. Diệp Minh Thiên bắt đầu nghi ngờ. Tại sao Long Thanh Tình lại lộ ra vẻ bất thường như vậy khi nghe thấy tên của Diệp Lâm Quân? Này, bác sĩ nói bà chủ đắm chìm trong nỗi đau mất đi cậu chủ, khó có thể khôi phục. Đúng vậy, trạng thái của bà chủ là không được để kích thích. Một khi nghe đến cái tên Diệp Lâm Quân, bà chủ sẽ phát điên lên mất. Chắc chắn, khi nhắc đến Diệp Lâm Quân, Long Thanh Tình cũng sẽ phát điên lên. Thực ra, trong lòng Long Thanh Tình giống như một tấm gương. Nhưng não không nằm trong tầm kiểm soát của bà ta, miệng lại càng không kiểm soát được. Bà ta chỉ có thể thể hiện nó theo một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng bà ta vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi Diệp Thần. Nhân tiện, chủ nhân nhà tôi nghe nói đã có chuyện lớn xảy ra. Người của nhà Bắc An thực sự chết ở trong tay một người tâm thường, xem ra là ở kinh thành. Thân phận của người này còn kinh người, có thể là thầy của Chân Hữu Đạo. Lúc này có người đưa ra nghi vấn này. Ô ô ô, khi nghe đến đó, Long Thanh Tình đã hét lên như điên. Mọi người đều ngạc nhiên. Nhưng mọi người không coi chuyện này là gì. Mau đưa bà chủ xuống. Diệp Minh Thiên cảm thấy khó chịu và ra lệnh cho mọi người đưa Long Thanh Tình đi. Mặc dù Long Thanh Tình đã vùng vẫy nhưng bà ta đã bị bắt đi. Tinh Nhi đừng lo lắng, tôi sẽ trả thù cho Diệp Thần. Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ không thể sống. Diệp Minh Thiên đã hứa. Long Thanh Tình rất vất vả vùng vẫy nhưng vẫn bị kéo đi. Nếu vậy thì phiền phức lớn rồi, đó là người của Bắc Ano. Diệp Minh Thiên hít sâu một hơi. Còn Cao Khanh Dự cũng đã chết, mọi chuyện rất kỳ quái, tôi nghi ngờ có liên quan. Người kia nói đó. Không phải sao, mọi chuyện gần đây quá bất thường. Thái tử nhà họ Lý đã chết, và William, người đứng đầu tập đoàn tài chính Hắc Đồng cũng đã chết. Ai đã làm điều này? Diệp Minh Thiên vẻ mặt phức tạp, chờ xem, tôi hy vọng không liên lụy đến nhà họ Diệp của tôi. Diệp Lâm Quân, ở xa Giang Bắc, đã ở cùng gia đình. Lý Tử Nhiệm một lần nữa lấy lại công ty và đổi tên. Võ Tiêu đẩy anh đi khắp công ty. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Quân đến công ty sau 2 năm. Nó lớn hơn gấp 10 lần so với quy mô trước đó. Nó cho thấy khả năng của Lý Tử Nhiệm. Ba mẹ của Lê Minh Cường cũng cố ý chạy đến gặp Diệp Lâm Quân. Họ coi Diệp Lâm Quân như con trai, một ngày khá yên bình, không có ai đến. Nhưng Diệp Lâm Quân biết đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngày hôm sau, không ngờ, người đầu tiên đến lại là... Người đầu tiên đến lại là Thất Sát. Anh đến đây để làm gì? Lý Tử Nhiệm cảnh giác nhìn Thất Sát. Cô yên tâm, tôi đến để trợ giúp ngài Diệp. Thất Sát cười nói. Diệp Lâm Quân nói, Lê Nguyên để anh với anh ta nói chuyện riêng. Lý Tử Nhiệm nhìn đánh giá, rồi mới rời đi. Ngài Diệp mục đích tôi đến rất đơn giản, đem chút thần được cho ngài. Trợ giúp cho ngài hồi phục thể lực. Thất Sát nói rõ mục đích. Ồ, Diệp Lâm Quân sững sờ. Là sư phụ tôi bảo tôi đem thần được cho anh đó. Đây là thuốc trị thương thánh được của sư phụ. Đối với việc hồi phục thể lực cho ngài có một sự trợ giúp rất lớn. Thất Sát lấy ra một chiếc hộp tinh tế, lập tức hương thuốc xộc vào mũi. Trần Hữu Đạo đến từ môn phiệt Bắc An. Bọn họ sở hữu y thuật cổ từ xa xưa đến nay. Không nói đến chuyện cải tử hồi sinh, riêng hiệu quả thuốc trị bệnh trị thương tuyệt đối khiến người khác phải kinh ngạc, y học hiện tại không có cách nào so sánh bằng. Môn phiệt Bắc An có rất nhiều thuốc thần kỳ. Người trong môn có thể nói là bách bệnh không thể xâm nhập. Chính là vì có y thuật cổ lớn mạnh chóng lưng. Xã hội hiện tại khó mà tưởng tượng được. Dù gì cũng không tiếp xúc đến. Khi xưa Trần Hữu Đạo xuống núi, cũng đã mang theo không ít thánh được trị thương. Để phòng vào lúc nguy cấp cần dùng đến. Lần trước chiến đấu với Diệp Lâm Quân, anh ta thật ra cũng đã bị thương rất nặng. Nhưng sau khi uống thuốc trị thương này xong, rất nhanh đã hồi phục. Trần Hữu Đạo là có ý gì đây? Diệp Lâm Quân cầm lấy hộp thuốc, cảnh giác hỏi. Ý của sư phụ rất đơn giản, để cho ngài sớm hồi phục lại trạng thái đỉnh cao,
ông ta lại đánh với anh một trận nữa. Lại lần nữa đánh thắng anh, đánh tan mọi nghi ngờ. Thất sát trực tiếp giải thích rõ mục đích. Nhanh uống đi, sớm chút đứng dậy từ trên xe lăn, đấu với sư phụ một trận nữa. Thất sát đôn thúc. Diệp Lâm Quân cười một cái, được, trận chiến của tôi và Chân Hữu Đạo là khó tránh khỏi. Nói ông ta chuẩn bị cho tốt, nếu không thì thắng quá dễ dàng. Nghe thể, cả người thất sát như muốn nổi điên mà bỏ đi. Giờ mày đang ngồi trên xe lăn mà con nói khoác được à? Sư phụ vừa mới đánh thắng Chấn Thiên Điện. Ông ta mới là người mạnh nhất, mày còn kém xa lắm. Sư phụ muốn mày hồi phục mới đánh với mày một trận, chứ không phải ông ta kiêng kỵ mày mà muốn chứng minh bản thân, mà là chấp niệm trong lòng. Thất sát tức giận nói. Diệp Lâm Quân lại cười. Dẹp bỏ thân phân, Chân Hữu Đạo thật sự chưa nhìn thấy hết thế đời mà. Quay về đi, thay tôi tặng cho Trần Hữu Đạo. Bốn chữ, ếch ngồi đáy giếng. Diệp Lâm Quân cười tiên khách. Thất sát mang theo một bụng tức giận rời đi. Diệp Lâm Quân xem ra rất không phục. Phải để sư phụ lại lần nữa đã kích nó, thì nó mới biết trời cao đất dày, Diệp Lâm Quân cười. Trần Hữu Đạo của ngày hôm nay như mặt trời ban ngay. Sau khi chiến thắng Chấn Thiên Điện, danh tiếng ông ta nổi như cồn, người bên hải ngoại khiếp sợ. Trần Hữu Đạo lại trong lúc vinh quang nhất đám chìm trong danh vọng, lại càng dễ dàng lạc mất bản thân. Cho là bản thân mình vô địch thiên hạ. Tuy nhiên Diệp Lâm Quân không quan tâm, chỉ cần có ích cho Đại Hoa, anh không sao cả. Nhìn hộp thuốc thần trong tay mình, Diệp Lâm Quân ngược lại có cách nghĩ khác. Nếu như chiến sĩ của Lạc Việt ai ai cũng có được loại thuốc giống như vậy, thương vong trên chiến trường có phải là được phục lớn bớt đi đau thương không? Dù sao loại thần dược này trị thương này hiệu quả rất rõ rệt, trong giây lát đã có tác dụng. Y học hiện tại bây giờ không ổn, cần tốn rất nhiều thời gian và chi phí, thậm chí hoàn cảnh cũng yêu cầu cực cao. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu. Suy nghĩ này vừa nảy ra, Diệp Lâm Quân bèn suy nghĩ kế hoạch. Nhưng dược liệu của thuốc này muốn tập hợp lại sẽ rất khó khăn, nhưng có còn đỡ hơn không? Có một chút tính một chút. Có thể thử xem L đây chính là điểm khác biệt giữa Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo. Trần Vô Đạo chỉ thích hợp làm dũng tướng. Diệp Lâm Quân thì lại thích hợp làm tổng chỉ huy. Sau đó, anh đưa thần được vào tay Đông Thiên Vương. Để cho người ta phân tích thành phần bên trong. Xem liệu có thể sản xuất hàng loạt hay không. Ông ta không làm khó em chứ. Sau khi Lý Tử Nhiệm đi vào liên nói. Không, ông ta trái lại còn hy vọng em tốt lên. Diệp Lâm Quân cười cười. Diệp Lâm Quân tò mò hỏi, đúng rồi, sao không thấy ba mẹ của em? Theo Lý mà nói, anh trở về còn ngồi trên một chiếc xe lăn. Hai nhà họ Lý và họ Trịnh nhất định đến để ngăn cản anh và Lý Tử Nhiệm. Lần này có chút bất thường, lâu không thấy ai đâu. Quả thực có chút kỳ lạ, anh rể bị tai nạn, bọn họ bận lắm, không rảnh đâu. Lý Tử Nhiệm nói, hôm trước Trương Phúc Long đã cùng ai đó tham gia một cuộc đua xe, kết quả là bị tai nạn xe hơi. Nghe nói tổn hại rất nghiêm trọng, một số cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng. Vị trí của Trương Phúc Long trong nhà họ Trịnh vô cùng quan trọng, tất cả mọi người đều bận rộn xử lý chuyện này. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Diệp Lâm Quân ở đây. Ồ, thật sao, đây cũng là một chuyện tốt. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Lý Tử Nhiệm cười cười, không nói gì. Có thể là cô không có chút cảm tình nào với anh rể cả. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của bọn họ. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tốt nhất tỉnh Ly. Nghe nói tổn hại rất nghiêm trọng, một số cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng. Vị trí của Trương Phúc Long trong nhà họ Trịnh vô cùng quan trọng, tất cả mọi người đều bận rộn xử lý chuyện này. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Diệp Lâm Quân ở đây. Ồ, thật sao, đây cũng là một chuyện tốt. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Lý Tử Nhiệm cười cười, không nói gì. Có thể là cô không có chút cảm tình nào với anh rể cả. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không có ai làm phiền đến cuộc sống của bọn họ. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tốt nhất tỉnh Ly. Ngô Thị Lan cùng với ông nội và cả ba mẹ của Trương Phúc Long đều đang sốt ruột chờ đợi. Tình hình của Trương Phúc Long rất xấu, anh ta đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày 2 đêm rồi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Trịnh Quân Nga lo lắng đến mức toát mồ hôi hột.
Bọn họ đã sử dụng nguồn tài chính khổng lồ để mời một nhóm chuyên gia, chuyên môn đến chữa trị cho Trương Phúc Long. Lúc này, các chuyên gia vừa mới thảo luận xong nghiên cứu. Liền tiến vào trong phòng. Chuyên gia Trần tình hình thế nào rồi? Trịnh Quốc Thắng hỏi. Chuyên gia Trần lắc đầu, tình hình rất tệ, nội tạng của anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cần phải thay thế. Thế thì đổi đi, còn chờ cái gì nữa? Trịnh Quân Nga nói. Nhưng trong kho của bệnh viện không có bộ phận phù hợp, còn phải cần một quả thận. Chuyên gia Trần cho biết. Sau đó điều động từ các nơi khác, hoặc là xem thử có ai hiện cho không. Chúng tôi sẽ trả tiền. Đám người Ngô Thị Lan bắt đầu lo lắng. Chuyên gia Trần lắc đầu, đây không phải là vấn đề có tiền hay không, thật sự là hết rồi. Hơn nữa nếu điều động từ nơi khác thì không đủ thời gian. Vậy làm thế nào đây? Đám người rơi vào phân vân. Đưa mắt nhìn nhau. Không biết phải làm sao. Có một cách, nếu có ai đó hiến một quả thận, thì đó là cách tốt nhất. Nếu cắt bỏ ngay tại chỗ sau đó sử dụng, tỷ lệ thành công của ca mổ rất cao. Chuyên gia Trần nhìn tất cả mọi người. Điều này, lúc này tất cả mọi người đều do dự. Không kiên quyết như lúc nấy. Nếu là máu thì ai cũng đều sẵn lòng. Nhưng muốn hiến một quả thận, ai nguyện ý chứ? Sợ là ba mẹ Trương Phúc Long cũng đều không muốn. Về phía nhà họ Trịnh lại càng không thể. Mọi người chỉ có thể là bạn nhìn tôi nhìn bạn, không có một ai lên tiếng. Vẻ mặt của chuyên gia Trần bất lực, được rồi, mọi người tự mình thảo luận một chút đi. Xem ai có thể hiến một quả thận, không có nhiều thời gian, cho mọi người 6 giờ. Sau khi chuyên gia Trần rời đi, mọi người đều bùng nổ. Nhao nhao thảo luận xem chỗ nào có thể tìm được người hiến thận. 6 tiếng đồng hồ quả thật như là mò kim đáy bể. Nếu không gặp những người đang cần tiền gấp, thì họ sẽ không hiến thận được. Để thành công, cần phải có một quả thận tốt. Tốt nhất là một thanh niên khỏe mạnh. Ba mẹ của Trương Phúc Long nói, ông bà thông gia à, nhà họ Trịnh các người có thanh niên nào phù hợp không? Không có, không có. Ngô Thị Lan lập tức từ chối. Lúc này, Trịnh Quân Nga đột nhiên hét lên, tôi nhớ đến một người, Diệp Lâm Quân. Trịnh Quân Nga vừa nhắc đến, tất cả mọi người trong nhà họ Trịnh đều nhớ ra, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, sao bọn họ không nghĩ tới Diệp Lâm Quân chứ thì mọi người đều biết tin tức về sự trở lại của Diệp Lâm Quân. Chỉ là không có thời gian để bận tâm. Trịnh Quân Nga lập tức nói, mặc dù Diệp Lâm Quân còn sống nhưng lại là một người tàn phế, phải ngồi xe lăn suốt đời. Cậu ấy không thể đứng dậy. Thêm một quả thận hay thiếu một quả thận thì có gì khác nhau? Ngô Thị Lan gật đầu, đúng vậy. Đối với một người bình thường mà nói thận là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Nhưng người tàn phế như Diệp Lâm Quân, thì không cần dùng lắm. Phải đấy, cậu ta vốn là một người vô dụng, nội tạng không quan trọng gì với cậu ta. Chúng ta chỉ cần một quả thận, giữ một quả cho cậu ta. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu ta bất cứ điều gì. Trịnh Quốc Thắng nói một cách chính nghĩa. Lời này không sai. Bót đi một quả thận quả thật chất lượng cuộc sống sẽ giảm xuống, người sẽ yếu, hơn không còn khả năng lao động. Nhưng Diệp Lâm Quân vốn là một kẻ vô dụng, bớt đi một quả thận cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân là thích hợp nhất, lấy ra một quả thận là có thể cứu được Phúc Long rồi. Những người khác nhao nhao đồng ý. Liên quyết định Diệp Lâm Quân. Từng người trong nhà Trương Phúc Long mừng rỡ như điên. Phúc Long nhà tôi được cứu rồi. Trịnh Quân Nga càng vui mừng, tôi đi Giang Bắc ngay. Mang Diệp Lâm Quân về để mau chóng giải phẫu. Nhưng các người nghĩ tới một vấn đề, liệu Diệp Lâm Quân có đồng ý không? Trịnh Phát Vĩ đặt câu hỏi. Cậu ta, chuyện này vẫn có thể để cho bản thân cậu ta quyết định sao? Cho phép cậu ta rồi sao? Ngô Thị Lan hừ lạnh nói. Đúng, đúng vậy. Chuyện này Diệp Lâm Quân không đủ tư cách để nói. Chúng tôi là nói gì thì là cái đó. Một người tàn tật còn có quyền nói sao? Vấn đề lớn nhất trong chuyện này là Lý Tử Nhiệm. Nếu cô ta biết, cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý có người nhắc đến trọng điểm vấn đề. Lý Tử Nhiệm mới là điểm quan trọng nhất. Về phân Diệp Lâm Quân, anh ta là công cụ trong mắt bọn họ. Chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt. Như vậy đi, chúng ta giấu Lý Tử Nhiệm, lén đưa Diệp Lâm Quân về, trực tiếp mổ lấy thận cho cậu ta. Đến khi Lý Tử Nhiệm biết rồi thì cũng không còn cách nào. Trịnh Quân Nga đề nghị.
cách này thật sự không tồi. Đã như vậy, mọi người lập tức đi Giang Bắc đưa Diệp Lâm Quân về đây đi. Ngô Thị Lan ra lệnh. Trịnh quân Nga nhanh chóng mang người đi thẳng đến Giang Bắc. Sau khi đến nơi ở, chỉ có một mình Diệp Lâm Quân. Điều này khiến anh sững sờ. Bọn họ đến đây để làm gì? Người đâu ra tay, mang cậu ta đi cho tôi. Trịnh quân Nga ra lệnh, những người đàn ông lực lưỡng đi theo sau ông ta nhấc Diệp Lâm Quân và cả chiếc xe lăn lên, ngay lập tức chất vào trong xe. Đám người Bắc Thiên Vương âm thầm muốn ra tay, nhưng nhìn thấy tay của Diệp Lâm Quân ra dấu. Bọn họ âm thầm đi theo sau. Diệp Lâm Quân không hề kháng cự, mặc cho bọn họ đưa mình đi. Chủ yếu là muốn xem bọn họ muốn làm gì. Mang Diệp Lâm Quân đi, Trịnh quân Nga chạy nhanh như bay, chỉ sợ chậm trễ một giây. Ngay sau đó, Diệp Lâm Quân được đưa đến bệnh viện. Trịnh quân Nga đã để cho bệnh viện chuẩn bị trước, Diệp Lâm Quân vừa đến là sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Cho nên đám người chuyên gia Trần vẫn đang chờ đợi Diệp Lâm Quân đến. Chuyên gia Trần, anh đã đến rồi, xin hãy lập tức bắt đầu phẫu thuật. Trịnh quân Nga đẩy Diệp Lâm Quân ra trước mặt mọi người. Chuyên gia Trần gật đầu, chậc, tốc độ của các người thật sự rất nhanh. Nói xong, chuyên gia Trần nhìn về phía Diệp Lâm Quân hỏi, thưa ngài có tình nguyện hiến thận để cứu ngài Trương Phúc Long không? Cái gì, hiến một quả thận? Diệp Lâm Quân ngẩn người, khó tin nhìn ông ta. Chuyên gia Trần sửng sốt, sau đó nhìn biểu hiện bình thường của mấy người Trịnh quân Nga. Anh ta ngay lập tức nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. Các bên hoàn toàn không biết điều này. Anh ta hỏi thêm một câu nữa. Đồng ý, nó đồng ý, chúng tôi đều là một gia đình. Bằng không, ai lại muốn hiến thận? Ngô Thị Lan lập tức nói. Những người khác vang lên, đúng, anh ấy đồng ý. Các bác sĩ nhanh chóng đẩy anh ấy vào để phẫu thuật, chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Trịnh quân Nga thúc giục không cho Diệp Lâm Quân cơ hội phản ứng. Ai nói tôi đồng ý? Tôi không đồng ý, tôi còn không biết chuyện này. Hiến thận, cho ai? Giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên, và các y tá muốn đẩy anh phải dừng lại, chuyên gia Trần cau mày, anh ta đang làm chuyện xấu. Xung quanh thảo luận, có biết hay không cũng không quan trọng. Chuyên gia Trần nhanh chóng đẩy anh ấy vào làm phẫu thuật đi. Trịnh quân Nga và gia đình nhà họ Trương thúc giục. Các bác sĩ lắc đầu, không, gia đình họ không đồng ý. Làm sao bắt họ hiến thận được? Đây là sự tự nguyện. Nếu anh ấy không điền vào đơn tự nguyện, chúng tôi không thể thực hiện ca mổ. Diệp Lâm Quân mau nói là mày tình nguyện. Trịnh quân Nga đá xe lăn. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân buông lỏng tay. Anh rể của mày bị tai nạn xe cộ, cần thay nội tạng mới, thiếu một quả thận, cơ hội này là dành cho anh. Đúng vậy, đã đến lúc anh phải góp một chút cho dòng họ rồi. Cứu anh rể một quả thận của anh không tốt sao? Chỉ cần cháu hiến thận, mọi người trong gia đình sẽ nhớ ơn cháu. Ngô Thị Lan nói. Ngôn ngữ lúc đó, dường như hiến được một quả thận là một điều vĩ đại. Cứ coi như là chuyện đương nhiên ấy nhỉ, tại sao không tự mình đi quyên đi? Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Người khác giận dữ nói, đó là quả thận, sau khi hiến tặng thì làm sao sống được? Nó ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng vậy, có bao. Nhiều ảnh hưởng đến cơ thể, tại sao tôi phải hiến tặng? Trịnh Quốc Thắng nói như chắc như đinh chém sắt, bởi vì mày là người vô dụng. Cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mày muốn thận làm gì? Không phải đi làm, mày là do Lê Nguyên nuôi dưỡng. Hơn nữa, thân thể của mày đã như vậy rồi. Hai quả thận tốt đều bị mày lãng phí. Tặng cho anh rể của mày không phải là tốt sao? Hơn nữa nếu không đồng ý, mày cũng đừng mong ở chung với Lê Nguyên. Một người tàn tật xứng với con bé sao? Uy hiếp trắng trợn. Ngô Thị Lan tức giận nhìn anh chằm chằm, Diệp Lâm Quân ở trong nhà này, mày không có tư cách nói. Lúc bình thường mày cũng như vậy, nhưng bây giờ lại tàn phế thì càng như vậy. Đây là điểm giá trị duy nhất của mày. Nếu không, mày có quyền gì ở lại với Lê Nguyên? Tao ra lệnh mày phải đồng ý ngay. Nếu không tao đuổi mày ra ngoài. Ngô Thị Lan cũng yêu cầu Diệp Lâm Quân viết vào đơn tình nguyện và ép Diệp Lâm Quân ấn dấu tay màu đỏ lên đó. Được rồi, các bác sĩ. Bây giờ nó đã đồng ý, chúng ta hãy tiến hành phẫu thuật đi. Ngô Thị Lan đưa đơn tình nguyện cho bác sĩ. Các bác sĩ nhìn nhau, mím môi, rốt cuộc không nói lời nào,
họ đẩy Diệp Lâm Quân vào. Phòng phẫu thuật. Diệp Lâm Quân không chống cự nữa. Trong mắt nhà họ Trịnh, Diệp Lâm Quân đã là một công cụ và chỉ có thể mặc người khác sâu xé. Tên vô dụng này còn có ích lợi gì? Chờ chúng ta về già sẽ thay nội tạng mình bằng nội tạng của nó. Dù sao đây là giá trị tồn tại của nó. Mọi người đều cười. Chuyện về sau mọi người đã nghĩ xong cả rồi. Được rồi, một người không cần lo lắng. Vừa mới kiểm tra rồi, cơ thể của anh ta khỏe mạnh, thận là khỏe nhất. Lần này Phúc Long rất may mắn, nghe được kết quả kiểm tra cơ thể của Diệp Lâm Quân, tất cả mọi người lộ ra nụ cười vui mừng. Thận của Diệp Lâm Quân càng tốt thì Trương Phúc Long càng có thể nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Trịnh Văn Viễn bên này ngay lập tức thông báo cho Lý Tử Nhiệm. Anh không thể ngăn cản, chỉ có thể tìm Lý Tử Nhiệm. Sau khi Lý Tử Nhiệm nghe được, cô thực sự bị giật mình. Bọn họ cứ đưa Diệp Lâm Quân đi một cách âm thầm lặng lẽ. Lý Tử Nhiệm gọi điện cho Ngô Thị Lan. Mới đầu Ngô Thị Lan không nhận. Nhưng Lý Tử Nhiệm liên tục gọi, Ngô Thị Lan rốt cuộc vẫn nhận. Mẹ, mấy người có ý gì? Để Diệp Lâm Quân hiến thận cho anh rể cả. Các người từng hỏi anh ấy chưa? Lý Tử Nhiệm xù lông, trực tiếp quát. Hỏi rồi, Diệp Lâm Quân đồng ý, còn đóng dấu, Lý Tử Nhiệm tức đến nỗi run cả người, sao có thể? Không phải các người ép buộc sao? Vì sao không nói với con chuyện này? Nói cho con thì có thể thế nào? Không sai, mẹ chính là muốn để Diệp Lâm Quân hiến thận cứu anh rể cả của con. Ngô Thị Lan thừa nhận xong thì vẻ mặt không sao cả nói. Vậy các người có nhiều người như vậy, tại sao không tự mình hiến? Lý Tử Nhiệm tức đến phát khóc. Rất đơn giản, bởi vì bọn mẹ đều khỏe mạnh bình thường, chỉ có Diệp Lâm Quân là kẻ tàn tật, cậu ta giữ thận lại có tác dụng à? Cậu ta có thận có thể đứng lên sao? Còn sống được à? Ngô Thị Lan liên tục đặt câu hỏi. Lý Tử Nhiệm tức giận nói, nhưng các người có biết không? Tình trạng cơ thể Quân Lâm vẫn luôn chuyển biến tốt đẹp, anh ấy sẽ nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Bây giờ các người lấy đi một quả thận của anh ấy không phải đang hại anh ấy sao? Anh ấy sẽ mãi mãi không đứng dậy được, đây chính là do các người hại. Ngô Thị Lan hừ lạnh nói, cậu ta đứng lên lại thì sao? Còn không phải dựa vào con nuôi cậu ta. Cho nên đứng với ngồi xe lăn có gì khác nhau? Cho nên hai quả thận với một quả thận cũng không khác. Mẹ, tất cả những chuyện này của mẹ đều là ngụy biện. Mẹ chờ đó, con lập tức tới tỉnh thành. Ai cũng không thể động tới chồng con. Lý Tử Nhiệm nổi điên. Tới đi, dù mày tới nhanh cũng phải mất một tiếng, Diệp Lâm Quân vừa mới bị đẩy vào phòng mổ rồi, có lẽ mày tới đây thì thận của Diệp Lâm Quân đã được đặt vào người anh rể cả mày. Ngô Thị Lan cười lạnh nói. Các người thật độc ác, anh ấy là ba của bé Quân mà. Lý Tử Nhiệm hét lớn. Hừ, đây chính là giá trị của cậu ta, giúp anh rể cả mày khôi phục sức khỏe có gì không tốt. Chuyện này sau khi thành công, bọn tao cũng sẽ không quấy rối chia rẽ hai đứa bây nữa, tốt biết bao. Ngô Thị Lan cười nói. Những người khác ở đây đều có vẻ mặt lạnh lùng. Lý Tử Nhiệm bất chấp những thứ khác, cô lập tức cúp điện thoại, lái xe chạy thẳng tới bệnh viện tỉnh thành. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Thị Lan nhìn về phía đám người, là ai bí mật thông báo với Lý Tử Nhiệm. Trịnh Văn Viễn chỉ có thể cứng ngắt ra đầu đứng ra. Bốp! Một bàn tay của Ngô Thị Lan hung hăng tát vào mặt anh ta. Anh càng ngày càng không nghe lời tôi. Anh như vậy chính là hành vi của kẻ phản bội. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan tức giận hét. Trịnh Văn Viễn chỉ có thể tránh ở một bên, không dám nói lời nào. Bà nội, Lý Tử Nhiệm sắp tới sao? Trịnh Quân Nga hỏi. Đúng vậy, cô ta đã lên đường. Ngô Thị Lan gật đầu. Đáng tiếc. Cho dù tới cũng vô dụng, thận của Diệp Lâm Quân sắp bỏ đi rồi. Tất cả mọi người đều cười. Trong phòng mổ tất cả đều bình thường, nói rõ đang tiến hành đâu vào đấy. 50 phút, Lý Tử Nhiệm đã chạy xe tới bệnh viện. Có thể thấy được tốc độ của cô nhanh bao nhiêu, cô gần như vượt cả đèn đỏ mà chạy tới. Cô tới muộn rồi, ca mổ cũng tiến hành một tiếng rồi. Sau khi Trịnh Quân Nga gặp được cô thì cười khẩy. Các người thật tàn nhẫn. Vì sao không tự mình hiến? Lý Tử Nhiệm giận dữ hét lên với đám người. Bây giờ Diệp Lâm Quân cũng thành kẻ tàn phế, phải bắt anh ta cống hiến một chút cho gia tộc chứ. Còn nữa, chỉ bắt anh ta hiến một quả thận mà thôi, còn chừa cho anh ta một quả mà,
cũng không ảnh hưởng gì. Mọi người ở đây đều là một dáng vẻ đương nhiên. Lý Tử Nhiệm sắp muốn tức điên. Lúc đầu cơ thể Diệp Lâm Quân có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng phải lấy đi một quả thận, vậy trực tiếp cắt đứt mất con đường khôi phục của Diệp Lâm Quân. Không được, tôi phải ngăn cản. Lý Tử Nhiệm muốn xông vào phòng mổ. Lại bị từng lớp người ngăn cản. Ca nổ tiếp tục tiến hành, Lý Tử Nhiệm chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi. Vẫn liên tục chờ mấy tiếng, cảnh báo phòng mổ mới được tắt. Chuyện này cho thấy ca mổ đã thành công. Trương Phúc Long nhanh chóng được đưa ra ngoài, chuyển hướng tới phòng giám sát bệnh nặng. Tình huống như thế nào? Bác sĩ! Mọi người đều vây lại. Ca mổ tất thuận lợi. Chuyên gia Trần cười. Quá tốt, thật sự quá tốt. Một đám người hưng phấn hô. Tất cả mọi người nở nụ cười hài lòng. Nhưng không ai quan tâm Diệp Lâm Quân thế nào. Lý Tử Nhiệm lập tức xông vào phòng mổ, nhìn thấy Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, cô mới thở dài một hơi, cô lập tức ôm châm Diệp Lâm Quân, khóc không ngừng. Đừng khóc, không phải anh đây không có chuyện gì sao? Không việc gì phải lo lắng. Diệp Lâm Quân sờ đầu cô. Lý Tử Nhiệm còn thật sự cho rằng thận của Diệp Lâm Quân bị lấy đi, cô khóc không ngừng. Thật ra ai dám lấy đi thận của Diệp Lâm Quân, đây không phải muốn chết sao? Nhưng vì sao cơ thể Trương Phúc Long lại khôi phục? Bởi vì Diệp Lâm Quân cho Trương Phúc Long dùng thuốc cổ của Trần Hữu Đạo cho. Cũng xem như là một loại thí nghiệm. Thử xem hiệu quả của loại thuốc này rốt cuộc là như thế nào. Có thể được xưng tụng là thuốc thần hay không? Kết quả rõ ràng là thuốc thần. Cho dù thận của Trương Phúc Long hư hao nghiêm trọng, sau khi dùng thuốc thần, hiệu quả kinh người. Vậy mà chữa trị 7-8 phần, Trương Phúc Long cũng không cần thay thận hỏng. Chuyện này khiến Diệp Lâm Quân rất vui mừng. Nếu mở rộng loại thuốc thần này thì quá tốt, các chiến sĩ Lạc Việt phải đổ ít hơn bao nhiêu máu. Bốn quý tộc lớn đúng không? Xem ra sớm muộn phải tìm các người. Anh có cảm thấy rất suy yếu hay gì không? Lý Tử Nhiệm hỏi Diệp Lâm Quân. Chẳng qua những ngày này Diệp Lâm Quân bởi vì ngồi xe, Tây Thiên Vương còn trang điểm cho anh thành dáng vẻ rất yếu ớt. Cho nên dáng vẻ bây giờ rất giống như bị lấy đi một quả thận. Diệp Lâm Quân lắc đầu, anh không sao, thật ra anh. Lúc này lại có tiếng bước chân vang lên, chỉ Ngô Thị Lan bọn họ đi vào. Lý Tử Nhiệm còn cho rằng bọn họ đến cảm ơn, kết quả Chính Quốc Thắng cười, nhìn đi, tôi đã nói hiến một quả thận không có chuyện gì mà. Đúng đó, cô xem thử cũng không hư hao tốn kém bao nhiêu, ít ra vẫn còn một quả thận. Còn không phải sao, vốn chính là kẻ tàn phế, có thận hay không cũng giống nhau. Còn không bằng dựa vào cô để ăn bám. Đám người sôi nổi cười lạnh nói. Trong lời nói đều đang nói Diệp Lâm Quân nên hiến thận ra. Lý Tử Nhiệm đỏ mắt nhìn về phía đám người, chồng tôi hiến một quả thận để cứu người, các người còn không cảm ơn, ngược lại còn nói móc. Các người còn có lương tâm sao? Bây giờ tất cả mọi người đều tưởng rằng Diệp Lâm Quân đã dùng một quả thận để cứu Trương Phúc Long, kể cả Lý Tử Nhiệm cũng cho là thế. Bây giờ Quân Lâm chính là ân nhân cứu mạng Trương Phúc Long, mấy người có dập đầu cảm ơn cũng không đủ. Làm gì có ai như mấy người. Lý Tử Nhiệm thật sự rất thất vọng. Trước lợi ích của dòng họ, bọn họ đã hoàn toàn coi Diệp Lâm Quân là một công cụ. Bảo chúng tôi cảm ơn anh ta á. Sao thế được chứ? Đó là chuyện mà nó phải làm. Nó phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Nếu không có chúng ta thì làm gì có ai đồng ý chứa chấp kẻ tàn phế như nó. Việc hiến một quả thận là việc mà nó phải làm. Chẳng lẽ nó còn muốn ăn uống không à? Nó nghĩ mình là cái gì chứ? Toàn bộ người nhà họ Trịnh đều nói như thế. Đương nhiên là Diệp Lâm Quân phải cống hiến vì dòng họ, đó là việc mà anh phải làm. Còn nói nữa à, được hiến thận để cứu Phúc Long là vinh hạnh của anh ta, người khác có muốn cứu Phúc Long cũng chẳng có cơ hội đâu. Trịnh Quân Nga nói. Hở, Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm đều sững sờ. Cô ta có ý gì vậy? Diệp Lâm Quân đã hiến một quả thận để cứu người, cuối cùng việc đấy lại thành vinh hạnh của anh, giống như việc được cứu Trương Phúc Long là một loại ban ơn vậy. Còn có gì vô liêm sỉ hơn nữa không? Có điều, từ trước tới nay hai nhà họ Lý và Triệu vẫn luôn cư xử kiểu như vậy. Không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có vô liêm sỉ hơn. Chưa nói gì khác nhưng anh ấy chính là ba của bé Quân, hai người nhẫn tâm nhìn ba của bé Quân như thế à? Lý Tử Nhiệm nhìn Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng. Bọn họ rất yêu thương bé Quân. Bé Quân thì sao chứ?
dù sao đi nữa thì cũng là máu mủ của Diệp Lâm Quân. Con vật đó và Diệp Lâm Quân đều làm liên lụy tới cháu. Mấy người Ngô Thị Lan nói. Lý Tử Nhiệm càng kinh ngạc. Không phải bọn họ vẫn luôn đối xử rất tốt với bé Quân à? Cô lập tức hiểu ra. Hóa ra là vì ông cụ Lâm rất yêu thương bé Quân, cho nên bọn họ cũng giả vờ yêu thương bé Quân. Bây giờ ông cụ Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, nên bọn họ lập tức trở lại như lúc đầu. Thảo nào bây giờ bọn họ không thèm nhìn bé Quân dù chỉ là một cái. Liên lụy cháu gì chứ? Công việc của cháu bây giờ thực chất cũng là của Quân Lâm đấy. Quân Lâm không hề ngồi không đợi cháu nuôi, của cải của anh ấy cũng đủ để anh ấy sống một đời không cần lo nghĩ rồi. Lý Tử Nhiệm cãi. Của cải của nó, liên quan gì tới nó? Bây giờ tập đoàn Minh Cường là của cháu, chẳng liên quan gì tới nó. Đúng vậy, tập đoàn Minh Cường là của nhà họ Lý, liên quan gì tới họ Diệp chứ? Tất cả bọn họ không thèm nhìn Diệp Lâm Quân mà nhắm thẳng vào Lý Tử Nhiệm. Đúng là không thể nói được với mọi người mài. Lý Tử Nhiệm trợn mắt nhìn mấy người đó, rồi đẩy Diệp Lâm Quân rời đi. Trong lòng cô nguội lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Nhà họ Lý như thế. Nhà họ Trịnh cũng như thế. Ai ai cũng ích kỷ. Chỉ suy nghĩ cho lợi ích của mình, thậm chí còn có thể không từ thủ đoạn để đạt được. Nhìn hai người rời đi. Ông nội bà nội, cháu cảm thấy Lê Nguyên đang bị lạc lối rồi. Hai người nghĩ xem, một con vật nhỏ và một kẻ tàn phế, thiếu mất một quả thận thì làm được gì chứ? Con bé là chủ của tập đoàn Minh Cường đó, Trịnh Quân Nga nói. Chứ còn gì nữa, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị phá hủy cho mà coi, ba mẹ Trương Phúc Long nói. Nhưng phải làm sao bây giờ? Ngô Thị Lan lo lắng. Trịnh Quốc Thắng cũng gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Tôi cảm thấy, nếu đặt tập đoàn Minh Cường vào tay các ngài cũng khá ổn đấy. Chúng ta không thể để cơ nghiệp lớn như thế bị phá hủy được. Trịnh Quân Nga đề nghị. Đúng, tôi cũng cảm thấy phải. Lê Nguyên khó có thể tự mình kiểm soát một doanh nghiệp lớn như vậy, nhất là bây giờ. Đúng vậy, thà rằng ở trong tay của một dòng họ còn hơn là ở trong tay của một người. Người nhà họ Trịnh bắt đầu hướng sự chú ý lên công ty của Lý Tử Nhiệm. Trước đó bọn họ đã có ý đồ, nhưng không dám. Bởi vì trên Lý Tử Nhiệm có sự bảo bọc của ông cụ Lâm, bọn họ cũng không dám có ý xấu gì. Bây giờ thì khác. Mọi người đều muốn làm sao có thể thu được tập đoàn Minh Cường vào trong tay chúng ta. Lê Nguyên cũng không cần đối phó, nghĩ cách gì đó để cô ta tự nguyện giao ra. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng liếc nhau. Bọn họ đã bị chôn vùi một nửa, muốn phát triển nhà họ Trịnh. Đây là sứ mệnh cũng như là mục tiêu của bọn họ. Vì dòng họ bọn họ tự nguyện bỏ qua mọi thứ. Cho nên tập đoàn Minh Cường là tình thế bắt buộc với họ. Ông bà, hai người thấy thế này có được không? Chúng ta thế này. Trịnh Quân Nga đến gần Ngô Thị Lan, nhỏ giọng nói bên tai hai người. Như thế này không phải có chút quá đáng sao? Trịnh Quốc Thắng ngạc nhiên nói. Ngô Thị Lan lại ngay lập tức nói, bà thầy rất được. Cách này rất thẳng thắn. Tụ vâng, chúng ta đạt được mục đích là được. Trịnh Quân Nga gật gật đầu. Vẫn nên bàn bạc lại một chút đi. Trịnh Quốc Thắng vẫn có ý kiến trái ngược. Không, làm cái này. Cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn. Nhân lúc anh ta bị bệnh thì đòi mạng anh ta. Bây giờ đúng lúc bộ dạng Diệp Lâm Quân thế này, chính là thời cơ tốt của chúng ta. Đúng vậy, trước đây Diệp Lâm Quân lợi hại như thế nào? Bây giờ ngay cả dám cũng không dám thả, bây giờ không đối phó với anh ta thì định lúc nào? Mấy người Trịnh Quân Nga nói. Làm cách này đi. Ngô Thị Lan một lời quyết định. Chuyện này vẫn nên để nhà họ Lý biết một chút. Trịnh Quốc Thắng đề nghị. Ngô Thị Lan gật gật đầu, cũng được, mỗi nhà chúng ta sợ là có khó khăn. Hai nhà hợp tác thì tương đối ổn. Lý Tử Nhiệm thế nào cũng không ngờ được chuyện này đã bắt đầu. Lấy đi một bên thận của Diệp Lâm Quân cũng không đáng kể chút nào. Sau khi về Giang Bắc, Lý Tử Nhiệm đặc biệt tìm nhân viên hộ Lý đến chăm sóc Diệp Lâm Quân. Dù sao anh cũng vừa cắt bỏ một bên thận. Giờ phút này nhà họ Diệp đã trên đường đến Giang Bắc. Diệp Minh Thiên tự mình đến. Anh ta muốn hoàn toàn diệt trừ Diệp Lâm Quân. Cái gì? Diệp Lâm Quân bị cắt bỏ một quả thận rồi. Sau khi Diệp Minh Thiên nghe được tin tức vui vẻ lên tiếng. Đúng là chuột chạy qua được, người người đều đánh. Tôi không chờ được muốn đi gặp cậu ta ngay.
Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Sau đó không lâu, nhà họ Diệp ở Kinh Thành đến Giang Bắc. Bọn họ đến thẳng nơi ở của Diệp Lâm Quân. Lúc này Lý Tử Nhiệm đang đi làm. Trí Oánh đi mua thức ăn. Trong biệt thự chỉ còn lại Diệp Lâm Quân và con, còn nhân viên hộ lý đẩy Diệp Lâm Quân ra ngoài. Diệp Minh Thiên cùng một đoàn người khí thế hung hăng xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cậu cũng có ngày này nhai. Diệp Minh Thiên cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân thở dài, tại sao là các người? Đúng là đáng ghét. Cút nhanh lên đi, các người không phải là người tôi muốn trời. Diệp Lâm Quân đang chờ những kẻ thù núp trong bóng tối kia. Chứ không phải loại tiểu nhân gây chuyện như Diệp Minh Thiên. Câu nói này lại làm cho bọn người Diệp Minh Thiên sững sờ. Vì sao Diệp Lâm Quân lại thế? Mấu chốt là anh vẫn bình thản có tỉnh thần, không hề giống người bị thương. Làm sao anh có sức lực như thế? Hãm hại vợ tôi mẹ tôi cũng có một phần là các người làm. Tôi không đi tìm các người tự mình đến cửa sao? Diệp Lâm Quân bỗng nhiên đè thấp thanh quản, trầm thấp nói. Diệp Lâm Quân mày còn muốn gây chuyện với bọn tao sao? Mày bây giờ là một người tàn phế, dựa vào cái gì mà hù dọa bọn tao? Diệp Minh Thiên quát. Chỉ bằng cái này. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên. Đột nhiên xung quanh biệt thự xuất hiện từ loạt bóng người. Trang phục chiến đấu thuần một màu đen, chiếc mặt nạ ác ma thiên sứ trên mặt trông càng kỳ dị. Bọn họ vừa thiện vừa ác, thiện là bảo vệ Lạc Việt, là vũ khí quốc gia. Ác là giết hàng triệu kẻ địch khiến máu chảy thành sông. Sweet TL. Thứ ánh sáng lạnh lẽo của từng con đao lóe lên, để lộ sát ý lạnh lùng. Lưỡi đao chĩa ra, vô địch thiên hạ. Đám người Diệp Minh Thiên bị bao vây lại, từng thanh đao nhắm thẳng vào bọn họ hử. Nhìn thấy những bộ quần áo quen thuộc, Diệp Minh Thiên không khỏi sững sờ. Đây là Trấn Thiên Điện sao? Môi Diệp Minh Thiên bắt đầu run lên. Dù đã bị Trần Hữu Đạo trấn áp nhưng nhà họ Diệp bọn họ cũng không thể chọc vào Trấn Thiên Điện được. Da đầu của tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều tê lên, máu chảy ngược lên đầu, hít sâu một hơi. Không sai, chính là Trấn Thiên Điện. Diệp Lâm Quân lên tiếng. Một cảnh tượng càng khó tin hơn nữa xuất hiện. Diệp Lâm Quân bể bé quân đứng dậy khỏi xe lăn. Mắt máy người Diệp Minh Thiên như sắp rót ra. Đây, tốt cuộc chuyện này là sao? Không phải Diệp Lâm Quân tàn phế rồi à? Sao anh lại đứng lên và đi lại như người bình thường được? Với cả Trấn Thiên Điện là sao đây? Một loạt nghỉ vấn bùng lên khiến đầu mọi người như sắp nổ tung. Diệp Lâm Quân không sao cả, nhìn dáng vẻ này của anh thì hẳn anh chính là chủ nhân của Trấn Thiên Điện. Còn cả sự bất thường của Long Thanh Tình nữa. Anh ta đột nhiên nghĩ tới hành động của Long Thanh Tình trước đây và sự biến mất của mấy người tộc trưởng Bắc An Phó Thần Minh và Cao Khanh Dự. Xem ra những việc này đều liên quan tới Diệp Lâm Quân. Con mẹ nó, trời ạ, thật là đáng sọc chuyện này. Nghĩ tới đây, toàn thân anh ta đổ mồ hôi lạnh. Diệp Minh Thiên, cậu thật sự cho rằng tôi không dám động vào nhà họ Diệp à? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm Quân vang lên khiến cho đám người nhà họ Diệp sợ run lên. Cơ thể Diệp Minh Thiên bắt đầu run rẩy, mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm anh. Hóa ra là mày chẳng bị gì hết mà vẫn luôn trốn ở phía sau và bày ra mọi chuyện. Tất cả mọi người đều bị mày lừa. Cũng thông minh đấy. Tiếc là nhận ra quá muộn. Diệp Lâm Quân hừ một cái. Nhà họ Diệp đã gây rất nhiều chuyện, làm những chuyện quá giới hạn với anh, với người nhà. Diệp Lâm Quân không thể chịu đựng thêm được nữa. Không thể nhẫn nhịn chuyện này được. Bọn họ sắp ngồi lên đầu anh luôn rồi. Thế nên anh chỉ có thể đánh trả lại. Mày thật sự nghĩ là tao sẽ không giết người à? Trong đôi mắt Diệp Lâm Quân tràn đầy sát ý. Giết! 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 Các cao thủ của Trấn Thiên Điện cùng hô lên. Bịch bịch! Bịch bịch! Đám người nhà họ Diệp sợ đến mức quỳ rạp xuống đất. Diệp Minh Thiên cũng không thể chịu được sự uy nghiêm này, ngã xuống đất bịch bịch. Cho tới tận giờ phút này, anh ta mới phát hiện Diệp Lâm Quân thật sự quá kinh khủng. Ngay cả Trần Hữu Đạo mà cũng bị lừa. Hẳn anh làm như vậy là do có nhiệm vụ nhỉ? Dường như anh đang chờ ai đó thì phải. Thảo nào mà ngay từ đầu đã nói người anh đang chờ không phải mình. Kẻ vô danh tiểu tốt như mình bị chĩa họng súng vào đầu rồi à? Diệp Minh Thiên, mày có thừa nhận những hành vi của mình không? Diệp Lâm Quân hỏi.
thừa nhận. Biết mình sai chưa? Biết. Hình như là mày tới giết tao đúng không? Diệp Lâm Quân hỏi. Tôi. Diệp Minh Thiên á khẩu, không nói nên lời. Mục đích của anh ta đúng là thế, đáng lẽ anh ta nên để ý tới những hành động khác thường của Long Thanh Tình mới đúng. Sự bất thường của Kinh Thành, cùng với một loạt chuyện Lý Chính Quy tử vong, tất cả đều hướng về phía Diệp Lâm Quân. Nhưng anh ta và mọi người đều bị anh lừa bịp, đều nghĩ Diệp Lâm Quân là một kẻ tàn phế, vốn không thể làm được tất thảy những chuyện đói con gái của tao đang ở đây nên tao không muốn giết người, nhưng tao đã nghĩ ra một cách trừng phạt mày. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Cái gì? Diệp Minh Thiên đã có một dự cảm xấu. Từ nay về sau, mọi chuyện trong nhà họ Diệp đều thuộc về tôi. Bất cứ ai cũng phải nghe lời tôi. Diệp Lâm Quân tiến lại gần. Cái gì? Sắc mặt Diệp Minh Thiên thay đổi. Điều này không có nghĩa là mọi người đã trở thành người hầu của Diệp Lâm Quân sao? Phải giao tài sản gia đình lớn như vậy cho nó là ông ta còn khó chịu hơn cả chết. Về phần ông, rất đơn giản. Có một thị trấn nhỏ ở sâu trong Bắc Mạc, tối tăm, chính là một nơi không tồn tại trên bản đồ. Nơi tôi muốn giam cầm ông mãi mãi, cả đời không thể bước một bước. Bùm, Diệp Minh Thiên sắp nổ tung. Giữ ông ta ở nơi địa ngục suốt đời, và ông ta chắc chắn sẽ phát điên. Ông ta là đệ nhất gia chủ, phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời. Nhưng lại giam cầm ông ta ở một thị trấn biên giới hoang vắng suốt đời, điều này khiến ông ta không thể chịu đựng nổi. Nó còn đau đớn hơn cả chết, đặc biệt là đối với một người đầy tham vọng như Diệp Minh Thiên. Không, không, làm ơn, chỉ cần con không thể làm điều này, ba hứa với con, sẽ cho con tất cả mọi thứ. Diệp Minh Thiên bắt đầu điên cuồng. Quân Lâm, ba là ba ruột của con không thể làm như vậy với bài. Diệp Lâm Quân cười lạnh, mỗi lần suy nghĩ đến việc giết tôi, ông có bao giờ nghĩ đến việc ông là ba tôi không? Lúc mẹ mang thai quỳ trước cổng nhà họ Diệp 3 ngày 3 đêm, ông có suy nghĩ ông là ba tôi sao? Ngày đó, thời còn tráng niên, lúc ông bỏ tù mẹ tôi, ông có nghĩ ông là ba tôi không? Diệp Lâm Quân liên tục đặt câu hỏi, nhưng Diệp Minh Thiên đã không nói nên lời. Tiểu Bắc, mang đi. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Bắc Thiên Vương đưa Diệp Minh Thiên đi. Ông ta sẽ dành nửa sau của cuộc đời mình ở thị trấn nhỏ ở Bắc Mạc, và ông ta sẽ không bao giờ có thể bước ra được nữa. Điều này còn kinh khủng hơn việc giết ông ta. Diệp Lâm Quân không muốn giết ông ta. Có thể nói, Diệp Minh Thiên tội ác tày trời. Diệp Lâm Quân chính là vì chảy cùng dòng máu với ông ta nên không thể ra tay. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Làm sao Diệp Lâm Quân có thể làm những việc như giết ba mẹ? Nhưng những gì Diệp Minh Thiên đã làm phải bị trừng phạt. Vừa đúng lúc, biện pháp như thế sẽ khiến ông ta phải trả giá. Hình phạt mà ông ta trừng phạt đối với mẹ của mình hàng chục năm trước cuối cùng chính mình cũng phải nhận. Thiên địa luân hồi, trời xanh sẽ không tha cho ông ta. Sau đó, Trấn Thiên Điện bí mật tiếp quản nhà họ Diệp, nhà họ Long và các dòng họ lớn khác ở Kinh Thành. Gần như chỉ sau một đêm, những gã khổng lồ này đã nằm dưới sự kiểm soát của Diệp Lâm Quân. Có thể nói, bây giờ Diệp Lâm Quân mới chính là vô cùng giàu có. Những dòng họ mạnh nhất lần lượt thuộc về anh. Quan trọng nhất là tiền tài. Diệp Lâm Quân cũng để người của mình giải quyết những tên không có danh tiếng gì, chẳng hạn như dòng họ lớn của Hải Phòng. Lại để người đến giúp đỡ con cháu Gia Cát Thanh, Tam Đại Hanh và Thiên Phủ nhà họ Diệp. Những người này đã đổ máu cho anh ta vì Lạc Việt. Anh không thể làm cho con cháu của họ khổ sở được. Tiếp theo, Diệp Lâm Quân chờ nhiệm vụ. Một mặt, chờ đợi những kẻ thù trong bóng tối xuất hiện. Dựa theo thời gian thì không còn nhiều lắm. Đáng lẽ chúng phải xuất hiện. Lúc này, nhà họ Trịnh và nhà họ Lý đã bày ra âm mưu với tập đoàn Minh Cường. Sau khi Ngô Thị Lan nói với kế hoạch với Trịnh Quân Nga, Lý Văn Chấn thì đã được hai người vỗ tay đồng ý. Được, cứ làm như thế, tôi đã an bài xong người. Chỉ chờ đợi lúc ra tay với Lê Nguyên mà thôi. Ngô Thị Lan nở một nụ cười như ý. Trịnh Quốc Thăng thở dài, Lê Nguyên, đừng trách chúng ta. Chúng ta chỉ muốn làm cho dòng họ phát triển, chúng ta cũng vì thế hệ sau này. Trịnh Quốc Thắng luôn không đồng ý với biện pháp tàn nhẫn như vậy. Nhưng chỉ có thể sử dụng sự phát triển của dòng họ như ma túy để làm tê liệt bản thân. Trịnh Quân Nga nở một nụ cười độc ác. Các cô mơ ước tất cả những thứ mà Lý Từ Nhiệm có đã không phải là ngày một ngày hai. Bây giờ rốt cuộc cơ hội đã tới,
làm sao có thể bỏ qua được. Hôm nay, ba nhà Lý Trịnh Trương lấy lý do là mở cuộc họp gia đình để mời Lý Tử Nhiệm và bé Quân tới. Mặc dù Diệp Lâm Quân có sắp xếp vệ sĩ đi theo bên người Lý Tử Nhiệm, nhưng đây là hai nhà Lý Trịnh, cho nên cũng không có để ý nhiều. Bên trong nhà tổ của nhà họ Lý, Lý Tử Nhiệm và bé Quân vừa tới. Một đám người lập tức xông đến. Mọi người hùng hổ xông lên, như thể là muốn thẩm vấn ba vòng vậy. Lúc này Lý Tử Nhiệm mới cảm thấy mọi chuyện không ổn. Rất nhanh, mấy người Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan đi tới. Trong đó còn có ông nội và bố mẹ của Trương Phúc Long. Sau đó đi vào chủ đề. Nói ra thì đúng thật là phải cảm ơn Lê Nguyên Mài, nếu không thì ba nhà chúng ta đã không có cơ hội gặp mặt nhau rồi, huống chỉ là bây giờ còn chung sống hòa hợp như vậy. Ngõ Thị Lan cười tỏi. Nhưng ngay sau đó bà lại chuyển chủ đề nói, hôm nay mọi người đều là người một nhà, tất nhiên là sẽ liên hiệp phát triển. Chúng ta cũng đã thương nghị qua, quyết định để tất cả sản nghiệp và tài nguyên quan hệ của nhà họ Lý, nhà họ Trương và nhà họ Trịnh kết hợp lại ở chung một chỗ để phát triển, do mấy lão già chúng ta nắm trong tay. Được, chúng ta kiên quyết ủng hộ. Mấy người thế hệ sau của nhà họ Lý, nhà họ Trịnh cùng với nhà họ Trương lập tức ủng hộ. Như vậy thì sẽ giúp ba nhà càng trở nên vững mạnh đi. Đây cũng là nguyện vọng của mấy lão già chúng ta. Tôi hy vọng không lâu sau, vừa nhắc tới biên giới phía nam của Lạc Việt, mọi người đều chi sẽ lập tức nghĩ đến ba nhà chúng ta. Lê Nguyên cháu cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Tử Nhiệm. Lúc này mới đến trọng tâm của cuộc họp. Lý Tử Nhiệm gật đầu một cái, đây là chuyện rất tốt. Cháu cũng ủng hộ. Em gái, ủng hộ cũng không thể chỉ nói bằng miệng là được. Phải dùng hành động thực tế để chứng minh, vì sự phát triển của gia tộc, tôi nguyện ý đóng góp hết tất cả tài sản riêng và tài nguyên quan hệ của bản thân. Trịnh Quân Nga nói, đúng vậy, tôi cũng nguyện ý lấy hết tất cả ra ủng hộ. Lý Hồng Hải ủng hộ. Tôi cũng vậy. Lý Văn Phi ủng hộ. Trịnh Văn Thành cùng với những người khác cũng rối rít ủng hộ. Đến cuối cùng trong sân chỉ còn sót lại một mình Lý Tử Nhiệm. Cô hiểu. Đây là mưu kế của tất cả bọn họ. Cái gì mà ba nhà liên hiệp phát triển? Rõ ràng là do nhìn chúng tập đoàn Minh Cường trong tay cô. Nhưng mà cái cớ tìm được này cũng thật là hay. Mỗi người đều nguyện ý lấy ra hết tất cả đều ủng hộ. Không biết xấu hổ đến cùng cực. Đương nhiên vẻ mặt mấy người Trịnh Quốc Thăng cũng rất khó coi. Bọn họ cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn đối với Lý Tử Nhiệm. Lê Nguyên này, cháu thấy thế nào? Ngô Thị Lan hỏi. Mọi người dồn dập nhìn về phía cô. Tôi cũng đồng ý lấy ra tài sản trên danh nghĩa cá nhân của mình để hỗ trợ cho sự phát triển của cả ba nhà. Lý Tử Nhiệm cười nói. Ốt, rất tốt. Trịnh Quốc Thăng lập tức nói vậy thì dùng tài sản trên danh nghĩa cá nhân của cháu để ủng hộ. Tốt cái gì mà tốt chứ? Nhưng mà mấy người Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn lập tức ngăn Trịnh Quốc Thắng lại. Cái gì gọi là danh nghĩa cá nhân? Mọi người chúng ta đều là dùng tất cả tài sản trên danh nghĩa công ty để ủng hộ. Hết lần này tới lần khác Lê Nguyên lại được đối xử đặc biệt. Việc này không thể được. Nếu Lê Nguyên muốn ủng hộ thì phải lấy ra tất cả mọi thứ. Mỗi người ở đây cũng đều tuân thủ làm theo. Mấy người Ngô Thị Lan nói. Đúng vậy, không thể đối xử đặc biệt được. Trừ khi không coi mình là người một nhài. Những người khác cũng sôi nổi nói. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lý Tử Nhiệm cười. Mấy người đây là muốn tập đoàn Minh Cường có đúng không? Nói thẳng ra là được rồi, cần gì phải vòng tới vòng lui như vậy? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chư Ương 1732. Đúng vậy, không sai. Bây giờ tập đoàn Minh Cường đang ở dưới danh nghĩa của cô, theo lý thì cô nên lấy ra để ủng hộ cho sự liên hiệp phát triển của cả ba nhà. Mọi người nói. Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Làm sao Lý Tử Nhiệm có thể không hiểu được ý định ma quỷ của bọn họ? Hơn nữa còn không cho phép Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên tham gia cuộc họp gia đình đã nói từ trước. Nói trắng ra thì là sợ bị bọn họ ngắn lại. Lý Tử Nhiệm vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Sao mày lại không đồng ý? Tất cả thành viên của cả ba gia đình đều đồng ý, chỉ có mỗi mình mày không đồng ý thôi đấy. Mày coi mày là ai hả? Muốn phản bội tổ tông sao? Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn lón tiếng quát mảng. Không phải con không muốn mà là tập đoàn Minh Cường không phải là của con, nó là của Hạo Quân. Hơn nữa,
còn rất nhiều người khác nắm giữ một số phần trăm cổ phần rất lớn, con không làm chủ được. Lý Tử Nhiệm nói, hứ, cô nói vớ vấn, lừa ai đấy, ai mà không biết tập đoàn Minh Cường là của cô, cho dù là của Diệp Lâm Quân thì có sao? Hai người là vợ chồng, của anh ta thì là của cô. Hơn nữa anh ta cũng chỉ là một đứa tàn phế thôi, cô phải chăm sóc anh ta, công ty này đằng nào trả thành của cô. Trịnh Quân Nga tức giận hét lớn, mãi người không được bắt nạt mẹ con, không được. Cô bé Quân trợn mắt lên, nhìn tất cả mọi người với ánh mắt rất hung dữ. Lý Tử Nhiệm cười, mấy người làm cái trò ba nhà hợp tác phát triển cái gì thế, không phải chỉ là tập đoàn Minh Cường thôi sao, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Lý Hồng Hải lườm cô, tức giận nói, đúng, không sai. Bọn tao muốn tập đoàn Minh Cường của mày đấy. Đấy là sự cống hiến mà đáng lẽ ra mày phải làm cho nhà họ Lý và nhà họ Trịnh. Mày giàu rồi thì quên hết người nhà luôn hả? Mọi người thấy không giấu được nên lộ ra bộ mặt thật hất. Tôi phải nói với mọi người một cách rõ ràng một chút thôi, không thể nào. Mấy người đừng hòng nhăm nhe tập đoàn Minh Cường của chúng tôi. Nói rồi, Lý Tử Nhiệm ôm Đoàn Lê Quân rời đi. Cô đi đi, một khi cô ra khỏi cánh cửa này thì đứa trẻ kia sẽ thành người không danh tính thật đấy. Lý Tử Nhiệm vừa ra đến cửa thì nghe thấy giọng của Trịnh Quân Nga. Hửm. Lý Tử Nhiệm đưa ra, quay người lại, nhìn tất cả mọi người. Trịnh Quân Nga nhìn cô từ trên cao, đánh giá cô, đây là con của Diệp Lâm Quân đúng không? Tại sao nó lại tên là Đoàn Lê Quân chứ? Không liên quan đến mấy người. Lý Tử Nhiệm lườm Trịnh Quân Nga, có liên quan chứ, sao lại không liên quan chứ? Giọng của Lý Văn Chấn vang lên. Đứa bé này theo họ mẹ, tức là họ Lý. Tôi là gia chủ nhà họ Lý, tôi chưa bao giờ đồng ý cho con bé mang họ Lý cái gì thế. Lý Tử Nhiệm đưa ra. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi là tôi có thể lấy đi họ của nó. Con bé không được mang họ Lý. Lý Văn Chấn nhìn cô. Đúng, con của Diệp Lâm Quân sao lại mang họ Lý chứ? Mọi người nhà họ Lý đều lên tiếng. Ngô Thị Lan cũng lên tiếng, lại càng không thể mang họ Trịnh được. Nhà họ Trịnh không đồng ý. Ba của Trương Phúc Long cười, mang họ Trương thì cũng được thôi, chỉ xem cô có đồng ý không thôi. Con của Diệp Lâm Quân sao lại mang họ Trương được chứ? Họ Lý và Trịnh thì còn có thể suy nghĩ. Bởi vì có liên quan đến Lý Tử Nhiệm thế nên những họ khác là không thể. Lý Tử Nhiệm tuyệt vọng, nhìn mọi người. Điều này đã được lập mưu từ trước rồi. Vừa nãy cô còn nghĩ họ sẽ lấy cái gì để ép buộc cô, bây giờ cô hiểu rồi. Đây là đang lấy họ của đứa bé để ép cô không mang họ Trịnh được, cũng không mang họ Lý được, lại càng không thể mang họ khác. Chỉ còn lại một họ duy nhất thôi, họ Diệp. Để bé Quân theo họ của bố nó, đây là con đường duy nhất có thể đi được. Thế nhưng đường này cũng không dễ đi. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành đã dặn dò rồi, rằng con của Diệp Lâm Quân tuyệt đối không được mang họ Diệp. Họ gì cũng được, chỉ họ Diệp là không được. Bọn họ đang muốn ép. Lý Tử Nhiệm vào đường cùng. Lê Nguyên, chúng tôi cũng không làm khó cô, chỉ cần cô đồng ý để tập đoàn Minh Cường hỗ trợ trong việc để ba nhà cùng phát triển, bé Quân mang họ Trịnh hay họ Lý đều được. Nếu không thì bé Quân sẽ không bao giờ có họ, đến cả thân phận trong sổ hộ khẩu cũng không có, cô có tin không? Đối diện với sự uy hiếp của mọi người, Lý Tử Nhiệm sao mà không tin được chứ? Đám người này chuyện gì mà chẳng làm được, nói gì là chuyện nhỏ thế này. Bọn họ rất hiểu tính của Lý Tử Nhiệm, ép cô đồng ý. Mãi người ức hiếp người quá đáng. Lý Tử Nhiệm bất lực, lườm tất cả mọi người. Chẳng phải chúng tôi bắt nạt cô, chỉ là Diệp Lâm Quân tàn phế rồi, chúng tôi sẽ kiên quyết không đồng ý đâu. Lúc này, bé Quân đang ở trong lòng cô đột nhiên nói, mẹ, con mang họ Diệp được mà, con có thể theo họ bốt. Bé Quân hiểu hết, mấy người bọn Ngô Thị Lan đều cười, theo họ bố đúng không? Được. Cháu mang họ Diệp cũng được, đến lúc đó thì chúng mày cứ đợi nhà họ Diệp ở Kinh Thành đến báo thù đi, xem nhà họ Diệp có đồng ý không. Mọi người đều tỏ ra rất đắc ý. Hứ, bọn họ không dám đâu, bố cháu là chiến thần Quân, ai cũng phải sợ cải. Bé Quân là người đã trải qua mọi chuyện, cô bé biết Vệ Binh Viêm Long vẫn coi Diệp Lâm Quân là chiến thần Quân, cũng biết hậu quả của Diệp Minh Thiên và nhà họ Diệp. Đến cả nhà họ Diệp cũng đang nằm trong lòng bàn tay của Diệp Lâm Quân. Cô bé muốn mang họ Diệp, có ai dám truy cứu? Bé Quân ngây thơ, không kiêng kỵ gì, nhưng những gì cô bé nói đều là sự thật. Ha ha, nghe kìa,
Diệp Lâm Quân dạy dỗ đứa trẻ ra thế nào kìa. Chiến thần quân, có chiến thần nào bị tàn phế à? Diệp Lâm Quân mà là chiến thần thì đúng là một nỗi nhục, Lạc Việt ta còn ngẩng đầu được lên nữa sao? Chiến thần quân là Trần Hữu Đạo, đâu phải Diệp Lâm Quân. Cô không lo Diệp Lâm Quân dạy hỏng cả đứa trẻ à? Xem nó nói dối kìa. Mọi người đều phá lên cười, còn chỉ trích việc dạy dỗ đứa trẻ. Sắc mắt Lý Tử Nhiệm cũng rất khó coi, Diệp Lâm Quân dạy cái này làm gì chứ? Quả thực, lúc trước anh là chiến thần quân nhưng bây giờ đâu phải nữa, nhắc đến làm gì? Quan trọng là bé quân còn nhỏ, nó sẽ coi là thật, như vậy sẽ tạo ra nhiều phiền phức sau này, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của bé quân. Thế thì không được, mẹ tin bé quân chứ? Bé quân mang họ Diệp được mài ai cũng không làm gì được đâu. Bé quân kiên trì nói, thế nhưng ai lại đi tin lời của một đứa trẻ? Lý Tử Nhiệm, mau đưa ra quyết định đi, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ. Hơn nữa, lấy tập đoàn Minh Cường ra để ủng hộ cho sự phát triển của ba gia tộc, sau này cũng là của cháu hết mà. Bé quân cũng sẽ là công chúa của cả ba gia tộc, được yêu chiều cực kỳ, chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Mấy người bọn Ngô Thị Lan bắt đầu thuyết phục. Lúc này, Lý Tử Nhiệm thực sự cảm thấy có hơi do dự. Cô không muốn bé quân thành người không có thân phận trên sổ hộ khẩu. Một đứa bé mà đến họ còn chẳng có thì đáng thương biết bao. Để tôi suy nghĩ đã, Lý Tử Nhiệm nói. Ép người quá đáng, cứ cậy Diệp Lâm Quân phải ngồi xe lăn, đầu tiên là lấy mất của anh một quả thận, bây giờ lại lấy họ của đứa trẻ ra để uy hiếp, muốn cướp tập đoàn Minh Cường. Lý Tử Nhiệm không tưởng tượng nổi mình đang sống ở trong một gia đình thế nào, đúng là hào môn sâu như đáy bể mài. Trong hào môn, tình cảm thân thích thành một trò đùa, kiếp sau cô thả sống trong một gia đình bình thường còn hơn. Không được lâu quá, tôi chỉ có cô thời gian một ngày thôi. Nếu không thì sẽ lập tức xóa tên của con bé trong sổ hộ khẩu, tước đi họ của nó. Mọi người uy hiếp. Lý Tử Nhiệm đưa bé Quân về nhà. Diệp Lâm Quân vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện, sao thế? Anh lên tiếng hỏi. Lý Tử Nhiệm nói mọi chuyện đã xảy ra cho anh. Diệp Lâm Quân rất tức giận, nhưng anh cũng mừng thầm. Không sao, cứ để bé Quân mang họ Diệp đi. Thực ra Diệp Lâm Quân rất muốn để bé Quân mang họ Diệp, chỉ là anh ngại nói mà thôi. Lý Tử Nhiệm phải chịu khổ vì anh nhiều quá nên đứa bé theo họ mẹ Diệp Lâm Quân cũng không có ý kiến gì. Lần này ba nhà Lý, Trịnh, Trần đều ép cô vừa hay lại đúng theo ý muốn của anh. Đổi họ cho bé Quân thôi. Hửm, Diệp Lâm Quân anh nghĩ kiểu gì thế? Anh quên nhà họ Diệp cảnh cáo anh thế nào rồi sao? Bé Quân dám mang họ Diệp sao? Thế thì không phải sẽ chọc giận nhà họ Diệp sao? Lý Tử Nhiệm hỏi. Cô biết rất rõ rằng Diệp Minh Thiên chuyện gì cũng làm ra được, đến cả lúc trước khi Diệp Lâm Quân còn nhỏ ông ta cũng nỡ ra tay sát hại, ông ta chắc chắn cũng sẽ động vào bé Quân. Nhà họ Diệp dám à? Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Cả nhà họ Diệp đều nằm trong sự kiểm soát của anh, bây giờ anh có thể bỏ hết gia quy của nhà họ Diệp đi luôn chứ chẳng cần nói đến việc để bé Quân mang họ Diệp. Với lại anh đừng dạy bé Quân những thứ linh tinh, ví dụ như kiểu anh là chiến thần quân vậy. Đúng là lúc trước anh là chiến thần quân, thế nhưng bây giờ đã không phải nữa. Bây giờ anh mà dạy bé Quân như vậy là đang dạy sai nó, sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của nó. Lý Tử Nhiệm cảnh cáo Diệp Lâm Quân một cách rất nghiêm trọng. Bé Quân nói ngay, mẹ ơi không phải đâu, ba không dạy con linh tinh, Diệp Lâm Quân cười nói, Lê Nguyên, em yên tâm đi, bé Quân sẽ mang họ Diệp, nhà họ Diệp sẽ không làm gì được đâu. Em xem, bây giờ anh vẫn mang họ Diệp mà. Em, Lý Tử Nhiệm hơi ngập ngừng. Cô thực sự không dám để bé Quân mang họ Diệp, thủ đoạn của đám người bọn họ ác có tiếng luôn rồi. Lê Nguyên. Em tin anh một lần nữa được không? Để bé Quân mang họ Diệp đi, nhà họ Diệp sẽ không làm gì đâu. Lẽ nào em muốn nhường tập đoàn Minh Cường cho họ thật sao? Diệp Lâm Quân hỏi ngược lại. Lý Tử Nhiệm do dự một chút rồi tin một cách miễn cưỡng. Cô chỉ mong nhà họ Diệp không nỡ để đối phó với một đứa trẻ con thôi. Tốt quá rồi, bé Quân sau này theo họ ba rồi, bây giờ con họ Diệp, sau này con sẽ tên là Diệp Lê Quân rồi. Diệp Lâm Quân rất kích động, nghiêm túc nói với bé Quân. Con biết rồi ba, con là Diệp Lê Quân. Bé Quân cũng gật đầu. Diệp Lâm Quân phấn khích đến mức không biết phải làm gì, không được, chúng ta tổ chức một bữa tiệc tối để chúc mừng đi.
Hôm sau, Diệp Lâm Quân tổ chức một buổi tiệc tối, ngoài người trong nhà và Lý Hồng Thái, Trịnh Nhã Uyên thì còn có Võ Tiêu, Phùng Ngọc Hân tham gia nữa, cả gia đình vui vẻ vô cùng. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên rất có ý kiến với Diệp Lâm Quân, thế nhưng nể mặt Lý Tử Nhiệm nên cũng chấp nhận anh. Hơn nữa, ở đây còn có bé Quân nữa. Buổi tiệc tối tiến hành được một nửa thì ba nhà họ Lý, Trịnh, Trần không mời mà đến. Lý Tử Nhiệm, bây giờ là lúc nào mà cô còn có tâm tư để tổ chức tiệc thế? Hơn nữa sao mở tiệc mà không gọi chúng tôi thế? Không coi chúng tôi là người nhà à? Mấy người Ngô Thị Lan tức giận, Trịnh Nhã Uyên và Lý Hồng Thái vội vàng xin lỗi, không. Không phải đâu, bọn tôi chỉ tụ họp một chút thôi vậy nên không mời trưởng bối đến. Diệp Lâm Quân không vui, mấy người đến đây làm gì? Ngô Thị Lan lườm anh một cái, chúng tôi đến đây làm gì? Đương nhiên là đến tìm Lê Nguyên rồi, chuyện này mà cũng phải hỏi sao? Mọi người đều nhìn về phía Lý Tử Nhiệm. Tôi quyết định rồi, sau này đứa bé sẽ tên là Diệp Lê Quân, theo họ của ba nó. Lý Tử Nhiệm kiên quyết. Gì cơ, cô dám để đứa bé mang họ Diệp sao, cô điên rồi à? Mấy người bọn Ngô Thị Lan đều rất kinh ngạc, bọn họ cứ nghĩ cho dù thế nào thì Lý Tử Nhiệm cũng không bao giờ dám để bé Quân mang họ Diệp. Đúng, con bé sẽ mang họ Diệp. Vậy được thôi, đừng trách tôi không khách sáo, tôi sẽ nói cho nhà họ Diệp chuyện này ngay lập tức. Diệp Lâm Quân bật cười, nói đi, nhà họ Diệp gặp tôi còn phải quỳ xuống. Diệp Lâm Quân vừa nói xong, mọi người đều đưa ra. Một người tàn phế mà còn dám nói thế này sao? Tất cả mọi người nhà họ Diệp đều phải quỳ dưới chân anh. Nói vớ va vớ vẩn. Đến cả Lý Tử Nhiệm nghe xong còn thấy ngại, lúc trước Diệp Lâm Quân đúng là chiến thần quân, đương nhiên là có thể làm được điều đó rồi. Thế nhưng bây giờ như vậy. Được, mấy người giỏi. Đợi đấy cho tôi nói cho nhà họ Diệp ngay đây, mấy người nghĩ họ sẽ tha cho mấy người sao? Thấy thái độ của Lý Tử Nhiệm thế này, bọn người Ngô Thị Lan tức giận vô cùng, muốn nói tất cả cho nhà họ Diệp. Tùy mấy người Diệp Lâm Quân chẳng thèm quan tâm, đến cả bé Quân cũng nói, đúng, sau này bé Quân sẽ mang họ Diệp. Lý Tử Nhiệm cũng không quan tâm được nhiều nữa, đứng về phía chồng mình. Cô đuổi bọn Ngô Thị Lan đi, sau đó, bữa tiệc tiếp tục. Lý Tử Nhiệm đứng lại gần Diệp Lâm Quân, nhỏ giọng hỏi, bé Quân cũng đổi họ rồi, hay là đổi luôn tên đi? Diệp Uyển Quân thì sao? Diệp Lâm Quân lắc đầu, không, cứ để bé Quân tên như thế đi, để anh luôn nhớ sự áy náy của mình với hai mẹ con em. Được thôi, nghe anh cả, Lý Tử Nhiệm cũng không nói gì nữa. Bọn người Ngô Thị Lan rời đi xong, vội vàng liên hệ với nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Người nghe điện thoại là quản gia của nhà họ Diệp. Tôi là .con của Diệp Lâm Quân, mang họ Diệp rồi. Ngô Thị Lan còn thêm mắm thêm muối nói thêm một đống nữa. Ừ, thì sao, quản gia nhà họ Diệp hỏi ngược lại. Hả, không phải nhà họ Diệp ở Kinh Thành cấm con của Diệp Lâm Quân mang họ Diệp sao? Ngô Thị Lan thấy thắc mắc. Dùng họ Diệp thì sao? Lạc Việt nhiều nhà họ Diệp như vậy, bọn tôi quan tâm nổi sao? Mấy người muốn lấy chuyện này để chơi trò ly gián à? Quản gia nhà họ Diệp chất vấn. Không, không phải đâu. Chúng tôi nào có. Bọn Ngô Thị Lan sợ chết khiếp đi được. Nếu không thì cút càng xa càng tốt. Quản gia nhà họ Diệp tức giận cúp điện thoại đi. Mấy người Ngô Thị Lan không ngờ rằng nhà họ Diệp đều sẽ rất vui mừng vì chuyện bé Quân đổi sang họ Diệp. Nhà họ Diệp bây giờ nằm trong sự khống chế của Diệp Lâm Quân. Họ sợ sau này nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, Diệp Lâm Quân lôi bọn họ ra chịu tội. Thế nhưng bây giờ có tin bé Quân đổi sang họ Diệp, vậy tức là Diệp Lâm Quân tự nhận mình là người nhà họ Diệp, đây là chuyện tốt đói không được, bé Quân là cô chủ nhỏ của nhà họ Diệp chúng ta, cô bé đổi họ thì chúng ta phải ăn mừng người đâu, chuẩn bị những món quà quý giá nhất đi, chúng ta sẽ đến Giang Bắc để chúc mừng cô chủ nhỏ đổi họ. Không chỉ thế, gọi cả nhà họ Long, nhà họ Lâm và những gia tộc khác trong hoàng tộc nữa, đều phải đi chúc mừng. Liên hệ với tất cả các gia đình thuộc họ Diệp ở khắp Lạc Việt, họ đều phải đến. Diệp Trung Thiên đích thân ra mặt để điều hành việc này. Đây là cơ hội duy nhất của nhà họ Diệp. Bây giờ sự sống còn của cả nhà họ Diệp chỉ bằng một cái búng tay của Diệp Lâm Quân mà thôi. Chuyện này mà làm tốt thì Diệp Lâm Quân thế nhưng mọi người nào có biết tuy anh ngồi xe lăn nhưng còn mạnh hơn trước nữa. Bé Quân là con gái của chiến thần. Ai dám động vào họ của cô bé? Hôm sau,
sân bay của Giang Bắc đột nhiên có rất nhiều máy bay tư nhân xin được cất cánh. Khắp cả nước đều có, đặc biệt là bên kinh thành, ai cùng quyền lực vô cùng, chỉ có thể phê duyệt. Vậy nên rất nhiều máy bay tư nhân đang bay về Giang Bắc. Rất nhanh thôi cả sân bay toàn là những chiếc xe sang đến đưa đón. Chắc chắn là có rất nhiều các nhân vật lớn đến rồi. Đó là ở chỗ xa, những gia đình giàu có ở gần hơn đều lái xe sang đến, nhà nào cũng đến với cả đoàn xe, từ mọi nơi tập hợp lại ở Giang Bắc. Chẳng mấy chốc mà đường cao tốc xung quanh Giang Bắc đều trở nên rất nhộn nhịp, mọi người chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Gần như cả đường bộ, đường hàng không, đường thủy của Giang Bắc đông như muốn nổ. Dường như chỉ trong nửa ngày thôi, trên đường toàn là những chiếc xe sang, trên bầu trời có trực thăng bay tới bay lui. Giang Bắc chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Ba nhìn kìa, nhiều máy bay quá. Bé Quân chỉ lên trời, nhảy cẳng lên hoan hô. Chị Oánh thấy nghỉ ngò, cũng không biết là làm sao, Giang Bắc như có chuyện rồi vậy. Khắp nơi đều thấy thắc mắc về động tĩnh của Giang Bắc. Lúc này, Ngô Thị Lan, Lý Văn Chấn và mấy người vẫn đang ở trong nhà thò dòng họ nhà họ Lý đương nhiên cũng nhận được tin này. Nghe nói ông tổ nhà họ Diệp, Diệp Trung Thiên đích thân đến, gần như tất cả những người đứng đầu nhà họ Diệp đều đến rồi. Không chỉ thế, còn ông tổ nhà họ Long và những người quyền lực nhất cũng đến rồi. Ông Lâm cũng đưa rất nhiều người đến. Các gia đình có thế lực trong hoàng tộc ở kinh thành cũng đến hết rồi, hoành tráng quá. Còn các gia đình giàu có ở khắp mọi nơi cũng đến hết cả rồi. Nghe thấy những tin này, bọn người Ngô Thị Lan bất ngờ vô cùng. Mục tiêu của ba nhà Lý, Trịnh, Trương là đạt đến cấp hoàng tộc. Thế nhưng bây giờ những gia đình còn đáng sợ hơn cả hoàng tộc cũng không ít. Nhà họ Diệp đến Giang Bắc để xử lý chuyện của Diệp Lâm Quân đổi họ, những người khác thì sao? Bọn họ đến đây làm gì? Đúng vậy, chúng ta chẳng nghe ngóng được tin gì cả. Mọi người đều rất thắc mắc, trong khu vực này, bọn họ cũng được coi như là nhân vật có tiếng cả, sao chuyện lớn như vậy mà lại không biết gì được cơ chứ? Mau đi điều tra xem sao đi. Ngô Thị Lan ra lệnh, thực ra tôi thấy với chúng ta, đây là một cơ hội. Lúc trước làm gì có trường hợp nào mà có nhiều người lợi hại như vậy chứ? Mấy người Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn nhìn nhau, trong lòng họ đã lên kế hoạch cả rồi. Cơ hội như vậy bọn họ bắt buộc phải nắm bắt được. Lý Tử Nhiệm đang ở công ty thì nhận được tin có người muốn gặp cô dưới sảnh. Lý Tử Nhiệm đi xuống thì thấy một người, ông Lâm. Ba, ông Lâm đến rồi sao? Lý Tử Nhiệm buột miệng, thế nhưng cô nghĩ ra điều gì đó nên đổi cách xưng hô. Lê Nguyên, tôi không còn ngang hàng với cô nữa rồi. Câu nói này của ông Lâm khiến Lý Tử Nhiệm không hiểu gì cả. Ông ấy có ý gì đây? Lê Nguyên, lúc trước tôi có lỗi với cô, tôi không nên khoanh tay đứng nhìn như thế. Thế nhưng lúc trước là vì gia tộc, tôi không thể không làm vậy. Ông Lâm hối hận vô cùng, lúc Diệp Trung Thiên nói với ông hối hận muốn chết đi được. Hả, ông Lâm, không sao đâu ạ, ông không sai. Đoàn Lễ Nguyên nói với vẻ ngờ vực. Ông Lâm nhìn Lý Tử Nhiệm một cách phức tạp, thực ra tôi rất muốn làm ba nuôi của cô, không biết liệu bây giờ tôi còn có tư cách đó không? Hả? Lý Tử Nhiệm đưa ra, ông Lâm muốn nhận cô làm con gái nuôi thế nhưng lại hỏi cô ông còn có tư cách không? Chuyện này là thế nào vậy? Ông ấy làm sao vậy? Lý Tử Nhiệm nghĩ mãi mà không hiểu được. Lúc trước, trong lúc cô nguy hiểm nhất thì ông Lâm từ chối, thế nhưng bây giờ thái độ của ông lại thế này. Cô vừa định đồng ý thì ông Lâm thở dài, bỏ đi, là do tôi không xứng. Tôi chỉ đến thăm cô thôi, không dám có suy nghĩ gì khác. Ông Lâm thực sự không đám, vốn đi ông muốn nhận Lý Tử Nhiệm làm con nuôi thì thôi, thế nhưng nếu bây giờ muốn nhận cô làm con gái nuôi thì chẳng phải vị kia cũng phải gọi ông là bố nuôi sao. Vậy thì ông không dám tin đâu. Sau đó, ông Lâm rời đi, Lý Tử Nhiệm nhìn xong thì muốn đưa ra, ông ấy làm cái gì thế này. Không chi như vậy, Lý Tử Nhiệm còn nghe nói các gia đình giàu có, quyền lực bây giờ đều tập hợp ở Giang Bắc, đến cả nhà họ Diệp cũng đến rồi. Không phải là vì chuyện bé Quân đổi họ đó chứ? Bà nội tối qua vừa nói mà hôm nay nhà họ Diệp đã đến rồi sao? Nghe thấy tin này, Lý Tử Nhiệm chạy thẳng về nhà. Nhà họ Diệp đến rồi, có lẽ là muốn nhằm vào bé Quân. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm rất trầm trọng. Sợ gì chứ? Con anh họ gì bọn họ quản được à? Diệp Lâm Quân cực kỳ bình tĩnh, anh đang đếm máy bay trên trời với bé Quân.
nhưng chỉ sợ nó là sự thật thôi. Nhưng mà cũng may, nếu xảy ra chuyện thật thì em có thể xin bố nuôi. Ông ấy ra mặt thì nhà họ Diệp chắc cũng sẽ bỏ qua cho bé Quân thôi. Vừa hay hôm nay ông Lâm đến tìm cô, thái độ của ông thay đổi rất nhiều. Xin ông ấy giúp chắc cũng được thôi, vậy nên Lý Tử Nhiệm không lo lắng lắm. Diệp Lâm Quân chẳng thèm quan tâm, một đám người nịnh bợ thôi mà. Lúc này, càng ngày càng nhiều gia tộc lớn tụ tập tại Giang Bắc. Trong nhà của nhà họ Diệp ở Giang Bắc, bố mẹ nuôi của Diệp Kiện Sâm và Diệp Lâm Quân đều rất tò mò về chuyện này. Đặc biệt là hai vợ chồng Nguyễn Mỹ Lệ, Diệp Nhật Long phụ trách điều tra chuyện này lại càng không hiểu gì. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi không điều tra ra được. Đúng lúc này, bên ngoài khuôn viên của nhà họ Diệp đột nhiên có những tiếng ù ù rất lớn. Mọi người đi ra ngoài thì thấy mấy chục chiếc xe dừng ở ngoài cửa. Một người lớn tuổi bước từ trên xe xuống, rất nhiều người đứng xung quanh ông. Ông Tố Diệp ở Kinh Thành đến. Nghe thấy nhân vật này, bọn người Diệp Kiện Sâm bị dọa sợ hết cả. Nếu truy ra thì nhà họ Diệp ở Giang Bắc cũng là một nhánh của nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Ông Tổ đến có chuyện gì ạ? Nhà họ Diệp tại Giang Bắc chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Diệp Trung Thiên lên tiếng ra lệnh, đầu tiên, mấy người sắp xếp một chỗ có thể chứa thật nhiều người. Thứ hai, bảo hai người Diệp Lâm Quân và Diệp Lê Quân đến đây. Đã rõ, chúng tôi sẽ làm ngay. Nhật Long, mau làm đi, Diệp Trung Thiên dặn dò. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc ai cũng run rẩy, nhà họ Diệp ở Kinh Thành muốn ra tay với Diệp Lâm Quân đây mà. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của mấy người Diệp Trung Thiên, bọn họ lại càng ý thức được là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Dù sao Diệp Lâm Quân cũng là người đã hủy hoại hết tất cả công việc và cuộc sống sau này của bọn họ. Hiện tại mãi mới chờ được cơ hội, bọn họ có thể không vui vẻ sao? Diệp Nhật Long và Nguyễn Mỹ Lệ đi tới chỗ Diệp Lâm Quân đứng, ra vẻ kiêu ngạo. Diệp Lâm Quân cảm thấy có hơi sửng sốt. Anh không ngờ hai người này lại tới đây. Diệp Lâm Quân, 8 giờ tối nay đến hội quán Thiên Thần Quốc tế. Mày có dám đến không? Diệp Nhật Long nhìn anh với vẻ hài hước. Bi làm gì? Diệp Lâm Quân hỏi. Đương nhiên là để xử lý mày, chỉ xem mày có dám tới hay không thôi. Nguyễn Mỹ Lệ còn nhìn Lê Quân và nói, đứa bé đáng yêu như vậy, đáng tiếc lại sinh ra nhầm gia đình, hợ của đứa bé cũng đã được quyết định xong cả rồi. Diệp Lâm Quân, cho dù trước đây mày có ngồi trên xe lăn mặc cho người ta bắt nạt thôi. Dù mày đã từng là chiến thần Côn Luân thì sao? Hiện tại mày có thể cứu vợ và con gái mày không? Hay phải trơ mắt nhìn hỏi? Diệp Nhật Long cười lạnh nói, lúc đầu mày xuất sắc cỡ nào, nhưng bây giờ thì sao? Mày còn có thể ngông cuồng được như vậy không? Mày nhất định phải tới, đừng để bọn tao khinh thường mày. Diệp Nhật Long và Nguyễn Mỹ Lệ lại rời đi một cách kiêu ngạo. Sau đó không lâu, Tây Thiên Vương đi tới, rồi nói mọi chuyện cho Diệp Lâm Quân. Được, tối nay đi. Lúc gần 8 giờ tối, Lý Tử Nhiệm nhận được tin tức, nhà họ Diệp chỉ mặt gọi tên muốn Diệp Lâm Quân mang Lê Quân tới. Vì vậy, cô vội vã tới ngăn cản, nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Lý Tử Nhiệm vội gọi điện thoại cho ông cụ Lâm. Ông Lâm, cầu xin ông cứu con của tôi một lần, nhà họ Diệp sẽ xuống tay với nó mất, xin ông đấy, cầu xin ông cứu con và chồng tôi. Hả, gái gì với cái gì cơ? Đầu bên kia điện thoại, ông cụ Lâm lập tức bị bối rối. Còn có người dám đối phó với bọn họ à? Muốn chết sao? Đây không phải là tự tìm đến cái chết sao? Ông cụ vừa định nói gì đó, thì bên tai đã truyền đến giọng nói của Diệp Trung Thiên, chiến thần quân tới. Mọi người mau lên. Nghe đến đó, ông cụ chỉ có thể đồng ý với Lý Tử Nhiệm một cách mơ hồ, được, được. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành sẽ không vì Diệp Lâm Quân mà khom lưng đi làm điều này. Vì vậy họ chỉ có thể sắp xếp bọn họ tới. Rất nhanh sau đó, Bắc Thiên Vương đẩy Diệp Lâm Quân đi vào. Lê Quân được Diệp Lâm Quân ôm vào trong ngực. Diệp Lâm Quân, anh lại dám đến thật à? Người nhà họ Diệp vừa thấy Diệp Lâm Quân, thì về cơ bản mọi người đều rất tức giận. 2 năm trước, Diệp Lâm Quân đã mang lại quá nhiều sỉ nhục cho mọi người. Anh hầu như hủy diệt tất cả mọi người. Mọi người giận mà không dám nói gì. Muốn trả thù, nhưng làm sao có thể? Tới đây, bọn họ muốn đối phó với mày. Ai cho mày sửa lại họ của tên oắt con này? Cuối cùng thù lớn của bọn tao cũng được báo. Nhà họ Diệp mà ra tay,
mày chắc chắn phải chết. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc đã chờ đợi ngày này quá lâu. Người người đều muốn trừ khử Diệp Lâm Quân một cách thống khoái. Mày dám? Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Ha ha ha. Diệp Nhật Long bật cười. Nguyễn Mỹ Lệ cũng bật cười. Tất cả mọi người đều bật cười. Diệp Lâm Quân, mày đã như vậy rồi, mà còn cuồng vọng như vậy à? Không dám, mọi người dựa vào cái gì mà không dám? Mày là cái thá gì? Người nhà họ Diệp nổi giận lên tiếng. Diệp Lâm Quân ôm Lê Quân và cười cười nói, vì thể diện của con gái tao, tao cho chúng mày thêm một cơ hội, nếu không lát nữa chúng mày ngay cả hối hận cũng không kịp. Bắc Thiên Vương đẩy xe lăn cười cười nói, muốn khóc cũng khóc không được. Ha ha ha. Diệp Lâm Quân, mày nói ngược lại à? Bây giờ mày cầu xin tha thứ, lát nữa chúng tao còn có thể thương cho sự cầu xin của mày. Diệp Kiện Sâm cười nói. Ba mẹ nuôi càng nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ hài hước, mấy lời mày nói hùng hồn ở nghĩa địa trước đây đâu. Cái gì mà hàng triệu lính đánh thuê sẽ thống trị thế giới chứ? Đúng vậy, cái câu quyên khuynh triều dã đâu? Câu địa vị cực cao đâu? Sao giờ lại ngồi trên xe lăn rồi? Trước đây, tất cả bọn họ đều bị dọa sợ đến mức quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Nhưng bây giờ ai cũng thẳng lưng mà điếu võ dương oai với Diệp Lâm Quân. Tốt lắm, cơ hội chỉ có một lần, mấy người làm phản đi. Diệp Lâm Quân cười cười. Diệp Lâm Quân, tao thấy cả đầu óc của mày cũng bị phế bỏ rồi nhỉ. Toàn nói chút mê sảng gì đấy. Người nhà họ Diệp giận dữ nói. Nhân vật lớn tới rồi, mọi người chuẩn bị. Lúc này, bên ngoài có tin tức truyền đến. Đám người Diệp Kiện Sâm nghe vậy vội vã đứng sang bên chuẩn bị. Cửa lớn được mở ra. Diệp Trung Thiên cùng cấp cao của nhà họ Diệp đi vào. Ông Tổ. Mấy người Diệp Kiện Sâm thân thiết mà nghênh đón. Kịch. Nhưng mấy người họ đều bị đẩy ra. Diệp Trung Thiên cùng với đám người Diệp Cuồng Lan đều đi tới trước mặt Diệp Lâm Quân. Phịch phịch. Phịch phịch. Phịch phịch. Mọi người lần lượt quỳ rạp xuống đất. Mọi người cùng hướng về phía Diệp Lâm Quân mà đồng loạt hô. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân nhỏ. Chúc mừng chủ nhân nhỏ đổi họ. Đây là chuyện may mắn với hàng ngàn gia tộc. Nhà họ Diệp xin tặng 888.888 triệu tiền mặt tặng chủ nhân một hải đảo. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc bối rối. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Đời thứ hai Gia Long Gia mọi người cùng đến phía trước, quỳ trên mặt đất. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân nhỏ. Chúc mừng chủ nhân nhỏ đổi họ. Tặng chủ nhân nhỏ một khu vui chơi. Tặng chủ nhân nhỏ một tòa pháo đài. Kế tiếp, ông cụ Lâm của nhà họ Lâm dẫn đầu đội đi tới giữa sân, và quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Cũng hô như trên. Quà tặng đều vô giá. Loàng tộc họ Tần ở Kinh Thành cũng giống ấy. Toàn tộc họ Khương ở Kinh Thành cũng một như vậy. Ác phương tộc lớn ở Kinh Thành cũng như ác phương tộc lớn ở Hải Phòng cũng như vậy. Huyền ác gia tộc quyền thế ở Lạc Việt đều đồng ới bái kiến. Tất nhanh sau đó, nơi đây đã có đến mấy ác người. Điều đáng sợ nhất là mấy ngàn người này ai quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Lâm Quân. Lạ là chúc mừng chủ nhân nhỏ đổi hỏi thủ nhân nhỏ là ai. Nhà họ Diệp, những gia tộc lớn này sao lại nghe anh như thế? Điều này là không thể. Không thể tưởng tượng nổi. Nhà họ Diệp không thể nào chấp nhận được tất cả những thứ trước mắt này. Nhưng cảnh tượng đáng sợ nhất đã xuất hiện chỉ thấy Diệp Lâm Quân đang ôm Lê Quân đứng lên khỏi xe lăn. Yên tĩnh. Im lìm. Cái đờ mò. Mắt Diệp Nhất Long như sắp bay ra ngoài. Nguyễn Mỹ Lệ ngã phịch một cái xuống đất. Thân thể cô ta run rẩy kịch liệt. Ba mẹ nuôi thì ngây ra như phô ổng, họ đứng sững sờ tại chỗ. Huyết áp Diệp Kiện Sâm tăng cao, suýt chút nữa thì ngất đi. Một tên phế nhân lại đứng lên ở ngay trước mặt bọn họ. Đây là chuyện không cách nào tưởng tượng được, anh không có việc gì. Vậy mà anh lại không có việc gì. Nhìn Diệp Lâm Quân đi từng bước tới trước mặt bọn họ, trái tim của đám người Diệp Kiện Sâm quả thực sắp nổ tung. Diệp Lâm Quân vẫn luôn giả vờ. Nếu không phải như vậy, thì sao anh vẫn là chủ nhân của hơn mấy ngàn gia tộc lớn quyền thế ở Lạc Việt? Giang Bắc bị tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hóa ra là để ăn mừng con của anh đổi họ. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, làm cho nhà họ Diệp ở Giang Bắc không có cách nào thích ứng kịp. Bọn họ còn nghĩ vừa rồi Diệp Lâm Quân nói cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Nhưng bọn họ lại không cho là đúng. Không phải, vì sao mấy người đều nghe theo anh ta?
Dù thân thể anh ta đã khôi phục, nhưng vị trí chiến thân của anh ta đã bị chân hữu đạo lấy đi. Ba nuôi Diệp Quang Đông lộ vẻ mặt không thể tin được. Những người khác cũng giống ông ta. Diệp Lâm Quân không phải là kẻ tàn tật, mọi người chấp nhận. Nhưng vị trí chiến thân của anh đã bị tước đoạt, anh chỉ là người bình thường. Nhưng vì sao hàng ngàn gia tộc ở Lạc Việt đều phải nghe theo anh? Điều này không hợp lý. Chân hữu đạo thì tính là gì? Ngay cả sư phụ của Trần Hữu Đạo và bốn vị sư phụ, thậm chí chủ nhân Đảo Tông sư số một Quỷ Kiếm nó cũng giết hết. Nó còn là điện chủ của Trấn Thiên Điện, đồng thời mọi người ở Kinh Thành đều nhất trí nhận định nó vẫn là chiến thần Côn Luân. Diệp Trung Thiên cười lạnh nói. Bùm, sự thật này đối với người nhà họ Diệp mà nói, đây đúng là đã kích động trời. Anh vẫn đẳng cấp như trước, không phải là còn hơn mạnh trước đây. Anh chỉ là che giấu sự vinh quang và tài năng của bản thân mà thôi. Kẻ ngu siêu quá choáng váng. Chỉ cần bọn họ thông minh một chút thôi, thì sẽ giống như nhà họ Diệp ở Kinh Thành, rất có thể sẽ nổi dậy. Hạo Quân, chúng tôi sai rồi. Mấy người Diệp Kiện Sâm từng người một đều quỳ rạp xuống đất. Họ đều dập đầu cầu xin tha thứ với Diệp Lâm Quân, là chúng tôi có mắt không tròng. Là chúng tôi sai rồi. Bộp, bộp, bộp. Mọi người đều dập đầu đến mức tràn ứa máu. Nhưng họ vẫn không dám dừng lại. Diệp Lâm Quân cũng không để ý tới bọn họ. Bởi vì vừa rồi anh đã cho bọn họ cơ hội. Là nhà họ Diệp ở Giang Bắc không cần mình. Anh cũng hết cách. Cho nên ngay cả cơ hội hối hận nhà họ Diệp cũng không có. Diệp Lâm Quân không nói lời nào. Nhà họ Diệp vẫn dập đầu. Máu đỏ ứa ra. Có mấy người thậm chí đã trực tiếp hôn mê. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy nhà họ Diệp ở Giang Bắc vẫn còn hoạt động ở Lạc Việt. Diệp Lâm Quân nói. Một câu nói này không khác gì xét xử. Nhà họ Diệp ở Giang Bắc từ nay về sau biến mất, bọn họ vĩnh viễn không có đất sinh tồn ở Lạc Việt. Từ trên xuống dưới của nhà họ Diệp đều lòng như cho nguội. Hoàn toàn xong rồi. Lúc này, mấy người Lý Văn Chấn, Ngô Thị Lan biết được địa chỉ thì vội vã đi tới hội quán Thiên Thần Quốc tế. Nhìn thấy những chiếc xe cùng với mấy cái trực thăng tư nhân đỗ ở trên bãi đậu máy bay ở bên ngoài hội quán, mọi người càng kích động hơn. Nếu bọn họ có thể kết thân với một vài nhân vật lớn trong đó, thì về sau họ chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Chúng ta mau vào xem đi, thằng đó còn muốn sửa họ à, lần này gặp báo ứng rồi chứ. Tôi hiểu rồi, lần này nhà họ Diệp đến Giang Bắc là để lập uy. Có lẽ muốn cảnh cáo chuyện Diệp Lâm Quân sửa họ. Đám người Trịnh Quân Nga bàn tán. Tiếp theo, bọn họ lập tức tiến vào hội quán. Sau khi bước vào trong hội quán, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Mấy chục người quỳ trên đất, đang điên cuồng đập đầu xuống sàn. Máu tươi bản ra nhuộm đỏ sàn nhà. Bọn họ lập tức nhận ra đám người này là nhà họ Diệp ở Giang Bắc. Họ đang dập đầu nhận tội ư. Có người đập đầu mạnh đến mức ngất xỉu, những người còn lại thì đập đầu xuống sàn nhà đến mức máu thịt be bét. Việc này, việc này. Đám người Ngô Thị Lan bị dọa sợ hết cả hồn, bắp chân họ đang run rẩy, cơ thể cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán, quá kinh khủng. Vì sao bọn họ phải đập đầu? Chẳng lẽ vì, mọi người nhìn nhau, lập tức nghĩ đến một trường hợp, bởi vì chuyện Lê Quân đổi họ Diệp nên nhà họ Diệp trực tiếp trách tội lên đầu nhà họ Diệp ở Giang Bắc. Sự trừng phạt đặc biệt, vì vậy nhà họ Diệp ở Giang Bắc mới phải dập đầu nhận tội, tha mạng. Xin tha mạng. Diệp Kiện Sâm chảy máu kín mặt cất tiếng xin tha yếu ớt. Trong lòng đám người Ngô Thị Lan cảm thấy sợ hãi, bèn trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ hung tợn. Đều do thằng sao chổi này, cứ nhìn mỗi lần nó đều làm người khác bị vạ lây đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ảnh hưởng đến bọn họ nhà họ Diệp ở Giang Bắc quy giữa sân. Những đại tộc hào môn ở Kinh Thành và toàn Lạc Việt đều đứng lên, chỉ có mỗi Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, biểu cảm bình tĩnh, đáng vẻ không coi ai ra gì. Như vậy còn ra thể thống gì? Lá gan lớn quá rồi đó. Ngô Thị Lan nhìn Diệp Lâm Quân ôm bé Quân ngồi trên xe lăn bèn điên tiết hét lớn. Diệp Lâm Quân, cậu còn dám ngồi đó à? Sao không lăn xuống đất, quỳ xin lỗi đi. Lý Văn Chấn cũng hùa theo mắng. Đúng, chuyện mày làm sai lại để người khác chịu tội à? Lương tâm của mày có dai đứt không? Mày là sao chổi, con mày cũng là sao chổi nhỏ. Mày vẫn dám ngồi á, sao không lăn xuống theo? Ba họ Lý, Trịnh và Trần giận dữ quát vào mặt Diệp Lâm Quân. Thằng nhóc này thật không coi ai ra gì mà. Am, răng rắc,
Bàn tay của Diệp Trung Thiên bỗng nhiên vỗ tan chiếc bàn thành hai phần, phát ra tiếng ầm ầm. Ở đây có chỗ cho các người nói chuyện à? Diệp Trung Thiên giận dữ hỏi. Đám người Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng bị dọa đến mức tim đập thình thịch. Không chỉ như thế. Đồng thời, ánh mắt của mấy ngàn người ngồi giữa sân đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt mọi người đều hung ác. Khí tức kinh khủng. Dám hô to gọi nhỏ với anh ấy. Các người chán sống rồi đúng không? Muốn chết hả? Trước mặt chúng tôi mà cũng dám ra vẻ à? To gan, nói lại một câu xem nào. Đám người quát lớn. Ba nhà Lý, Trịnh, Trần chịu đựng ánh nhìn của hàng nghìn ông lớn, bị dọa đến mức hồn muốn lìa khỏi xác. Tất cả mọi người đều điên rồi. Phịch phịch. Mọi người không khống chế nổi cơ thể, tự động quỳ rạp xuống đất. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Chúng tôi sai rồi, trường hợp hiện tại không có chỗ cho chúng tôi mở miệng. Chúng tôi chỉ là đám sâu kiến nhỏ bé. Kính mong các ông lớn không chấp kẻ thấp hèn mà bỏ qua một lần cho chúng tôi. Đám người Ngô Thị Lan đều cho rằng bọn họ mở miệng mà không được các ông lớn cho phép, mới làm mọi người tức giận. Dù sao thân phận của mỗi người ở đây đều cao quý, hiển hách, là người mà bọn họ chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ hoàn toàn không có tư cách nói chuyện trong tình huống này. Kết cục giống như bây giờ, họ làm các ông lớn nổi giận. Đến cả ông tổ nhà họ Diệp cũng tức giận. Đây đúng là một sai lầm lớn. Lúc này Đoàn Lệ Nguyên cũng vội vã chạy đến, chủ yếu vì cô lo lắng Diệp Lâm Quân và bé cưng xảy ra chuyện. Cô vừa chạy đến nơi thì đã thấy một đám người quỳ dưới đất. Hai mắt Lý Tử Nhiệm mở to. Chuyện này, tình hình này là sao? Nhà họ Diệp ở Giang Bắc quỳ, cả ba nhà Lý, Trịnh và Trần cũng quỳ rạp dưới đất. Diệp Lâm Quân đang ôm bé Quân cũng bị bao vây bên trong. Cô nhìn cách nhà họ Diệp ở Kinh Thành muốn truy xét việc bé cưng đổi họ. Sự thật bày trước mắt làm Lý Tử Nhiệm khiếp sợ. Cô lập tức chạy tới trước mặt Diệp Lâm Quân, quay sang phía mọi người nói, chẳng phải chỉ là một dòng họ thôi à. Chúng tôi không dùng họ Diệp nữa là được chứ gì, chỉ cần các ông không tụ gây khó khăn cho con tôi. Chúng tôi dùng họ gì cũng được hết. Cô thật sự bị dọa sợ khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân lại bật cười, con của chúng ta họ Diệp. Ai dám ý kiến chứ? Hí! Đám người hít vào một hơi thật sâu. Việc này có ai dám ý kiến tư? Anh nghĩ mình là hoàng đế ai? Ngược lại, nhà họ Diệp ở Kinh Thành rất hy vọng Lê Quân mang họ Diệp. Ai dám ngăn cản chứ? Là ai đang hiểu nhầm thế? Cho bọn họ 100 lá gan cũng chẳng dám đâu. Diệp Lâm Quân vừa định nói tiếp thì cô đã lên tiếng. Anh đừng nói nữa, anh không nhìn thấy tình hình bây giờ à? Anh mau im lặng đi. Lý Tử Nhiệm lo lắng nếu anh nói thêm điều gì nữa sẽ khiến nhà họ Diệp giận dữ, rồi làm lớn chuyện này. Đến khi đó, chẳng ai chịu nổi hậu quả. Lý Tử Nhiệm nhìn ông Lâm đứng bên cạnh. Ông Lâm, ông nể tình trước đây tôi là con gái nuôi của ông đi, van xin ông. Tha cho chúng tôi đi. Điều này, ông Lâm sững người, không biết làm sao. Chuyện gì đang diễn ra thế? Ai dám ép buộc gia đình cô, chê sống lâu quá à? Diệp Trung Thiên phản ứng nhanh nhất. Cụ lập tức đáp lời, được, xem mặt mũi của Hiếu Thiên thì Lê Quân được mang họ Diệp. Chuyện này xem như chấm dứt ở đây. Đúng vậy, chuyện này xem như chấm dứt. Những người khác đồng thanh nói. Bọn họ dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tạm thời chuyện này cần giữ bí mật. Bởi vì bọn họ cũng thuộc một phần của Trấn Thiên Điện. Thậm chí có thể nói đây là cơ mật. Cảm ơn nhà họ Diệp, cảm ơn ông Lâm, có chuyện gì không? Lý Tử Nhiệm hỏi, hừ, còn gì ngoài chuyện Diệp Lâm Quân? Mày nhìn đi, suýt nữa thì đến họ của con cũng không bảo vệ nổi. Đúng thế, giờ phút quan trọng nhất, chẳng phải vẫn dựa dẫm vào phụ nữ à? Nếu hôm nay Lê Nguyên không cầu xin ông Lâm thì có trời mới biết sẽ dẫn đến hậu quả gì, e rằng cả bà nhà chúng ta đều chịu ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Ngô Thị Lan và đám người Lý Văn Chấn tức giận nói. Lý Văn Chấn bực dọc trợn mắt với Diệp Lâm Quân. Một gã đàn ông sống như thế này thật sự là đáng buồn. Nếu tao mà là mày thì tao đã nhảy lầu tự tử rồi. Đúng vậy, dựa dẫm vào phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ sĩ diện của đàn ông đâu rồi. Ngô Thị Lan cũng nói với Lý Tử Nhiệm, Diệp Lâm Quân và con gái đều là sao chổi. Cháu cứ chờ xem, sau này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cháu. Bọn họ nhất định mang đến vận xui cho cháu. Lý Tử Nhiệm lạnh mặt nhìn mà không đáp.
tình hình home.nay rất nghiêm trọng. Nếu lần sau gặp phải chuyện tương tự thì cô phải xin ai? Diệp Lâm Quân, anh có thể kiên quyết hơn được không? Nếu tôi là anh, tôi sẽ rời xa Lê Nguyên ngay lập tức, không làm bọn họ bị vạ lây. Trịnh Quân Nga chỉ tay vào mặt Diệp Lâm Quân rồi nói. Bé Quân giữ răn trợn mắt nhìn đám người kia, không cho phép mọi người bắt nạt ba. Cẩn thận LL ba đánh mọi người. Bé Quân biết hết tất cả mọi chuyện, cũng biết rất nhiều người vừa nãy đầu sợ ba. Nếu đám người này chọc giận ba, vậy thì kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thảm. Ha ha, bây giờ Diệp Lâm Quân làm gì được chúng tao? Tao đẩy ba của mày nè, nhìn xem thằng đó làm gì được. Lý Hồng Thắng muốn tiến lên phía trước, đẩy Diệp Lâm Quân thì đã bị Bắc Thiên Vương nắm chặt cổ tay hắn, quăng ra xa mấy mét. Lý Hồng Thắng loạng choạng ngã xuống đất, hắn giận dữ nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, mày đừng cho rằng mời vệ sĩ đến thì được an toàn. Nếu sau này mày trêu vào nhân vật lợi hại thì bị giết chết như thế nào cũng chẳng biết đâu. Lý Hồng Thắng giận dữ hét. Đúng thế, mày chỉ dựa vào một vệ sĩ thì ngăn cản được mấy người. Những người khác khinh thường. Bọn họ hận Diệp Lâm Quân tận xương tủy. Rõ ràng là bọn họ đến để làm quen với các nhân vật lớn, mở rộng vòng xã giao. Nhưng bọn họ suýt bị diệt tộc vì Diệp Lâm Quân. Bọn họ đổ tất cả tội lỗi lên người Diệp Lâm Quân, đều cho rằng do anh làm sêu. Nếu Lý Tử Nhiệm không ở đây, họ thật sự muốn đánh hội đồng anh một trận. Tên vệ sĩ này cơ bản là không thể ngăn cản họt, nhưng bọn họ đâu biết đây chính là Bắc Thiên Vương đã gỡ mặt nạ xuống. Năng lực của anh dư sức để nghiền nát những tồn tại như Trần Hữu Đạo. Người Trấn Thiên Điện chiến đấu mạnh mẽ. Một mình anh ta đủ sức ngăn cản tất cả. Ngàn quân vạn ngựa cũng không nhằm nhò gì. Lý Tử Nhiệm và Bắc Thiên Vương đẩy Diệp Lâm Quân vào trong xe, sau đó mau chóng lái xe đi. Ba của con bé Sao Chổi thật là xui xẻo vô cùng. Đám người Ngô Thị Lan nắm chặt tay, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ban đầu bọn họ có một cơ hội trèo lên cao. Nhưng lại bị Diệp Lâm Quân phá rối. Ba nhà Lý, Trịnh và Trần bị chọc giận đến cực điểm. Đúng lúc này, lại có một đám người đi ra từ trong hội quán. Đoàn người Ngô Thị Lan vội vàng trốn trong góc, tránh đường đi cho đám người kia, họ cúi đầu không dám nói dù chỉ một câu. Đúng rồi, chủ nhân nhỏ vẫn chưa nhận được quà đâu đấy. Quên mất, đây là việc quan trọng, quà tặng chủ nhân nhỏ nhất định phải được cho ngài ấy, chúng ta đến Giang Bắc vì mục đích này mà. Đám người Ngô Thị Lan rất ngạc nhiên khi nghe được đoạn đối thoại này. Gì, chủ nhân nhỏ là ai vậy? Đám người sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy hết cả áo. Người được ông tổ dòng họ Hạng nhất gọi là chủ nhân nhỏ sẽ có thân phận kinh khủng mức nào? Trong chốc lát, bọn họ hiểu. Thì ra các dòng họ lớn tụ hội ở đây chẳng vì trừng phạt việc Diệp Lâm Quân đổi họ, mà vì mục đích khác. Người kia là ai? Hơn nữa, người này còn ở Giang Bắc. Mấy người Ngô Thị Lan nhìn nhau. Dường như bọn họ tìm được cơ hội mới, ánh mắt bừng sáng lên. Bởi vì ban nấy vừa xảy ra việc đổi họ rồi nên mọi người không nghĩ đến Lê Quân. Chúng ta có nên đi theo để biết mặt chủ nhân nhỏ không? Mấy người Ngô Thị Lan đề nghị. Được, làm vậy đi. Lý Văn Chấn lập tức đồng ý. Bọn họ chỉ cần biết ai là chủ nhân nhỏ, sau này có thể làm quen. Cơ hội này không thể bỏ qua. Những chiếc xe hơi sang trọng bỗng xuất phát về một địa điểm nào đó. Đám người Ngô Thị Lan lén lút theo sau. Bọn họ càng đi theo đoàn xe thì càng cảm thấy sợ hãi. Hình như con đường này hơi quen thuộc. Một lát sau, đoàn xe dừng lại ở biệt thự cưới của Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm. Gì, không thể nào, sao lại là chỗ này? Trịnh Quân Nga ngạc nhiên há to miệng. Mọi người hít khí lạnh, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Trong lòng mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này. Như vậy thật sự quá trùng hợp rồi. Nếu đúng là như vậy thì thật không thể tin nổi. Diệp Trung Thiên dẫn dầu đoàn người, hàng xe ô tô sang trọng tụ tập lại nhưng chỉ dám đỗ ở xa. Sau một giây, từng bóng người mặc áo đen xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy các dấu hiệu là mặt nạ và đường đao thì trong lòng đồng loạt cảm thấy rung động. Trấn Thiên Điện. Thì ra Trấn Thiên Điện ở đây. Ngô Thị Lan lập tức vỗ đầu nói, chủ nhân nhỏ. Chính là chủ nhân nhỏ của Trấn Thiên Điện rồi. Khó trách sẽ có sức kêu gọi tập hợp mọi người như vậy. Đúng vậy,
người khiến nhiều hào môn của Lạc Việt cùng xuất hiện chỉ có thể là thế lực Trấn Thiên Điện thôi nhỉ. Mọi người đều hiểu ra trong khoảnh khắc. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành và các gia tộc lớn đến Giang Bắc, tạo ra thanh thế lớn như vậy tuyệt đối không chỉ vì trừng phạt Diệp Lâm Quân. Mục đích chính xác lúc này là Trấn Thiên Điện. Hít! Ra là chủ nhân nhỏ của Trấn Thiên Điện. Làm tôi sợ chết mất, tôi còn tưởng rằng. Trịnh Quân Nga đưa tay vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc vừa nãy, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Lâm Quân. Dù sao cũng quá mức trùng hợp. Chư Ương 1747. Bây giờ người của Trấn Thiên Điện xuất hiện đã làm nỗi lo sợ của bọn họ biến mất. Không phải con nhóc kia là được rồi. Các người đến làm gì? Quân nhân Trấn Thiên Điện hỏi. Chúng tôi đến tặng quà mừng cho chủ nhân nhỏ, ban nấy điện chủ chưa nhận. Diệp Trung Thiên vội vàng trả lời. Được, vậy chúng tôi nhận quà. Sau khi tặng quà, Diệp Trung Thiên vội vàng dẫn cả đám người rời đi. Đám người Ngô Thị Lan cũng lặng lẽ rời khỏi đây. Bọn họ thật sự không biết rằng từng ánh mắt vẫn âm thầm chú ý mình vừa nấy. Sóng gió việc Lê Quân đổi họ đã đi qua. Nhưng khó khăn lớn hơn cũng ập đến. Những kẻ thù ẩn mình kỹ càng đã xuất hiện. Diệp Lâm Quân đang khỏe lại, là mối uy hiếp lớn cho bọn họ. Bọn họ cảm thấy không yên lòng. Trong một tháng ngắn ngủi, có tổng cộng 37 cao thủ đã vào đó. Cao thủ nước ngoài lẫn Lạc Việt, đều đến vì Diệp Lâm Quân. Anh đợi họ từ lâu, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Dù sao thì Trấn Thiên Điện cũng giăng lưới trăng trịt khắp nơi rồi, chỉ chờ bọn họ rơi vào lưới. Chỉ đợi bọn họ đến mà thôi. Sau đó, 37 cao thủ không những bị bắt lại toàn bộ mà cả người đứng sau cũng điều tra ra. Đồng thời, Trấn Thiên Điện cũng ra tay diệt trừ kẻ thù trước. Quân đoàn lính đánh thuê sa mạc Phong Bạo bị tiêu diệt. Xã đoàn Thiên Khải Nam Phi bị tiêu diệt. Tập đoàn Hắc Thủy Phương Tây bị tiêu diệt. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Trấn Thiên Điện đã ra tay như mưa rền sấm dữ. Tiêu diệt sạch sẽ gần như toàn bộ kẻ địch nguy hiểm và mối đe dọa. Ngay cả mấy nhân vật lớn ở nước ngoài cũng bị tóm gọn và tiêu diệt. Diệp Lâm Quân bày mưu này thật sự đã dụ được những kẻ thù nguy hiểm lộ mặt. Có thể nói là tạo thành hiệu quả mạnh mẽ. Việc này đã cắt đứt rất nhiều mối nguy hại và nhân vật nguy hiểm với Lạc Việt. Một tháng này có thể nói đã tiêu diệt gần hết những nhân vật và tổ chức nguy hại. Bởi vì bọn họ sẽ dấn sâu vào từng lĩnh vực, sau đó chia rẽ đất nước Lạc Việt. Đặc biệt là một số nhân vật, mỗi người đều là thành phần cực đoan. Mánh khóe mà bọn họ sử dụng có khả năng mang tính hủy diệt. Khi Diệp Lâm Quân điều tra ra những nhân vật này, lãnh đạo Lạc Việt bị kinh sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm áo. Điều này còn đáng nghi hơn việc bị tấn công bởi quân đội hàng triệu người. Đừng nghĩ rằng chiến công không có gì lớn lao, chỉ là tiêu diệt vài tổ chức và nhân vật. Nhưng đối với tương lai hòa bình của Lạc Việt, đây chắc chắn là chiến công vĩ đại. Bây giờ vẫn đang trong quá trình điều tra các mối nguy và nhân vật gây uy hiếp. Chiến công đang liên tục tăng thêm. Vậy nên mới nói sổ chiến công của Diệp Lâm Quân lại cộng thêm rất nhiều con số. Đến lúc lấy lại thân phận cho Hạo Quân rồi. Dinh thự Lạc Việt truyền ra câu nói này. Trả lại thân phận chiến thần Côn Luân à? Thế Trần Hữu Đạo là gì? Bây giờ nước Lạc Phi Ê đã tạo dựng hình tượng của Trần Hữu Đạo thành công. Nếu bất ngờ lấy lại vị trí thì e rằng sẽ tạo ra hậu quả không tốt. Thế bây giờ phải làm gì? Cũng đâu thể để chiến thần quân đánh một trận với anh ta, sau đó giành lại vị trí chiến thần Côn Luân. Trong dinh thự Lạc Việt tiến hành một cuộc thảo luận tranh cãi gay gắt. Bọn họ muốn tổng hợp ý kiến, sau đó lựa chọn một phương án hợp lý. Cần suy xét đến từng chi tiết nhỏ, vì vị trí này không dễ lấy lại như vậy. Không. Hạo Quân không nhất định phải làm chiến thần Côn Luân, cậu ấy đã cống hiến cho Lạc Việt rất nhiều, một vị trí chiến thần không thể hiện hết chiến công của cậu ấy được. Một giọng nói bỗng vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ông. Vậy thì phải làm gì mới xứng đáng với chiến công của cậu ấy? Một người cất tiếng hỏi. Người kia chắp hai tay sau lưng, bình thản nói, Phong Vương. Hít. Lời vừa dứt, toàn trường hít khí lạnh. Phong Vương. Đây chắc chắn cao hơn cấp bậc chiến thần. Việc này quá kinh khủng. Tuy rằng mọi người đều kinh sợ nhưng chẳng ai phản đối. Bởi vì Diệp Lâm Quân xứng đáng được Phong Vương. Vậy thì tốt, Phong Diệp Lâm Quân làm nhất Phũ Kiên Vương. Chỉ huy đội quân Côn Luân,
đội quân Tu La, Thiết Phù Vinh và Ngữ Lâm quân. Và ban thưởng một tòa thành Bắc Cảnh. 10 căn cứ. 3 ngày sau, tại Đài Phong Vương ở Kinh Thành sẽ tổ chức lễ Phong Vương. Rất nhanh, tin tức phong tước Nhất Phủ Kiên Vương của Lạc Việt đã lan truyền khắp nơi. Về phần Trần Hữu Đạo, mặc dù là chiến thần Côn Luân nhưng còn cách ngày được Phong Vương rất xa. Hoặc có thể nói là xa tít tắp. Cho dù anh ta đã đánh bại Trấn Thiên Điện, nhưng anh ta không có chiến công vĩ đại, vẫn chênh lệch quá mức. Vậy người này là a? Lạc Việt còn ai có tư cách được Phong Vương nhỉ? Nếu có người đủ tư cách được Phong Vương, chẳng phải danh tiếng đã vang xa từ lâu rồi à? Ít nhất người đó cũng phải đạt được chiến công đè bẹp trăm nước khác, đánh tan quân đội hàng triệu người chứ. Phải có chiến công như vậy mới có thể Phong Vương. Nhưng công tích như vậy, cả thế giới chắc chắn đều biết đến. Nhưng tại sao mọi người không nghe thấy chút thông tin nào chứ? Chuyện gì xảy ra thế? Người này đã đạt được chiến công bí mật nào thì mới được Lạc Việt Phong Vương chứ? Trong căn cứ, Trần Hữu Đạo giật nảy mình khi nhận được thông tin này. Phong Vương, Nhất Phủ Kiên Vương, chỉ huy đội quân hàng triệu người, đến cả tôi cũng có thể chỉ huy à? Trần Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Những người khác đồng loạt sợ ngây người. Nhất Phủ Kiên Vương có quyền lực ngập trời, đến cả bọn họ cũng chịu khống chế. Việc này thật đáng sợ. Trần Hữu Đạo là người kiêu ngạo cố chấp, rất ghét cảm giác bị gò bó. Đặc biệt là bị người khác quản lý, anh ta không thích nghi nổi. Hoặc nên nói là anh ta không phục. Trước đây Diệp Lâm Quân mạnh mẽ vượt qua anh ta, Trần Hữu Đạo rất khó chịu. Hiện tại cảm giác này lại quay lại, trạng thái tâm lý của anh ta cũng hệt như trước đây. Ai được phong làm Nhất Phủ Kiên Vương thế? Làm sao trước đó chúng tôi không thăm dò được thông tin nào? Trần Hữu Đạo tò mò hỏi. Đúng thế, có khả năng được phong vương, người này ít nhất sẽ lấy chiến công ra chứng minh chứ. Đám người Thất Sát nói. Vệ quân Viêm Long đến truyền tin cười đáp, chiến thần đạo, chúng tôi hiểu suy nghĩ của anh nhưng vị này không phải người mà anh so sánh nổi. Hít. Đám người Trần Hữu Đạo hít khí lạnh. Vệ binh Viêm Long trực tiếp đến truyền tin tức sao? Trực tiếp đến, có nghĩa là người được phong làm Nhất Phủ Kiên Vương rất mạnh. Mạnh đến mức Trần Hữu Đạo không thể nào so sánh với người đó. Vậy anh ta sẽ mạnh đến mức nào? Trần Hữu Đạo tự nhận ngoài các môn phiệt ra thì anh ta là vô địch thiên hạ. Anh ta thầm suy đoán có lẽ Nhất Phủ Kiên Vương là người đến từ bốn môn phiệt lón. Hy vọng Tú Chiến Thần Đạo sẽ đến tham gia ngày lễ phong vương. Vệ binh Viêm Long thông báo xong, lập tức rời khỏi. Vẻ mặt Trần Hữu Đạo tăm tối, tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Ban đầu anh ta nhận được vị trí chiến thần Côn Luân, trở thành sát thân như mặt trời ban trưa, được người người e ngại. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác vô địch này. Nhưng Nhất Phủ Kiên Vương đột nhiên xuất hiện, việc này khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi. Cảm xúc mất mát vô cùng. Một bên khác, Diệp Lâm Quân cũng nhận được mệnh lệnh phong vương, việc này làm anh nửa mừng nửa lo. Anh vốn cho rằng chỉ có thể lấy lại thân phận chiến thần Côn Luân, nào ngờ được phong làm Nhất Phủ Kiên Vương. Còn có quyền khống chế nhiều quân đoàn như vậy. Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng là cấp dưới của anh. Chúc mừng Nhất Phủ Kiên Vương. Vệ binh Viêm Long chúc mừng. Hy vọng 3 ngày sau, Nhất Phủ Kiên Vương sẽ tiến về Kinh Thành, tiếp nhận phong vương. Tôi sẽ đến đúng thời điểm. Diệp Lâm Quân gật đầu. Sau khi vệ binh Viêm Long rời đi, Lê Quân tò mò hỏi ba, ba ơi, Nhất Phủ Kiên Vương là sao? So với chiến thần còn lợi hại hơn đó. Diệp Lâm Quân chọc chọc cái mũi nhỏ của bé Quân. Ba là Nhất Phủ Kiên Vương, thế sau này Lê Quân lớn rồi làm nữ chiến thần, được không nào? Diệp Lâm Quân nói đùa với bé Quân. Dạ được, Lê Quân muốn làm chiến thần. Lê Quân vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn, bụ bấm với nhau. Tin tức Lạc Việt Phong Vương nhanh chóng truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ, tất cả các nơi đều đang thảo luận việc này. Ngay cả Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh cũng đang thảo luận. Dù sao chuyện này có thể nghe thấy ở bất kỳ đâu. Nhưng hai người cố gắng tránh thảo luận trước Diệp Lâm Quân. Họ sợ anh nghe thấy. Dù sao đây cũng là đề tài nhạy cảm đối với anh. Nếu cơ thể của Diệp Lâm Quân bình thường, anh vẫn là chiến thần Côn Luân thì có lẽ ngày sau anh còn cơ hội liều một phen, nói không chừng sẽ được phong vương. Nhưng hôm nay anh vẫn đang ngồi trên xe lăn, chủ đề này giống một cú đấm mạnh vào tim anh.
đổi thành bất kỳ ai cũng chẳng thể chịu nổi chuyện này. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh nhìn thấy Diệp Lâm Quân đi vào thì lập tức im lặng, giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra hết. Hai người thấy Diệp Lâm Quân nhìn họ chăm chú một cách kỳ lạ, đều cảm giác không tự nhiên. Họ suy nghĩ liệu có phải Diệp Lâm Quân đã nghe thấy gì không? Bà nội, mẹ, mọi người đang nói gì thế? Bé Quân chạy đến. Không có gì. Lý Tử Nhiệm giấu giếm. Bà nội với mẹ con đang nói về Nhất Vũ Kiên Vương. Diệp Lâm Quân cười trả lời cô bé. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh chợt cảm giác nặng nề trong lòng, thì ra Diệp Lâm Quân cũng nghe thấy. Vẻ mặt của hai người rất tệ. Vậy ạ, bà nội, mẹ, ba chính là Nhất Vũ Kiên Vương đói. Diệp Lê Quân không hề cố kỵ mà nói ra. Hả? Câu nói này khiến Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh ngẩn ngơ. Bé Quân nói câu này bằng giọng điệu rất chắc chắn, chẳng lẽ là thật? Hai người đều hoảng đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con là nữ chiến thần, ba là vương. Ngày mai, anh sẽ đến lễ phong vương. Đúng, trẻ con ở giai đoạn trưởng thành, người lớn nói gì thì bé con sẽ nhớ cái đó. Chuyện này không tốt cho quá trình trưởng thành. Sau này con đừng nó ới đùa linh tinh. Trí Oánh cũng khuyên nhủ. Bà lo lắng sau khi Lê Quân rời khỏi đây, gặp ai cũng nói ba là Nhất Vũ Kiên Vương. Ảnh hưởng tệ đến đâu? Nói năng không đúng, cô bé sẽ bị cô lập. Vâng ạ, con sẽ không nói vậy nữa. Diệp Lâm Quân gật đầu. Vì vậy vệ quân Viêm Long truyền tin tức đã dặn dò, cho dù Diệp Lâm Quân được phong làm Nhất Vũ Kiên Vương nhưng thân phận của anh vẫn cần giữ bí mật, để hấp dẫn nhiều kẻ thù xuất hiện hơn nữa. Đúng rồi, Hạo Quân, anh không sao chứ? Lý Tử Nhiệm rất chú ý đến cảm nhận của anh, cô chủ động hỏi han. Diệp Lâm Quân sửng sốt hỏi, hả? Anh cũng nghe thấy tin tức phong Nhất Vũ Kiên Vương rồi à? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Diệp Lâm Quân tò mò nhìn cô. Anh không bị ảnh hưởng chút nào ư? Anh vốn dĩ có thể tranh giành vinh quang này, bây giờ kết quả. Nãy, người này không phải Trần Hữu Đạo. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải chịu sự chỉ huy của Nhất Vũ Kiên Vương. Vậy đây sẽ là ai? Vài năm nay, những nhân vật lớn sở hữu chiến tích chỉ có từng ấy người mà thôi, hai bàn tay là đếm hết. Sẽ là ai, chê ứ? Nhưng Lạc Việt ngọa hổ tàng long. Euro ó rất nhiều người không tầm thường. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Mọi người đều muốn đến đài phong vương để xem Nhất Vũ Kiên Vương là thần thánh phương nào. Chuyện này lại lan truyền dữ dội thêm lần nữa. Hiển nhiên, các quốc gia phương Tây là phía ngồi không yên lòng nhất. Một vị Nhất Vũ Kiên Vương xuất hiện, có trời mới biết là người nào, sẽ tạo thành uy hiếp lớn cỡ nào với họ. Trước mắt, một mình Trần Hữu Đạo đã khiến bọn họ khó chịu. Giờ lại thêm một Nhất Vũ Kiên Vương. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hàng trăm quốc gia bắt đầu sử dụng quan hệ rộng để điều tra thân phận của Nhất Vũ Kiên Vương. Trước sau gì người này cũng trở thành tai họa ngầm mà thôi. Họ nhất định phải điều tra rõ mới được. Vì vậy mọi người đều đang chờ đợi lễ phong vương vào 3 ngày sau. Khi đó khả năng cao là bọn họ sẽ thấy được gương mặt thật và biết được thân phận thực sự của vị vương này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày mai chính là lễ phong vương. Đài phong vương ở Kinh Thành đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi Diệp Lâm Quân đến tham gia lễ phong vương. Em nghe có người nói rằng lễ phong vương sẽ tiến hành live stream hiện trường. Chúng ta may mắn được xem, có thể chứng kiến Nhất Vũ Kiên Vương lên ngôi. Lý Tử Nhiệm nhận được tin tức bèn hào. Hứng khoe. Mọi người đều yêu tổ quốc Lạc Việt, nên hiển nhiên sẽ kích động do được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Ngày mai chúng ta sẽ ngồi chờ trước màn hình TV từ sớm. Trí Oánh cũng vô cùng mong đợi. Lê Quân muốn xem L, Lê Quân cũng muốn xem bé Quân gieo hò. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân bất ngờ nói với mọi người, mẹ, Lê Nguyên à, ngày mai con đi Kinh Thành. Hử! Anh vừa dứt lời, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều ngơ người. Rất lâu cũng không phản ứng lại. Diệp Lâm Quân có ý gì? Đài phong vương ở Kinh Thành. Nên Thăng Long là địa điểm tổ chức lễ phong vương. Anh trùng hợp đi Kinh Thành ư? Chẳng lẽ là anh được phong vương? Nhưng sao có thể chứ? Chưa nói đến chuyện Diệp Lâm Quân luôn ngồi trên xe lăn, mấy hôm nay anh vẫn ở chung với bọn họ mà. Hơn nữa chiến công của anh chưa đủ phong vương. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh quay mặt nhìn nhau. Trí Oánh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do.
nhưng Lý Tử Nhiệm lại phản ứng kịp thời. Dù bây giờ Diệp Lâm Quân không phải chiến thần Lạc Việt, chỉ là người thường. Nhưng trước nay anh luôn trung thành với Lạc Việt, sao có thể bỏ lỡ thời khắc phong vương? E rằng anh muốn tận mắt chứng kiến. Lúc trước anh giao vị trí chiến thần ra, có lẽ cũng không yên tâm. Hiện tại anh muốn tận mắt nhìn thấy lễ phong vương của Nhất Vũ Kiên Vương, có lẽ anh chỉ yên tâm khi trực tiếp nhìn người đó. Vậy nên Lý Tử Nhiệm cũng không hỏi nguyên nhân, cô trả lời ngay, được, ngày mai em nói người đưa anh đi. Tốt. Diệp Lâm Quân gật đầu. Trong vòng mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên đài phong vương khai màn. Có ý nghĩa rất quan trọng đối với Lạc Việt. Hầu hết các nhân vật lớn của Lạc Việt đều tới. Tổng chỉ huy của 9 quân khu lớn, 4 khu bảo vệ biên giới, Trần Hữu Đạo, đội quân Tu La, đội quân Côn Luân và Tam quân Thiết Phủ Vinh đều đến. Tính cả Tây Phương, Trung Phương và nhóm cấp dưới cũ của Diệp Lâm Quân, mọi người đều ngủ một đêm ở khu vực gần đài phong vương kinh thành. Vì lễ phong vương có ý nghĩa đặc biệt nên toàn bộ quá trình gần như đều live stream trước toàn dân. Vừa quyết định xong, chính phủ đã thông báo cả nước, tăng sự đoàn kết và lòng tin cho nhân dân Lạc Việt. Thứ hai, nước ngoài sẽ bị kinh sợ, kẻ gian thì bị cảnh cáo. Thứ ba, chỉ có buổi lễ long trọng như vậy mới xứng với ngôi vị Nhất Vũ Kiên Vương. Sáng sớm hôm sau, càng nhiều người tụ tập xem lễ trước đài phong vương. Cũng không phải bất kỳ ai cũng được đến xem lễ, chỉ có người cầm thiệp mời dự lễ mới được vào. Những người này bao gồm nhân vật lớn trong quân đội Lạc Việt và những người đã cống hiến to lớn cho đất nước. Chẳng hạn như bác sĩ Tân Bắc Sơn được mọi người kính nể. Lúc này, Tân Bắc Sơn đang trò chuyện với đám người Tây Phương. Trên mặt mấy người tràn đầy vẻ tiếc nuối. Ai ra, ban đầu vinh quang này có thể thuộc về lão đại. Bàn tay Trung Phương nắm chặt thành đấm. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh Diệp chờ một thời gian nữa là có thể phong vương rồi. Thật đáng tiếc. Thật ra Tần Bắc Sơn biết tất cả nhưng ông ta đã ký hiệp ước bảo mật nên đành giấu giếm. Nam Phương cười nói, vậy cũng tốt, có Nhất Vũ Kiên Vương rồi thì Trần Hữu Đạo không thể ngạo mạn như trước nữa. Anh ta cũng là cấp dưới của Nhất Vũ Kiên Vương. Đúng đó, nhưng mà tôi đoán Trần Hữu Đạo chắc chắn sẽ không phục. Người này kiêu ngạo vô cùng, tuyệt đối không cam lòng chịu sự chỉ huy của người khác. Ngược lại, tôi hy vọng Nhất Vũ Kiên Vương có thể dạy cho Trần Hữu Đạo một bài học. Tây Phương nói, phía bên kia, Trần Hữu Đạo thật sự có suy nghĩ như vậy. Hừ hừm, anh ta đến làm gì? Vẻ mặt của Trần Hữu Đạo chợt thay đổi. Không rõ, có thể là đến xem lễ. Thất Sát trả lời. Tốt, anh ta đang ở đâu, chúng ta qua đó xem thử. Dưới sự dẫn đường của Thất Sát, mọi người đi đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Ai ra? Trần Hữu Đạo nhìn thấy Diệp Lâm Quân bèn thở dài một hơi. Ngày xưa anh tài hoa rực rỡ, vô địch thiên hạ. Một nhưng mà cảnh còn người mất, bây giờ dáng vẻ của anh lại thành như vậy, anh có uống thuốc tôi đưa chưa? Nhanh chóng khôi phục đi nào. Tôi hy vọng anh khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó anh lại đánh cùng tôi một trận. Nếu thẳng thì vị trí chiến thân LL vẫn là của anh, mặc dù Trần Hữu Đạo nói thế, nhưng anh ta tuyệt đối không cho rằng Diệp Lâm Quân sẽ thắng. Phá Quân đứng bên hùa theo giải thích. Anh có thể hiểu lời của lão đại là anh ấy hy vọng anh khỏe mạnh như trước. Còn chuyện đấu một trận, thì anh thua 100% rồi, đến cả Trấn Thiên Điện cũng bị giẫm dưới chân lão đại. Ý của Phá Quân rất đơn giản, Diệp Lâm Quân khôi phục năng lực là tốt rồi, còn chuyện đánh bại lão đại thì đừng mơ. Diệp Lâm Quân bình tĩnh nói, không cần, anh cứ giữ vị trí chiến thần đi. Sợ rồi à? Đành chịu thôi, tướng quân bị bại trận giống như ngọn núi lớn bị sụp đổ. Tâm lý của Diệp Lâm Quân tương tự như vậy. Những chuyện này đã làm tổn thương anh ta quá nhiều, có lẽ mài hết tất cả ý chí chiến đấu của anh ta rồi. Đệ nhất hiến thân đã chết. Lão đại, có khi anh ta đến cả dũng khí khiêu chiến ngài cũng chẳng còn. Đám người thốn thức không ngót. Diệp Lâm Quân của năm đó đâu rồi? Anh ta mạnh đến mức không ai so được. Ai ngờ sẽ có ngày hôm nay. Bọn họ hoàn toàn không biết. Anh không còn hứng thú với vị trí chiến thân nữa bởi vì anh sắp trở thành Nhất Vũ Kiên Vương. Đến cả chiến thân Côn Luân cũng nằm trong quyền thống trị của anh. Anh Bắc, chúng ta đi thôi. Diệp Lâm Quân nói. Tại vì Bắc Thiên Vương đang dùng khuôn mặt thật đứng phía sau nên không ai nhận ra anh ta. Được. Trong đôi mắt của Bắc Thiên Vương thật ra đã bùng lên lửa giận.
Trong lòng anh ta nhớ mãi không thôi chuyện mình phải cố ý thua Chân Hữu Đạo. Sớm muộn cũng có ngày anh ta đánh bại Chân Hữu Đạo. Khoan đãi, tôi nói để các cậu đi sao? Tham Lang lạnh giọng nói. Các cậu nhất định phải đồng ý đấu với lão đại một trận thì mới được đi. Ba người nhìn chằm chằm vào anh. Tuy nhiên Diệp Lâm Quân không hề hứng thú với Trần Hữu Đạo. Đến cả sư phụ và anh em của anh ta, anh cũng có thể đánh chết, mỗi mình Trần Hữu Đạo thật sự chẳng đáng đánh. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không có hứng. Diệp Lâm Quân lập tức từ chối. Đây không phải cậu muốn quyết định là được, chỉ cần cơ thể cậu khôi phục, thì nhất định phải chấp nhận lời hẹn đấu của lão đại. Nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Đám người ngăn cản Diệp Lâm Quân, không cho anh rời đi. Làm gì đó? Muốn ăn đòn đúng không? Đến đây. Tiếng khiêu khích truyền đến, thì ra là đám người Tây Phương đến. Lão đại nhà tôi đến lượt mấy người bắt nạt sao? Trần Hữu Đạo, anh không phục thì hai chúng ta thử xem nào. Cả người Trung Phương đầy sát khí, đồn thẳng vào Trần Hữu Đạo. Những người còn lại cũng giận dữ nhìn bọn họ. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Trần Hữu Đạo đành cắn răng nhìn mà không dám nói gì. Lão đại, anh còn sống là quá tốt rồi. Chúng tôi định tổ chức lễ tang cho anh cơ. Sau một khoảng thời gian dài, mỗi người nhìn thấy Diệp Lâm Quân đều ngậm ngùi không thôi. Các anh không gây chuyện cho tôi chứ? Diệp Lâm Quân cười hỏi. Anh thật sự lo lắng mấy người anh em không khống chế được cảm xúc. Lão đại, chúng tôi không có. Mọi người hàn huyên chuyện cũ. Chẳng bao lâu sau, lễ phong vương sắp khai mạc. Mỗi người đều trở về vị trí của mình, Diệp Lâm Quân để Bắc Thiên Vương đẩy mình đi. Hử, hình như không thấy bóng dáng của Diệp Lâm Quân đâu, chẳng phải anh ta đến xem lễ à? Vẻ mặt của Trần Hữu Đạo đầy khó hiểu. Bọn họ đang tìm kiếm vị trí ngồi của Diệp Lâm Quân, đám người Tây Phương cũng thế. Sao anh bỗng dưng biến mất thế? Quan trọng là các vị trí sắp bị ngồi kín rồi. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm Quân vẫn chưa xuất hiện. Việc này thể hiện vị trí xem lễ cơ bản là không có anh. Mọi người lật danh sách nhưng không có tên Diệp Lâm Quân trên đó. Điều này chứng tỏ hoàn toàn không có anh. Vậy anh đến bằng cách nào? Không ai ngăn cản anh ư? Anh đi đâu rồi? Được rồi, chờ lễ phong vương bắt đầu đãi. Mọi người rời sự chú ý về phía buổi lễ. Giờ phút này, buổi lễ đắp được chuẩn bị hoàn tất, sắp sửa diễn ra. Hơn nữa, toàn bộ quá trình đều live stream. Mấy người Giang Bắc, Lý Tử Nhiệm đang ngồi chờ trước màn hình. Bé Quân võ hai bàn tay nhỏ nhắn, hô hào, ba, bye. Lý Tử Nhiệm nghiêm túc nói, Lê Quân, nếu ba không bị thương thì đúng là có thể xuất hiện, con phải ghi nhớ rằng ba con là anh hùng có 102. Bé Quân gật đầu, vâng ạ, Lê Quân biết, ba là anh hùng có 102, đợt lát nữa, chúng ta phải chú ý nhìn ba có ở trên khán đài hay không nhé. Lý Tử Nhiệm cười dặn con. Ụ vâng, được ạ. Đối với Lý Tử Nhiệm và Chí Oánh, Diệp Lâm Quân đi dự buổi lễ này cũng là vinh quang. Bởi vì ai cũng biết, người được dự lễ đều có công lớn với Lạc Việt. Những người khác dù giàu nứt đố đổ vách, hay quyền lực che trời cũng không được đi. Đi dự lễ, việc này đã là vinh dự vô cùng. Cho nên bọn họ đều chờ mong nhìn thấy bóng dáng của Diệp Lâm Quân trên khán đài. Rất nhiều người đang xem live stream. Gần như là toàn bộ công dân nước Lạc Việt đều xem. Đám người Ngô Thị Lan cũng đang nhìn. Bởi vì trước đây bọn họ cũng là quân nhân của Lạc Việt nên cảm giác hơi hoài niệm. Một đám người tụ tập xem chung với nhau. Mọi người đang chờ trước màn hình TV. Ngô Thị Lan còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ với mọi người, có sự tồn tại của Chiến Thần Đạo và Nhất Vũ Kiên Vương, Lạc Việt ta mới được bình yên. Đất nước yên bình, chúng ta mới có thể giàu có, dòng họ mới ngày càng phát triển. Chúng ta phải cảm ơn những vị anh hùng này. Đúng là như vậy, cho dù chúng ta phát triển thì cũng phải phát triển dưới nền hòa bình, thật sự nên cảm ơn những anh hùng này. Trịnh Quốc Thắng thở dài nói, nếu có thể đến hiện trường xem buổi lễ, thì đời này sống chẳng còn nuối tiếc. Đáng tiếc, người được đi xem lễ phong vương đều phải có cống hiến to lớn với Lạc Việt, thậm chí là cán bộ cấp cao của đất nước mới có được tư cách tham gia buổi lễ. Ngô Thị Lan rất tiếc nuối, bằng năng lực của bọn họ, muốn đi xem buổi lễ là chuyện không bao giờ xảy ra. Vì vậy, mơ mộng cũng chẳng dám. Nhưng nếu được trải nghiệm lần này, tuyệt đối sẽ khoe khoang tận trời.
Dù là những nhà giàu có quyền lực cũng chẳng dám khinh thường họ nữa. Trịnh Quân Nga cười khẩy, em nghe nói Diệp Lâm Quân cũng đi dự lễ, còn là Lý Tử Nhiệm đưa đi nữa. Sao cơ, nó cũng được đi dự lễ? Nó lấy tư cách gì? Nó chẳng qua là một thằng tàn phế. Nếu thật sự có tư cách, vậy phải tặng cho người lớn mới đúng. Nó đi thì làm được gì? Mọi người thấp giọng bàn tán. Không phải chứ, sao Diệp Lâm Quân có thể đi dự lễ? Trước đó tôi không nghe nói có ai mời anh ta cải. Đúng rồi, đi dự lễ là phải có thiệp mời. Mà Diệp Lâm Quân chưa nhận được mai. Được rồi, khi Livestream chúng ta xem là biết. Khách quý dự buổi lễ cũng không nhiều, hoàn toàn nhìn được từng người một. Diệp Lâm Quân có mặt ở đó hay không, chút nữa sẽ biết. Rất nhiều người chờ đợi buổi lễ phong vương. Không chỉ Lạc Việt mà còn cả thế giới. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang đi theo vệ quân Viêm Long đến nơi quy định, anh thay quần áo xong, chuẩn bị bắt đầu lễ lên ngôi. 10 giờ, lễ phong vương chính thức bắt đầu dưới sự quan sát của muôn người. Chúng ta mau vào xem đi, thằng đó còn muốn sửa họ à, lần này gặp báo ứng rồi chứ. Tôi hiểu rồi, lần này nhà họ Diệp đến Giang Bắc là để lập uy. Có lẽ muốn cảnh cáo chuyện Diệp Lâm Quân sửa họ. Đám người Trịnh Quân Nga bàn tán. Tiếp theo, bọn họ lập tức tiến vào hội quán. Sau khi bước vào trong hội quán, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Mấy chục người quỳ trên đất, đang điên cuồng đập đầu xuống sàn. Máu tươi bản ra nhuộm đỏ sàn nhà. Bọn họ lập tức nhận ra đám người này là nhà họ Diệp ở Giang Bắc. Họ đang dập đầu nhận tội ư? Có người dập đầu mạnh đến mức ngất xỉu. Những người còn lại thì đập đầu xuống sàn nhà đến mức máu thịt be bét. Việc này, đám người Ngô Thị Lan bị dọa sợ hết cả hồn. Bắp chân họ đang run rẩy, cơ thể cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán. Quá kinh khủng, vì sao bọn họ phải đập đầu? Chẳng lẽ vì... Mọi người nhìn nhau, lập tức nghĩ đến một trường hợp, bởi vì chuyện Lê Quân đổi họ Diệp nên nhà họ Diệp trực tiếp trách tội lên đầu nhà họ Diệp ở Giang Bắc. Sự trừng phạt đặc biệt. Vì vậy nhà họ Diệp ở Giang Bắc mới phải dập đầu nhận tội. Tha mạng. Xin tha mạng. Diệp Kiện Sâm chảy máu kín mặt cất tiếng xin tha yếu ớt. Trong lòng đám người Ngô Thị Lan cảm thấy sợ hãi, bèn trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ hung tợn. Đều do thằng sao chổi này. Cứ nhìn mỗi lần nó đều làm người khác bị vạ lây đi. Sớm muộn gì cũng có ngày ảnh hưởng đến bọn hợi nhà họ Diệp ở Giang Bắc quy giữa sân. Những đại tộc hào môn ở Kinh Thành và toàn Lạc Việt đều đứng lên, chỉ có mỗi Diệp Lâm Quân ngồi trên xe lăn, biểu cảm bình tĩnh, dáng vẻ không coi ai ra gì. Như vậy còn ra thể thống gì? Lá gan lớn quá rồi đó. Ngô Thị Lan nhìn Diệp Lâm Quân ôm bé Quân ngồi trên xe lăn bèn điên tiết hét lớn, Diệp Lâm Quân, cậu còn dám ngồi đó à? Sao không lăn xuống đất, quỳ xin lỗi đi? Lý Văn Chấn cũng hùa theo mắng, đúng, chuyện mày làm sai lại để người khác chịu tội à? Lương tâm của mày có dai dứt không? Mày là sao chổi, con mày cũng là sao chổi nhỏ. Mày vẫn dám ngồi á, sao không lăn xuống theo? Ba họ Lý, Trịnh và Trần giận dữ quát vào mặt Diệp Lâm Quân. Thằng nhóc này thật không coi ai ra gì mà. Am! Răng rắc! Bàn tay của Diệp Trung Thiên bỗng nhiên vỗ tan chiếc bàn thành hai phần, phát ra tiếng ầm ầm. Ở đây có chỗ cho các người nói chuyện à? Diệp Trung Thiên giận dữ hỏi. Đám người Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng bị dọa đến mức tim đập thình thịch. Không chỉ như thế. Đồng thời, ánh mắt của mấy ngàn người ngồi giữa sân đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt mọi người đều hung ác. Khí tức kinh khủng. Dám hô to gọi nhỏ với anh ấy. Các người chán sống rồi đúng không? Muốn chết hả? Trước mặt chúng tôi mà cũng dám ra vẻ à? To gan, nói lại một câu xem nào. Đám người quát lớn. Ba nhà Lý. Trịnh, Trần chịu đựng ánh nhìn của hàng nghìn ông lớn, bị dọa đến mức hồn muốn lìa khỏi xác. Tất cả mọi người đều điên rồi. Phịch phịch, mọi người không khống chế nổi cơ thể, tự động quỳ rạp xuống đất. Rất xin lỗi, chúng tôi sai rồi, trường hợp hiện tại không có chỗ cho chúng tôi mở miệng. Chúng tôi chỉ là đám sâu kiến nhỏ bé, kính mong các ông lớn không chấp kẻ thấp hèn mà bỏ qua một lần cho chúng tôi. Đám người Ngô Thị Lan đều cho rằng bọn họ mở miệng mà không được các ông lớn cho phép, mới làm mọi người tức giận. Dù sao thân phận của mỗi người ở đây đều cao quý, hiển hách, là người mà bọn họ chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên.
Bọn họ hoàn toàn không có tư cách nói chuyện trong tình huống này. Kết cục giống như bây giờ, họ làm các ông lớn nổi giận. Đến cả ông tổ nhà họ Diệp cũng tức giận. Đây đúng là một sai lầm lớn. Lúc này Đoàn Lệ Nguyên cũng vội vã chạy đến, chủ yếu vì cô lo lắng Diệp Lâm Quân và bé cưng xảy ra chuyện. Cô vừa chạy đến nơi thì đã thấy một đám người quỳ dưới đất. Hai mắt Lý Tử Nhiệm mở to. Cả thế giới đang chăm chú nhìn khoảnh khắc này. Mọi người đều muốn biết Nhất Phũ Kiên Vương là ai. Đặc biệt là đám người Trần Hữu Đạo và kẻ thù Lạc Việt rất muốn biết. Đây là thần thánh phương nào? Sẽ tạo thành uy hiếp cỡ nào cho bọn họ? Vì vậy, bọn họ chắc chắn phải biết Nhất Phũ Kiên Vương là thần thánh ở đâu. Một giây nữa chính là lúc Nhất Phũ Kiên Vương lên đài. Mời Vương Bào. Vệ quân Viêm Long hô to, Vương Bào của Nhất Phũ Kiên Vương được đến trung tâm đài. Trên Vương Bào thêu họa tiết kỳ lân sống động như thật, khí thế như núi. Thấy Vương Bào như thấy Nhất Phũ Kiên Vương. Mời Nhất Phũ Kiên Vương. Một giây sau, một bóng người cao lớn dưới sự vây quanh của vệ quân Viêm Long, xuất hiện trên đài Phong Vương. Dáng người sừng sững như núi, khí thể xông thẳng 9 tầng mây. Hồ Anh chỉ vẻn vẹn dậm chân bước vào, một cỗ khí thế mạnh mẽ đã bao phủ toàn trường. Không khí bị đè nén làm hô hấp mọi người chậm lại, gần như không thở nổi. Cường giả siêu cấp, những cao thủ như Trần Hữu Đạo cũng cảm nhận được. Nhân vật đứng trên đài Phong Vương, cơ bản là tồn tại vô địch. Thậm chí khiến Trần Hữu Đạo có cảm giác sợ hãi trong lòng. Anh ta vừa thấy Nhất Phũ Kiên Vương, thì bất kỳ suy nghĩ khiêu chiến nào cũng biến mất. Người này mang đến cho anh ta cảm giác giống những cường giả cấp thần trong môn phiệt Bắc An. Chỉ tỏa ra khí thế, đã đè bẹp tất cả dũng khí của anh ta. Nhưng khi mọi người muốn nhìn rõ anh là ai, mặt nạ Viêm Long đã che khuất. Tốc độ của anh quá nhanh. Gần như trong khoảnh khắc xuất hiện, anh đã cầm lấy mặt nạ Viêm Long và mang lên. Hình ảnh trong camera, mọi người không kịp nhìn. Đặc biệt là dùng mắt thường. Vừa muốn nhìn rõ khuôn mặt, trong chốc lát đã bị che khuất. Hừ, không chỉ như thế. Mọi người nhìn chăm chú màn hình cũng không rõ, còn Diệp Lâm Quân đã đeo mặt nạ lên. Quá nhanh rồi đó, chúng ta không nhìn rõ luôn. Lai lịch của Nhất Phũ Kiên Vương đến cùng là gì? Ngô Thị Lan đẩy cái kính lão hỏi. Không rõ, chúng ta chỉ còn cách xem camera. Mọi người đều đặt hết hy vọng vào camera chuyên nghiệp. Xem thử có quay được hay không. Còn dùng mắt thường và live stream là không thể ở phía Giang Bắc. Bé quân nhìn thấy dáng người cao lớn kia xuất hiện, bèn mừng rỡ hô to, ba, là ba. Ba xuất hiện Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh nhìn dáng vẻ vui mừng của bé quân thì nhìn nhau bó tay. Xem đi, đây chính là hậu quả. Diệp Lâm Quân thuận miệng nói bừa nhưng Lê Quân lại tin là thật. Ai ra? Cô thở dài. Trong quá trình lớn lên của trẻ nhỏ, chúng sẽ khắc sâu ấn tượng về lời nói và hành động của người lớn. Sẽ tin những chuyện này là sự thật. Lê Quân, đây không phải ba, chúng ta xem tiếp đi. Cô nói. Dạ, được ải. Bé Quân không gieo hò nữa, mà ngồi trên ghế nhỏ, tiếp tục xem tỉ vi. Hiện tại, Diệp Lâm Quân đã đeo nhân Viêm Long vào ngón tay. Vệ quân Viêm Long khoác Vương Bào cho An Hy tay anh cầm kiếm Viêm Long. Ke ngồ. Một tay anh rút kiếm Viêm Long ra, ánh sáng vàng kim trên thân kiếm tỏa sáng lóng lánh chói lóa. Ánh sáng màu vàng tỏa khắp nơi, sáng đến mức không thể mở mắt nhìn. Diệp Lâm Quân chĩa kiếm lên trời cao. Một cỗ khí thế vô địch, bá đạo tràn ra, đè bẹp khí thế của thời đại hiện tại. Đây là thời đại thuộc về anh. Thời đại này tên là Nhất Phũ Kiên Vương, cũng tên là Diệp Lâm Quân. Buổi lễ phong Nhất Phũ Kiên Vương sắp hoàn thành. Ai có ý kiến gì không? Vệ quân Viêm Lọng hỏi phía dưới. Tất cả mọi người đều không nói gì. Trần Hữu Đạo có lòng mà hết sức. Anh ta không bằng. Ta đành ngậm miệng, không nói tiếng nào. Tôi có ý kiến. Một giọng nói bỗng vang vọng toàn trường. Đây chính là đối mặt với Livestream toàn trường. Hầu như mọi người đều đang quan sát. Giọng nói này vang lên. Hiện trường yên tĩnh. Xung quanh im lặng không một tiếng động. Tất cả giật mình. Vô vàn người xem Livestream trước màn hình cũng yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy. Lễ phong vương lần đầu trong mấy trăm năm, lại có người không phục. Đây chính là Nhất Phũ Kiên Vương đói. Mặc dù anh vừa lên đài thì đã đeo mặt nạ,
khí thế rất kinh khủng đè nén đám người trong nháy mắt. Đến cả Trần Hữu Đạo cũng tâm phục khẩu phục. Trần Hữu Đạo suy đoán Nhất Phũ Kiên Vương có lẽ là cường giả đến từ môn phiệt danh tiếng. Chẳng hạn như tứ đại môn phiệt. Chỉ có thế lực như vậy mới bồi dưỡng được cường giả mạnh mẽ đến thế. Cho nên anh ta dù không muốn phục cũng phải phục, chỉ có anh ta hiểu rõ các cường giả đến từ tứ đại môn phiệt khủng bố mức độ nào. Ngay cả anh ta cũng phục sát đất. Nhưng ấy vậy mà vẫn có người không chịu thua ồ, điều này đồng nghĩa với chuyện làm trái ý của vệ quân Viêm Long. Mọi người cùng tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng rất tò mò. Là ai không phục Minh vậy? Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Trần Hữu Đạo. Nhưng Trần Hữu Đạo lại không lên tiếng. Là ai không phục? Vệ quân Viêm Long hô to. Tôi không phục. Một người đứng dậy. Nữ giới, lại là nữ giới. Điều này không có ai nghĩ tới. Nhưng cô gái này, mọi người ở đây lại không có mấy ai dám trêu. Bởi vì cô ta là thủ lĩnh Âu Lạc, một trong ba quân đoàn lớn nhất nước Lạc Việt, sánh ngang quân đoàn Côn Luân với Tu La. Cô ta không nổi danh trên quốc tế, nhưng tiếng ác lan truyền trong nước Lạc Việt. Cũng là nữ chiến thần duy nhất, nhưng mà tài năng của cô ta bị lấn áp bởi Diệp Lâm Quân và Trần Hữu Đạo. Khiến cô ta không có chỗ nào phát huy. Cho đến bây giờ cũng chẳng có mấy người biết. Nhưng người biết cô ta, chẳng ai dám xem nhẹ cả. Bao gồm Trần Hữu Đạo. Quân đoàn Âu Lạc nổi danh có ý chí kiên cường và lòng dũng cảm. Mà nữ chiến thần làm thủ lĩnh càng kiên cường và dũng cảm hơn, nổi danh là cô nàng khát máu. Nếu không thì làm sao cô ta có thể chỉ huy một đội quân gan dại? Từ xưa đến nay, chiến trường luôn là thiên hạ của đàn ông, cưỡi ngựa cầm súng đánh nhau là mơ ước của đàn ông. Gần như không có nữ giới. Nhưng một cô gái có thể chiến thắng hơn vạn quân, làm kinh sợ khắp nơi, đủ để thấy cô gái đó khủng bố cỡ nào. Cô ta tên là Phàn Thắng Nam. Ý nghĩa của cái tên hết sức đơn giản. Người nhà hy vọng cô ta còn tài giỏi hơn cả nam giới. Quan trọng hơn là tuổi của cô ta bằng Diệp Lâm Quân, điều này rất kinh khủng. Một cô gái trẻ tuổi vậy nhưng được phong thần trên chiến trường. Kinh khủng thế ư. Đám người nhìn thấy Phàn Thắng Nam xuất hiện thì đồng loạt hít khí lạnh. Đây là cô nàng sắt đá trên chiến trường ư. Vào thời điểm này cũng dám đứng lên. Trần Hữu Đạo nhìn thấy cô ta, biểu cảm lập tức trở nên kỳ quái, dường như anh ta nghĩ đến điều gì. Dáng dấp của Phàn Thắng Nam cao gầy, khoảng 1m75. Gương mặt vô cùng lạnh lùng, trên người cô ta tỏa ra hơi thở băng giá, làm người khác không dám lại gần nửa bước. Diệp Lâm Quân thật ra cũng không thân quen với Phàn Thắng Nam. Hầu hết là nghe nói, anh chỉ từng gặp qua một lần duy nhất. Vì thế anh rất hiếu kỳ về lý do cô không phục mình. Phàn Thắng Nam mơ chỉ gặp anh một lần duy nhất, thế mà lại cho rằng anh là người có hy vọng được phong vương. Còn được cô ta liệt kê vào trong những lý do. Tại sao? Diệp Lâm Quân không hiểu. Trần Hữu Đạo càng thêm không hiểu. Nói anh ta không xứng phong vương cũng được. Nhưng nói anh thua kém Diệp Lâm Quân là không thể chấp nhận. Anh ta từng chiến thắng Diệp Lâm Quân, còn áp đảo Trấn Thiên Điện. Vậy nhưng đến cả Phàn Thắng Nam cũng cảm thấy Diệp Lâm Quân có hy vọng được xưng vương nhất. Vậy không phải nghĩ Diệp Lâm Quân mạnh hơn anh ta à? Anh ta không phục. Vô cùng không phục. Đánh một trận với Diệp Lâm Quân là hành động bắt buộc. Nhất định phải chứng minh bản thân mạnh hơn Diệp Lâm Quân. Phàn Thắng Nam, cô nói sai thì phải. Có tôi ở đây mà cô dám nói Diệp Lâm Quân có khả năng được phong vương ư? Anh ta là bại tướng dưới tay tôi. Tôi còn đánh bại Điện Trấn Thiên, mạnh hơn cả Điện Thái Hòa đấy. Anh ta làm được thì tôi cũng làm được, mà anh ta không làm nổi thì tôi vẫn làm được. Cô còn nói anh ta xứng đáng nhất, cô để tôi ở đâu thế? Trần Hữu Đạo là kẻ nhỏ mọn, nên đã hỏi Phàn Thắng Nam tại chỗ. Ha ha, anh không biết làm sao mình thắng à? Anh chiếm hết ưu thế thôi, cho dù là thế nào, trong mắt tôi, anh ấy vẫn luôn mạnh hơn anh. Không. Phải là ở trong lòng vô số người, anh ấy vẫn mạnh hơn anh. Anh cùng lắm chỉ là một vị tướng giỏi, còn anh ấy là thống soái. Đây chính là điểm khác biệt. Phàn Thắng Nam lạnh giọng trả lời. Khi cô ta nói, đôi mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Cô ta hâm mộ Diệp Lâm Quân vô cùng. Ngay cả anh cũng cảm nhận được. Cô, Trần Hữu Đạo suýt bị tức chết nhưng không thể chứng minh. Chuyện của anh để sau hãy nói.
bây giờ không phải lúc tôi tranh luận với anh, lề mề chậm chạp. Phan Thắng Nam cũng trừng mắt nhìn lại anh ta. Ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Diệp Lâm Quân và Phan Thắng Nam. Tuy nhiên, ba lý do của cô ta đều được ủng hộ bởi đa số những người ở đây. Người được phong làm Nhất Phũ Kiên Vương nhất định phải có năng lực và chiến công trên tay. Không thì anh ta lấy gì để phục mọi người. Đây là nhân vật đột nhiên xuất hiện, lại được phong thành Nhất Phũ Kiên Vương. Mọi người hoặc tò mò hoặc không phục. Vệ quân Viêm Long thật ra có thể công bố trực tiếp thân phận của Nhất Phũ Kiên Vương. Nhưng bọn họ có lo lắng riêng. Thứ nhất, để Diệp Lâm Quân quét sạch kẻ thù trong bóng tối. Euro có thể làm rối loạn và kinh sợ kẻ thù. Dù sao chẳng ai biết Nhất Phũ Kiên Vương là ai. Có bối cảnh thế nào? Năng lực ra sao? Đạt được quân công gì? Uy hiếp mức nào? Toàn bộ đều không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất. Không hiểu rõ, mọi người sẽ không tùy tiện ra tay. Mọi người sẽ điều tra xem là ai, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực. Đồng thời họ cũng sợ hãi hơn. Đây cũng là lý do mà vệ quân Viêm Long ẩn giấu bí mật giúp anh. Phan Thắng Nam đúng là phái yếu không chịu thua đấng mày râu. Cô ta mở to mắt, nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng nói, mời Nhất Phũ Kiên Vương cho tôi một lý do để tin phục. Cho tất cả mọi người một lý do tin phục. Đúng thế, chúng tôi cũng muốn lý do để tin phục. Có người ra mặt, mọi người đồng loạt ủng hộ. Tất cả đều muốn có một lý do. Việc này, tình huống này, đến cả vệ quân Viêm Long cũng luống cuống chân tay. Bọn họ chưa suy nghĩ đến sẽ có người quấy nhiễu buổi lễ. Nhưng tình huống này, đúng là không cần suy xét. Dưới góc nhìn của bọn họ, tuyệt đối sẽ không ai ý kiến. Kết quả là xuất hiện một nữ chiến thần. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Lâm Quân, vứt vấn đề khó xử này cho anh. Để anh tự giải quyết. Diệp Lâm Quân cũng đành chịu. Vệ quân Viêm Long muốn mình chứng minh tài năng, mọi người phục sát đất đi. Nan đề. Vấn đề khó giải quyết. Thế mà vệ quân Viêm Long vứt nó cho mình. Nhưng vệ quân Viêm Lâng cũng có nỗi lo riêng. Trước mắt, Nhất Phũ Kiên Vương tuyệt đối không thể lộ ra quá nhiều thông tin. Nhất là thân phận và năng lực. Tốt nhất đừng lộ ra, để kẻ thù không biết rõ. Nhưng vì Phan Thắng Nam ép buộc nên bọn họ không còn cách nào khác. Vì vậy vệ quân Viêm Long chờ mong Diệp Lâm Quân giải quyết tất cả. Chuyện này dính líu đến việc hệ trọng, không chỉ đám người Phan Thắng Nam muốn biết, mà các thế lực nước ngoài có uy hiếp cho Lạc Việt còn muốn biết hơn. Đây là cơ hội tốt cho bọn họ. Dù chỉ biết chút tin tức cũng được. Nhưng nhờ có Phan Thắng Nam ép buộc, chưa chắc đã không thể buộc Diệp Lâm Quân lộ ra thân phận thật. Đến đi, cho tôi một lý do nào. Nhìn thấy đám người sững sờ, Phan Thắng Nam quát to. Trên toàn thế giới, các quốc gia phát triển và thế lực lớn đang quan sát càng gấp rút muốn biết. Bọn họ còn sốt ruột hơn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Que nhồ. Anh bỗng ngẩng đầu, ánh sáng kiêu hãnh trong mắt anh tỏa ra bốn phía giống như sấm sét rền vang. Đấy là ánh mắt ngạo nghề nhìn thiên hạ. Trong khoảnh khắc này, chỉ cần là người chạm vào ánh mắt của anh, đều bị dọa gần nứt toác tim gan. Loại ánh mắt này thật là đáng sợ, mọi người chưa thấy bao giờ. Da đầu mọi người tê dại, dòng máu như bị chảy ngược. Kinh khủng như vậy. Ngay cả Trần Hữu Đạo cũng khuất phục bởi khí thế kia, ồ đây là vượt xa anh ta. Còn ai không phục tôi nữa? Diệp Lâm Quân lạnh giọng hỏi. Chúng tôi phục, đều phục. Những người còn đòi lý do theo Phan Thắng Nam ban nấy, giờ phút này đều bị dọa sợ hết. Không ai dám mở miệng ý kiến gì nữa. Đây chính là khí thế đám người vệ quân Viêm Long gật đầu liên tục. Biện pháp xử lý của Diệp Lâm Quân thật sự rất tốt, trước tiên là dùng khí thế để ngăn chặn mọi người. Hiện tại chỉ còn một mình Phan Thắng Nam. Chỉ cần để cô ta tin phục là được. Như vậy thì giải quyết đơn giản hơn nhiều. Những người khác bị đọa sợ, điều này làm Phan Thắng Nam không kịp trở tay. Theo lý thuyết, chỉ cần có người ra mặt thì mọi người sẽ ủng hộ. Chỉ là tình hình không đúng, tất cả đều bị dọa. Chỉ dư lại mỗi mình cô. Phan Thắng Nam, chỉ có mỗi mình cô không phục. Anh nhìn cô ta nói. Tôi không phục. Anh giỏi thì lấy chiến công và năng lực đi, hoặc là tháo mặt nạ xuống. Phan Thắng Nam tuyệt đối không lùi nửa bước. Được, vậy tôi sẽ cho cô một lời giải thích.
Diệp Lâm Quân vẫy tay, đi theo tôi. Phan Thắng Nam ở đi theo anh. Anh đưa cho cô ta một cuốn sổ, trong đó ghi chép những nhân vật và thế lực bị diệt trừ bởi chính anh và Trấn Thiên Điện. Vệ quân Viêm Long bỗng phản ứng kịp, họ biết Diệp Lâm Quân đang cho cô ta nhìn thứ gì. Không hổ danh nhất Phũ Kiên Vương, đến tình huống này mà anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, nhịp thở của mọi người đều dồn dập, họ không thể chờ đợi để biết trong cuốn sổ có gì. Thế lực nước ngoài và các quốc gia còn muốn biết hơn. Nhưng mà đây là đồ vật bí mật, đương nhiên không xuất hiện trong màn hình. Hồng hộc, hổn hển. Phan Thắng Nam há miệng thở hổn hển, xem hết quyển sổ chiến công này. Phục, phục trong dấu ngoặc kép luôn. Chỉ riêng chiến công được ghi trong cuốn sổ là đã đủ để anh phong vương. Nhưng đằng sau mặt nạ là ai chứ? Phan Thắng Nam rất hiếu kỳ. Nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cô ta đã bị tin phục bởi anh. Chẳng cần biết anh là ai. Tôi phục. Ấp tôi xin lỗi cô ta cầm được thì buông được, chủ động nhận lỗi. Gì cơ? Sau khi mọi người ở đây nghe thấy câu này, vẻ mặt đồng loạt thay đổi. Phan Thắng Nam đắp nhìn thấy gì thế? Đây là điểm làm mọi người tò mò. Nội dung gì có thể khiến một chiến thần kiêu ngạo chỉ nhìn một chút thì đã chịu thua? Phan Thắng Nam nhìn mọi người nói, tôi xin giữ bí mật. Từ giây phút xem cuốn sổ chiến công, cô ta đã biết đại khái kế hoạch của vệ quân Viêm Long. Gác ông muốn biết cũng được, học tôi không phục là được xem. Giọng của Phan Thắng Nam lạnh nhạt. Ánh mắt sắc bén và bá đạo của Diệp Lâm Quân lướt qua gương mặt của từng người. Toàn trường không có ai ý kiến. Dù nghĩ khác thì cũng không dám nói ra miệng. Sợ hãi, đồ đặt ở đây, muốn nhìn hãy tiến lên. Diệp Lâm Quân bỗng trầm giọng nói với mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn sổ chiến công trên đài, nhưng không ai dám lại nhìn. Được rồi, cơ hội đã cho các anh, bây giờ thì cất đồ đi. Giọng nói của Diệp Lâm Quân lạnh lùng. Sau cùng vẫn không ai tiến lên xem. Vệ quân Viêm Long nhìn về phía anh càng thêm tán thưởng. Phan Thắng Nam bỗng nhiên đứng dậy, trở thành sự cố ban đầu. Nhưng đã bị Diệp Lâm Quân mạnh mẽ cứu vấn. Không chỉ như thế mà còn mê hoặc và đe dọa kẻ thù. Bởi vì trừ Phan Thắng Nam ra, không ai biết sổ chiến công viết gì. Thế là trên mặt anh đã phủ lên một lớp khăn che mặt tha ẩn bí. Còn mang đến tác dụng mê hoặc. Hành động của Phan Thắng Nam đã đem lại tác dụng ngược. Vậy tôi xin tuyên bố lễ phong vương đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, Nhất Phũ Kiên Vương nhậm chức. Trấn giữ Bắc Cảnh Thành, bảo vệ Lạc Việt, rạng danh đất nước. Lễ phong vương kết thúc. Lạc Việt xuất hiện Nhất Phũ Kiên Vương. Cả nước Lạc Việt chúc mừng, nhưng hàng trăm quốc gia khác lại giảm mạnh sĩ khí. Một khoảng thời gian dài trong tương lai, bọn họ chỉ đi thăm dò anh là ai. Buổi lễ chấm dứt, Nhất Phũ Kiên Vương cũng không thấy đâu. Việc này khiến những người lên kế hoạch tìm hiểu anh đồng loạt thất bại. Trên đường rời đi, Phan Thắng Nam bị Chân Hữu Đạo ngăn lại. Anh muốn làm gì? Xét về chức vị thì anh chỉ cao hơn tôi một chút. Tôi không sợ. Xét về năng lực thì tôi càng không sợ. Muốn đánh thì đánh. Phan Thắng Nam trừng mắt với anh ta. Chân Hữu Đạo hừ lạnh, không, tôi không đánh phụ nữ. Tôi đến tìm cô vì việc khác. Chẳng lẽ anh muốn biết tôi nhìn thấy gì? Phan Thắng Nam hỏi. Anh ta lắc đầu. Anh ta thật sự tâm phục khẩu phục Nhất Phũ Kiên Vương. Vậy nên Phan Thắng Nam nhìn thấy gì, anh ta không quan tâm. Không, đi theo tôi, đi tìm một người quen. Được. Phan Thắng Nam đi theo. Không nghĩ tới người quen này là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, đến cả Phan Thắng Nam cũng cảm thấy tôi không bằng anh. Vậy thì tốt, tôi sẽ đưa thử thách đấu cho anh. Vào ngày anh khôi phục, tôi nhất định khiêu chiến, đánh bại anh lần thứ hai. Phan Thắng Nam chứng kiến. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng tất cả biện pháp để anh khôi phục về thời kỳ đỉnh cao. Cơn tức này, Trần Hữu Đạo không nhịn được. Anh ta nhất định phải để Phan Thắng Nam biết rằng mình mới là người xứng được phong vương nhất. Chứ không phải Diệp Lâm Quân. Quên đi, anh không phải đối thủ của tôi, đánh anh không có ý nghĩa. Gương mặt của Diệp Lâm Quân lạnh lùng. Diệp Lâm Quân, anh chớ có kiêu căng. Ỷ vào mình bị tàn phế, muốn làm gì thì làm. Thật sự cho rằng anh là đối thủ của tôi sao? Trần Hữu Đạo tức hồng hộc, hô lớn. Đám người thất sát càng phân nộ. Ánh mắt của Phan Thắng Nam nhìn anh đầy phức tạp, lần trước tạm biệt vội vàng,
còn chưa nói được hai câu, bây giờ chúng ta lại gặp nhau dưới hoàn cảnh này. Nhưng mà tôi tin anh sẽ khỏe lên, tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp anh khôi phục. Tôi vẫn cho rằng anh mạnh hơn Trần Hữu Đạo. Phan Thăng Nam nói câu này như chém đinh chặt sắt, làm Trần Hữu Đạo tức chết mất. Không, anh ta nhất định phải dùng toàn bộ biện pháp giúp Diệp Lâm Quân khôi phục. Giúp anh trở lại đỉnh cao, anh ta đánh thắng anh một lần nữa thì mới có thể phá tan tất cả nghi vấn. Trần Hữu Đạo quyết định đến môn phiệt Bắc An một chuyến, tự mình xin thuốc và y thuật cổ truyền để điều trị cho Diệp Lâm Quân. Phan Thăng Nam cũng có suy nghĩ giống vậy, phải nhanh chóng cứu chữa cho Diệp Lâm Quân, để anh chiến thắng Trần Hữu Đạo. Trường hợp là cô ta đến từ tứ đại môn phiệt Nam Cương. Nơi này và môn phiệt Bắc An chỉ khác nhau về chuyên thừa, còn kết cấu và chức năng đều gần tương đương với nhau. Việc này cũng có thể giải thích tại sao cô ta chưa đến 30 tuổi nhưng lại trở thành nữ chiến thần duy nhất của nước Lạc Việt. Cô ta xuất thân từ danh môn tứ đại môn phiệt. Những cô gái khác cho dù có tính kiên trì, thiên phú cao hơn mà không được bồi dưỡng, thì cũng rất khó lập công dựng nghiệp trên chiến trường. Phan Thăng Nam sinh ra ở danh môn, còn là loại thế lực cổ xưa lánh đời nên ở đây có vài quan niệm cổ điển truyền thống. Ví dụ, trọng nam khinh nữ. Ba của Phan Thăng Nam không có con trai dưới gối, chỉ có vài đứa con gái nên từ nhỏ ông đã bồi dưỡng cô ta giống như con trai, điều này được thể hiện qua cái tên. Nhưng cho dù Phan Thăng Nam cố gắng như thế nào, cũng chẳng lấy được sự ưu ái của cấp cao môn phiệt Nam Cương. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy cô ta không bằng đàn ông. Đến nỗi còn gây khó dễ cho cô ta khắp nơi. Trong vòng tròn trọng nam khinh nữ của đám người này, Phan Thăng Nam rất khó sống. Phan Thăng Nam dưới cơn nóng giận bèn đi ra thế tục, lập công dựng nghiệp. Cô ta nghĩ xông xáo ra một vùng đất riêng cho bản thân. Để nói với toàn bộ người của môn phiệt Nam Cương rằng con gái cũng ra chiến trường giết địch được, cũng lập công dựng nghiệp được. Cô ta theo đuổi một nguyên tắc phá vỡ quan niệm cũ kỹ của môn phiệt Nam Cương. Đúng là xuất thân danh môn, Phan Thăng Nam đã xông xáo được một vùng đất riêng. Cô ta trở thành nữ chiến thần duy nhất của nước Lạc Việt. Vì vậy trên người cô ta cũng có thuốc và y thuật cổ truyền. Cô ta cũng muốn chữa khỏi cho Diệp Lâm Quân. Chiến thần quân, trận đấu này bắt buộc phải đánh. Đương nhiên với điều kiện là anh bình phục, tôi sẽ giúp anh. Bây giờ xem ra Trần Hữu Đạo cũng sẽ giúp anh, từ giờ đến khi anh bình phục, có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Phan Thăng Nam dường như tràn đầy lòng tin với Diệp Lâm Quân. Trần Hữu Đạo lập tức nói, tốt, quyết định như vậy đi. Tôi sẽ dốc hết sức để chữa trị cho anh, đến khi đó chúng ta phải đánh một trận công bằng công khêu. Được, hẹn đấu đã xong. Phan Thăng Nam gật đầu. Tối, Diệp Lâm Quân cạn lời. Ai quyết định thay anh? Anh còn chưa lên tiếng mà. Yên tâm đi, tôi dốc sức ủng hộ anh. Đến khi đó anh hãy cướp lại ngôi vị chiến thần. Phan Thăng Nam nở nụ cười dịu dàng như gió mùa xuân với Diệp Lâm Quân. Cảnh này làm Trần Hữu Đạo trợn to đôi mắt. Anh ta quen Phan Thăng Nam đã lâu. Bà cô này đi đâu, không phải cũng lạnh lùng như khối băng sao? Đối với bất kỳ ai cũng bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh nhạt. Chỉ cười với mỗi mình Diệp Lâm Quân. Còn ủng hộ anh ta như vậy nữa. Trần Hữu Đạo siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da chảy máu. Diệp Lâm Quân cũng vô cùng tò mò. Cô nàng này ủng hộ mình thế cơ à? Mình chỉ gặp cô ấy đúng một lần mà thôi. Nghe mệnh lệnh của tôi, Trần Hữu Đạo, Phan Thăng Nam dẫn theo cấp dưới đến gặp Nhất Phú Kiên Vương. Anh ấy có mệnh lệnh quan trọng. Đúng lúc này, vệ quân Viêm Long đến truyền mệnh lệnh. Dù sao Nhất Phú Kiên Vương vừa nhậm chức cũng phải gặp mặt cấp dưới một lần. Tuân lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai người đều rời đi. Nhưng trước khi đi, Phan Thăng Nam nói với anh, tạm thời anh chờ ở đây một chút, sau khi tối xong việc thì sẽ đi tìm anh. Biểu cảm của Diệp Lâm Quân đầy tò mò. Chẳng phải nữ chiến thần nổi danh lạnh lùng vô tình sao? Một lát sau, Diệp Lâm Quân đã xuất hiện bảng thân phận Nhất Phú Kiên Vương. Nhóm người phía dưới trừ cấp dưới cũ của anh ra còn có đám người Trần Hữu Đạo và Phan Thăng Nam. Đối với Nhất Phú Kiên Vương, ai ai cũng tâm phục khẩu phục. Ai cũng muốn biết gương mặt dưới mặt nạ Viêm Long kia trông như thế nào. Tôi tập hợp mọi người lại đây chỉ có một mục đích, cảnh cáo các vị, nên sử dụng thời gian và sức lực vào chuyện hệ trọng, đừng lãng phí vào những điều vặt vãnh. Là chiến thân, chiến vương của Lạc Việt,
mục đích của tất cả là giữ gìn Lạc Việt, bảo vệ từng tấc đất của non sông. Đừng làm những chuyện không cần thiết khác. Nhất Phủ Kiên Vương vừa dứt lời thì Phàn Thăng Nam và Trần Hữu Đạo đều sững người. Người khác nghe anh nói không có cảm giác gì. Còn hai người vừa nghe đã cảm thấy rung động trong lòng. Chẳng phải ban nãy bọn họ vừa làm chuyện không hệ trọng à? Lãng phí thời gian và sức lực cho Diệp Lâm Quân. Có vẻ như lời của anh đang nhắc nhở họ. Không, đây là đang cảnh cáo họ. Nhưng chuyện này vừa diễn ra mà. Làm sao Nhất Phủ Kiên Vương biết được? Cảm giác sợ hãi dâng lên não. Chẳng lẽ bọn họ bị giám sát? Đối với Nhất Phủ Kiên Vương, họ có vài phần tò mò nhưng phần nhiều là tin phục. Anh thật sự không muốn hai người này lãng phí thời gian cho mình, nên đành dùng biện pháp này nhắc nhở họ. Thế nhưng, đương nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ chuyện này. Nếu có nhiệm vụ, tôi sẽ dùng phương thức đặc biệt để thông báo cho các vị. Được rồi, giải tán đi. Sau khi anh dặn dò đám người bèn nhanh chóng rời khỏi. Trần Hữu Đạo, chẳng phải anh vẫn luôn kiêu ngạo khó thuần à? Ai cũng không phục cơ mà. Sao thế, bây giờ anh sợ rồi ư? Phàn Thắng Nam cười lạnh hỏi. Trần Hữu Đạo mà cô ta, quen đâu phải thế này. Đây hình như là lần đầu tiên anh ta như thế này. Mặt anh ta đầy khó xử, tôi đối mặt anh ấy, đến cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Sao không phục cho được? Anh từng nghĩ qua thân phận của anh ấy chưa? Tôi đoán anh ấy đến từ bốn môn phiệt lớn nhất, hoặc càng quyền lực hơn. Tôi không tưởng nổi trong thế tục có người mạnh đến mức này. Đây là lần đầu tiên Trần Hữu Đạo hoàn toàn chịu thua. Chênh lệch quá nhiều. Khí thế của người ta vừa xuất hiện, Trần Hữu Đạo đã biết mình sẽ thua cực kỳ thảm hại. Cơ bản là không thể đuổi kịp. Anh ta đến một chút dũng khí cũng không có. Bây giờ động lực để anh ta kiên trì chỉ còn Diệp Lâm Quân. Anh là người duy nhất giúp anh ta tìm lại cảm giác sống. Xem ra anh vẫn biết điều. Phàn Thắng Nam hừ lạnh, chuẩn bị rời đi. Chờ chút, tại sao cô lại ủng hộ Diệp Lâm Quân như thế? Trần Hữu Đạo hỏi. Anh ta khá khó chịu. Nếu nói về quan hệ thì anh ta và cô ta càng thân thiết hơn mà. Tại sao Phàn Thắng Nam chỉ gặp Diệp Lâm Quân một lần duy nhất mà ủng hộ anh như vậy? Điều này làm anh ta rất ú sầu trong lòng. Anh không hiểu được đâu. Cô ta để một câu nói lại cho Trần Hữu Đạo rồi rời khỏi. Phía bên kia, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương trở về Giang Bắc. Bởi vì lễ phong vương nên đường thủy tư nhân không được cho phép đi lại. Vậy nên hai người lái xe trở về Giang Bắc. Ở trong xe, Diệp Lâm Quân cười, bây giờ đã tốt hơn rồi, trừ Trấn Thiên Điện ra, tôi còn quyền hạn khác. Muốn làm gì cũng đơn giản hơn nhiều. Anh đã suy nghĩ kế hoạch tiếp theo nên làm gì. Quan trọng nhất là điều tra ra tai họa ngầm kinh khủng nhất của Lạc Việt và bí mật giúp Điện Thái Hòa cho tàn lại cháy. Màn đêm dần buông xuống, chiếc xe lái vào nơi vắng vẻ. Bắc Thiên Vương cũng bắt đầu cảnh giác. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên núi bỗng nhiên có hai tảng đá lớn rơi xuống dưới, hướng về phía trước xe. Diệp Lâm Quân cười nhẹ, ồ, có người đánh lén tôi ở đây à? Thú vị đó. Bắc Thiên Vương tránh thoát hai tảng đá lớn bằng kỹ thuật lái xe cao siêu, nhưng mà đoạn đường phía trước cũng bị chặn. Một giây sau, xung quanh xuất hiện từng bóng người. Bọn họ cố ý đến vì Diệp Lâm Quân. Cho dù thân phận bên ngoài của Diệp Lâm Quân chỉ là người bình thường nhưng ngày xưa anh chính là chiến thần Côn Luân đó. Ai dám động vào anh trong lãnh thổ Lạc Việt chứ? Thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có người muốn động vào anh. Sẽ là ai nhỉ? Đám người ẩn giấu khí tức, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại cuồn cuộn như đại dương. Cấp bậc tông sư, bọn họ đều là cường giả cấp tông sư, không hề thua kém Phó Thân Minh. Hử! Môn phiệt Bắc An ư? Tại vì Diệp Lâm Quân cảm nhận được khí tức trên người họ giống với Trần Hữu Đạo. Vậy thì khẳng định không nghi ngờ gì nữa. Đám người này chính là môn phiệt Bắc An. Các anh đến tìm tôi làm gì? Chúng tôi điều tra một việc, năm thành viên vô tội của môn phiệt Bắc An chết ở Kinh Thành. Đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Tuy nhiên nguyên nhân năm người này rời núi liên quan đến anh, vậy nên chúng tôi đặc biệt tới tra hỏi anh. Chúng tôi hỏi gì, anh đáp đó. Hiểu chưa? Trên người mỗi đệ tử môn phiệt Bắc An đều lộ ra vẻ khinh thường, thái độ vốn dĩ là bê trên. Phó Thần Minh chết đúng không? Đúng, chính xác, anh quả nhiên đã biết. Ánh mắt của từng đệ tử môn phiệt Bắc An đều lóe lên vẻ lạnh lẽo.
Anh cười nhẹ, vậy các anh đã hỏi đúng người rồi, ông ta do tôi giết. Cái gì? Câu trả lời này khiến cả đám dù chết cũng không hết kinh ngạc, bọn họ đều muốn điên rồi. Bọn họ đã điều tra từ lâu, nhưng chẳng có kết quả. Ban đầu dự định bắt Diệp Lâm Quân đi hỏi thử xem có lấy được manh mối gì không. Thế nhưng nào ngờ rằng bọn họ vừa hỏi Diệp Lâm Quân thì đã biết anh chính là hung thủ rồi. Đâu thể như thế được, anh dám giết người của môn phiệt Bắc An chúng tôi sao? Mặt bọn họ bừng lửa giận, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh. Phó thần Minh cấu kết kẻ gian, giết hại nhân dân Lạc Việt ta. Còn mưu tính dựa vào mánh khóe để điều khiển vị trí chiến thần. Ông ta bị trừng trị là đúng tội. Anh chăm chú nhìn bọn họ. Hụp, người của môn phiệt Bắc An chúng tôi làm việc cần tuân thủ những khuôn phép này sao? Đúng vậy, chúng tôi muốn làm gì thì làm đó thôi. Đám người kiêu căng và ngang ngược. Nhưng đây chính là phong cách làm việc của môn phiệt Bắc An. Vậy nên các anh mặc kệ pháp luật trong mắt các anh có nước Lạc Việt không? Diệp Lâm Quân lạnh giọng hỏi. Ha ha, pháp luật á? Chúng tôi chính là pháp luật, đừng dùng quy tắc của các anh để làm chúng tôi bị gò bó. Trên đời này không có ai hạn chế được chúng tôi cả, thái độ của môn phiệt Bắc An rất kiên quyết. Diệp Lâm Quân càng giận hơn, chỉ cần là ở trên lãnh thổ Lạc Việt thì phải tuân thủ toàn bộ quy định của đất nước. Đây là điều cơ bản nhất. Tuân thủ cái rắm, đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Ai mạnh thì người đó quyết định, chỉ là thế tục mà cũng muốn quản lý chúng tôi á. Chúng tôi chỉ cần cho một đệ tử bậc trung xuống núi cũng dư sức trở thành chiến thần. Chỉ vậy đã muốn quản lý chúng tôi hả? Đây là tư tưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của những môn phiệt lớn. Bọn họ đều không thích bị gò bó. Nếu các Diệp Lâm Quân cười lạnh trả lời, anh sống yên ổn thì chẳng ai quản lý các anh. Nhưng các anh muốn làm chuyện xấu, Diệp Lâm Quân tôi là người đầu tiên không đồng ý. Ví dụ loại người như Phó Thần Minh, tôi sẽ ra mặt chém giết. Cả người anh toát lên khí lạnh. Chỉ bằng anh, cũng muốn quản lý chúng tôi á? Đám người cười to. Chưa nói về xuất thân thấp hèn của Diệp Lâm Quân, không có quyền lực hay tài lực. Bây giờ Diệp Lâm Quân còn là người tàn tật, liều lĩnh đến thế sao? Muốn chết hả? Giết chết anh ta, mang đầu về nhận lệnh. Các cao thủ của môn phiệt Bắc An đều nhìn chằm chằm anh. Bọn họ đã tìm thấy hung thủ, vậy cứ giết thẳng là được. Chỉ bằng các anh à? Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đều cười. Hả? Đám đệ tử môn phiệt Bắc An đồng loạt sững sờ, không hiểu nhìn hai người. Lời này nên nói ngược lại chứ? Chẳng phải bọn họ mới nên nói vậy à? Bắt lại! Các cao thủ môn phiệt Bắc An ra tay. Bóng dáng bọn họ giống tia chớp, lao nhanh về phía Diệp Lâm Quân. Bắc Thiên Vương! Anh nhỏ giọng nói, đồng thời đưa tay châm lửa một điều thuốc sôi hút. Các cao thủ môn phiệt Bắc An chiến đấu với Bắc Thiên Vương. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Nhưng không có người nào của môn phiệt Bắc An đến gần chiếc xe được nửa bước. Lần này khoảng 10 người trong môn phiệt Bắc An đi điều tra chung. Bọn họ thấy Bắc Thiên Vương khủng bố như thế thì tất cả cao thủ trong bóng tối đều đồng loạt xuất hiện. Ôi trời ạ! Mẹ nó! Bà mẹ nó! Từng lời thán phục theo bản năng đã bày tỏ cảm xúc rung động trong lòng các cao thủ môn phiệt Bắc An. Bọn họ đâu ngờ rằng thế giới cấp thấp trong mắt họ có cao thủ khủng bố đến mức này. Cơ bản là đáng sợ tột cùng. Bắc Thiên Vương nắm quyền áp đảo, sức mạnh toàn cơ thể tuôn trào như dung nham, sóng thần, ép cho mười mấy vị tông sư môn phiệt Bắc An hoàn toàn không kịp thở. Cuộc chiến giữa hai bên đến phần gay cấn. Diệp Lâm Quân sắp hút xong một điếu thuốc. Lạch cạch, âm. Cuối cùng thì anh đã hút xong một điếu thuốc, tên cao thủ còn lại sau cùng cũng ngã xuống đất. Không thể tưởng tượng nổi. Việc này khiến nhóm thiên tài của môn phiệt Bắc An không chấp nhận được. Thế tục có người kinh khủng mức này ư? Treo đánh bọn họ. Khó trách đám người Phó Thần Minh lại chết. Thì ra là bên cạnh Diệp Lâm Quân có cao thủ mức này sao? Trong chốc lát, bọn họ đã xem Bắc Thiên Vương là vệ sĩ của anh. Dù sao anh luôn ngồi xe lăn, cũng không có biểu hiện khác thường nào. Điện chủ, tôi đã sai người mang họ về. Bắc Thiên Vương xoa tay báo cáo. Diệp Lâm Quân bèn lắc đầu nói, không. Thả bọn họ đi. Hả? Lần này đám người môn phiệt Bắc An lại sững sờ. Thả bọn họ à? Đây là não bị uống nước rồi đúng không? Anh không sợ thả hổ về rừng à?
Một khi môn Việt Bắc An biết chuyện này thì tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng. Anh dám thả họ về thật à? Diệp Lâm Quân cười lạnh, nhìn họ mà nói, quay về nói với người cầm quyền của môn Việt Bắc An một câu, sống trong lãnh thổ Lạc Việt thì phải tuân thủ tất cả luật pháp của Lạc Việt. Nếu vi phạm quy định thì phải chịu hậu quả. Diệp Lâm Quân tôi là người nói. Được, chúng tôi sẽ truyền đạt y chang lời nói. Diệp Lâm Quân, anh chờ chết đi. Đừng e hâu rằng bên cạnh anh có cao thủ là có khả năng trừng trị bất kỳ ai. Thực lực tiềm tàng của môn Việt Bắc An vượt xa tưởng tượng của anh rất nhiều đấy, cao thủ nhiều không kể hết. Anh cứ đợi tai nạn giáng xuống đi, môn Việt Bắc An chắn chắn không bỏ qua cho anh. Đám người hét lớn rồi rời đi. Đúng là không ngờ tới Diệp Lâm Quân tàn tật lại có cao thủ bảo vệ bên cạnh. Đúng vậy, người này dù ở môn Việt Bắc An cũng leo lên được vị trí rất cao. Tại sao phải cam chịu làm vệ sĩ bên cạnh Diệp Lâm Quân chứ? Danh tiếng trước đây của Diệp Lâm Quân rất cao, có cao thủ đi theo thì cũng chẳng lạ chút nào. Trong mắt mọi người, Diệp Lâm Quân vẫn là người tàn tật, anh kiêu ngạo là vì có Bắc Thiên Vương ở bên. Chúng ta lập tức về nói cho sư phụ biết mọi chuyện. Môn Việt Bắc An sắp xuất thế, đến lúc đó sẽ lấy Diệp Lâm Quân để tế trời. Đám người vội vã rời đi. Bắc Thiên Vương khó hiểu nhìn anh. Tại sao phải thả họ đi? Anh cười, mối họa ngầm của Lạc Việt là những thế lực trong tối, để bọn họ lộ ra mới tốt. Bắc Thiên Vương lập tức hiểu, điện chủ, ngài muốn môn Việt Bắc An xuất hiện ở thế tục trước, như vậy dưới phản ứng liên quan, các thế lực khác sẽ nổi lên mặt nước từng cái một. Đến khi đó, mối họa ngầm của Lạc Việt sẽ dễ diệt trừ hơn nhiều. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng vậy, chính là ý này. Trước tiên để bọn họ nổi lên mặt nước thì chúng ta điều tra mới dễ dàng. Đương nhiên anh còn nhắc đến ý khác, bản thân là người Lạc Việt, nhất định phải đồng ý pháp luật Lạc Việt. Hiện tại, anh ngày càng hoài nghi mối họa ngầm mà vệ quân Viêm Long nói chính là những thế lực ngầm này. Bọn họ mạnh mẽ, bí ẩn và không chịu ràng buộc. Bọn họ dễ dàng làm ra một loạt hành động nguy hiểm, uy hiếp đến nước Lạc Việt nhất. Vì vậy, khi môn Việt Bắc An xuất hiện, đầu tiên anh sẽ ép họ ra ngoài. Tiếp theo, anh chắc chắn sẽ lôi từng thế lực ngầm khác ra theo. Đến khi đó, điều tra dễ dàng. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của anh, cần thiết loại bỏ tất cả người và thế lực uy hiếp đến Lạc Việt. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân đã đến Giang Bắc. Lý Tử Nhiệm đặc biệt dẫn Lê Quân ra ngoài cổng đón anh. Ba, con nhìn thấy ba trên tỷ vĩ. Bé Quân ngả người vào lòng anh. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh đều bó tay. Cô bé cứ luôn miệng nói đã nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Hai người đã hết cách rồi. Diệp Lâm Quân cười nói, ba cũng nhìn thấy con. Thật à? Bé Quân lộ vẻ hào hứng. Ba mang quà về cho con nè, anh Vương, anh lấy quà đến đây giúp tôi. Diệp Lâm Quân đặn dò. Bắc Thiên Vương lấy ba hộp quà từ xe ra. Đây là vật kỷ niệm của lễ phong vương. Chỉ cần là khách quý đến tham dự đều được nhận. Diệp Lâm Quân lấy ba thứ, xem như món quà đưa tặng bé Quân, Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh. Vật kỷ niệm bao gồm huân chương kỷ niệm và hai bức tranh. Giá cả sản xuất rất thấp nhưng chúng lại vô giá. Nghìn vàng cũng không mua nổi. Không khoa trương nếu nói rằng một bộ quà tặng của lễ phong vương ra giá 3 tỷ rưỡi, chắc chắn cũng có người xếp hàng, tranh giành nhau mua để sưu tập. Dù sao thứ này cũng quá hiếm. Hoàn toàn không mua được, chỉ những người tham dự mới có. Bé Quân rất hào hứng nhìn hộp quà. Lý Tử Nhiệm và Trí Oánh cũng vui vẻ. Đây là vinh quang thuộc về bọn họ, là đồ vật đáng giá cất giữ cả đời. Lý Tử Nhiệm mỉm cười, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra Diệp Lâm Quân không phí công đi kinh thành một chuyến. Anh còn mang vật kỷ niệm về nhà. Mọi người ở đó vẫn còn tình nghĩa. E là đồ giả quá. Một giọng nói lạnh lùng quát lớn. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trịnh Quân Nga đi vào giữa sân. Chồng tôi đã lấy vật kỷ niệm ra rồi mà cô dám nói chúng là giả ư? Lý Tử Nhiệm giận dữ nói. Lý Tử Nhiệm, cô cũng xem Livestream đúng không? Khách quý dự lễ cũng không nhiều, từng người đều xuất hiện trên màn hình, nhưng cô có nhìn thấy Diệp Lâm Quân không? Trịnh Quân Nga hỏi. Tôi. Lý Tử Nhiệm nghẹn lời, cô quả thật không nhìn thấy. Lê Quân thấy ba, Lê Quân nhìn thấy. Bé Quân hô. Trịnh Quân Nga khinh thường, hừ lạnh nói, Lý Tử Nhiệm, cô xem lại đi,
con gái của cô cũng bị dạy dỗ thành thế này rồi, mở miệng là nói dối. Thật sự quá ghê gớm đi. Vẻ mặt của Lý Tử Nhiệm cũng rất khó nhìn. Cô ta nói hoàn toàn đúng, bây giờ Lê Quân gặp ai cũng nói vậy. Mình dạy bé cưng thì bé phản đối rằng trẻ con không biết nói dối, chỉ được phép nói thật. Trịnh Quân Nga trừng mắt nhìn Lê Quân, nói tiếp, mọi người đều biết vật kỷ niệm chỉ phát cho khách quý tham dự buổi lễ. Vậy nên vật kỷ niệm bị giới hạn số lượng, mà Diệp Lâm Quân nhà cô không xuất hiện trên khán đài, vậy vật kỷ niệm của anh ta từ đâu mà có? Khẳng định là đồ giải. Trịnh Quân Nga cười lạnh nói, Diệp Lâm Quân, anh chỉ có chút trò mèo này thôi à? Vật kỷ niệm này chắc chắn là đồ giả. Sao nào, Diệp Lâm Quân, cảm giác bị tôi vạch trần không dễ chịu đúng không? Trịnh Quân Nga lạnh lùng nhìn Diệp Lâm Quân, cô ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, anh định chứng minh vật kỷ niệm này là thật như thế nào? Trịnh Quân Nga đổi sang cách nói khác. Diệp Lâm Quân cười, cô nói đồ giả thì là đồ giả vậy, không sao cả. Lý Tử Nhiệm hùa theo ngay lập tức, đúng, đây là đồ giả chúng tôi siêu tầm cho mình thôi, có bản cho người khác đâu. Hai người, Trịnh Quân Nga tức chết đi được. Sau khi rời khỏi nơi này, cô ta nói chuyện này cho Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng. Hai người họ vốn là quân nhân, hai mắt vừa nghe đến vật kỷ niệm của đại lễ phong vương đã sáng rực lên. Thứ này với người khác chỉ có giá trị siêu tầm nhưng với họ, ngoài giá trị ra còn có cả tình cảm nữa nên nó là vô giá. Chỉ cần giá của món đồ này ở trong phạm vi có thể chấp nhận được, họ sẽ dùng tất cả những gì mình có để mua. Vậy nên hai người vừa nghe đã thấy vội vàng. Có thật không? Họ thật sự có hả? Hàm Ngô Thị Lan đã bắt đầu run lên. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân lấy ra ba vật kỷ niệm, nhưng toàn bộ đều là đồ giả cả. Trịnh Quân Nga khẳng khăng nói. Cũng được, chỉ có khách quý xem lễ mới có vật kỷ niệm thôi. Diệp Lâm Quân lấy đâu ra cơ chứ? Ngô Thị Lan vô ý thức nói. Trịnh Quốc Thắng nói, không không không, đúng là chỉ có khách quý của buổi lễ mới có, nhưng có lẽ còn có những vật kỷ niệm khác cũng nên. Thông thường họ sẽ có thừa ra một ít, tặng cho người khác hay nhân viên làm việc trong buổi lễ chẳng hạn. Có lẽ thứ Diệp Lâm Quân lấy ra là thật cũng không chừng. Trịnh Quốc Thắng vừa nhắc nhở, mắt Ngô Thị Lan đã sáng rực lên. Nếu là thật thì quá tốt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.